Xin chào bạn thính giả thân mến. Ngày hôm nay Huy Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tựa các bạn. Năm nay cô 26 tuổi, là giáo viên của một trường tiểu học. Trò mắt của người ngoài, cô có điều kiện thật là tốt. Thế nhưng tại sao cho đến tận bây giờ vẫn độc thân cơ chứ? Không một ai biết rõ. Trong trái tim của cô đã lưu giữ hình bóng của một người con trai trong suốt tận 10 năm. Thế nhưng mà ngày hôm nay, người con trai đó lại bước vào lễ trường kết hôn mà cô dâu không phải là cô. Lại càng trớ trêu hơn nữa, cô lại không thể nào khước từ được tấm thiệp mời đỏ mà phải đến tham dự hôn lễ của anh ta. Cứ tưởng tình cảm kia cô đã cố gắng xóa nhà rồi. Thế nhưng khi vào giây phút gặp lại nhau thì mới biết rõ, cô chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Trong giây phút mà cô chìm đắm trong sự thất tình, với tất cả những sự bi thương và bất lực nhất, thì một người đàn ông đã xuất hiện và phát hiện ra cô. Khi thế vào khuôn mặt của người đàn ông này, khiến cho cô biết rõ, anh không phải là một người tầm thường, dường như là một người ở tầng lớp khác, khác xa hoàn toàn với cuộc sống bình thường của cô. Thế nhưng cô lại không thể nào ngờ rằng, cũng từ giây phút đó trở đi, thì người đàn ông này lại chân chính bước chân vào trong thế giới của cô, làm khuấy đảo tâm trí, suy nghĩ và tình cảm trong trái tim cô. Thế nhưng liệu rằng anh ta có thể lấp đầy lỗ hổng? trong trái tim suốt 10 năm bị tổn thương của cô hay không? Nghe sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Hên Lucy cùng theo dõi diễn biến hấp dẫn trong câu chuyện này nhé. Một ngày cuối tuần, tiếng chuông báo hiệu tiết thứ nhất đúng giờ giao lên tại trường tiểu học Đinh Thành. Đông Á xào xong điểm mục cuối cùng, rồi khép sách vở lại, đứng thẳng người lên. Vai và lưng của cô từ đầu tới cuối đều thẳng tắp thêm cách cổ thiên nga trời sinh nên thật nhìn cô có vẻ cao hơn thực tế rất nhiều sáng vẻ tao nhã thanh lịch mà dù bây giờ cô chỉ mặc một chiếc áo tia rớt, chân đi giày thể thao cũng không thể nào giấu được vẻ đoan trang trời sinh của cô đồng á nhìn quanh mấy cái đầu nhỏ nhắn bên dưới một tiếng nói hết giờ học rõ ràng ngắn gọn vang lên trong phòng học yên tĩnh sau đó lớp trưởng hô to cả lớp đứng dậy cũng vô cùng trong trèo hơn mươi học sinh ở phía dưới đồng loạt đứng lên, nghiêm chỉnh cúi đầu mà chào Đông Á. Giọng nói đất đắt, đồng loạt vang lên, mang theo sự nón hứt tự nhiên của trẻ nhỏ. Hẹn gặp lại cô. Đông Á xoay người rời đáp. Hẹn gặp lại các em. Sau khi vừa mới dứt lời, cô liền bổ sung thêm một câu. Đừng ham chơi, mà quên uống nước rồi đi toilet nha. Bên dưới miễn cưỡng phụ họa theo. Dạ, biết rồi, thưa cô. Đông Á khẽ thở dài một hơi, xa xa đôi mắt hơi mệt mỏi của mình. Bọn trẻ lớp 1 quả thật khá là hao tổn tâm trí. Bất cứ chuyện gì cũng phải nhắc nhở chỉ điểm. Đã có kinh nghiệm sau một học kỳ cọ sát và thích ứng. Học kỳ này bọn trẻ đã lớn hơn và biết chuyện nhiều hơn. Không cần cô phải nói đi nói lại nhiều lần. Hơn nữa cô còn cố tình bồi dưỡng vài học sinh có năng lực. Bình thường giúp cô chạy việc và cánh vác một ít công tác. Quả thật là đã bắt lo hơn học kỳ trước rất nhiều. Năm nay Đông Á 26 tuổi, ba mẹ đều làm ở cơ quan. Cô còn có một đứa em gái tên là Đông Cương. Ở cái thành phố nhỏ ba bốn tiếng này, gia cảnh cũng có thể gọi là giàu có. Cô sống trong hoàn cảnh như vậy. Từ tiểu học đến đại học, cho đến khi đi làm, cho tới bây giờ, cô đều là đứa con gái ngoan trong đôi mắt của bố mẹ, là một giáo viên xuất sắc trong mắt của học sinh. Cuộc sống cứ trôi qua bình lặng êm ả hơn hai mươi mấy năm hai năm trước sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm cô vẫn muốn ở lại tỉnh thành là mẹ triệu mai sống chết muốn cô trở về với một lý do rất đơn giản con gái con đứa ở bên ngoài đi lại chưa có một mình không an toàn từ nhỏ cô đã sống không quá xa ba mẹ ngay cả học đại học cũng chọn trường gần nhà để tiện trở về nhà hơn không lại chuyển được mẹ cô đành phải lựa chọn trở về khi đó thì biên chế vẫn chưa thêm vào khâu phỏng vấn một sinh viên vừa mới tốt nghiệp như Đông Á, chỉ ôn tập hơn một tháng ngắn ngủi, không tốn nhiều công sức để thi đầu vào. Cô được phân công đến đơn vị công tác hiện tại là trường tiểu học Linh Thành. Từ đó, kế thừa ý bát của ba mẹ, trở thành người ăn cơm nhà nước trong miệng của người thân. Năm nay là năm thứ hai cô công tác. Cô giáo đông, có cần em cầm giúp sách bài tập lên văn phòng không ạ? Lớp trưởng Lạc Y e đi tới nhẹ giọng cất tiếng hỏi. Lạc Y là lớp trưởng, không chỉ có thành tích nổi trội xuất sắc, thông minh lanh lợi, mà còn lẽ phép biết chuyện vô cùng chú đáo. Đồng Á chỉ cần nhìn một cái, thì con bé đã hiểu ý, ngoại hình cũng xinh xắn linh hoạt. Vừa nhìn đã biết đây là một đứa trẻ, được dạy dỗ rất tốt. Đồng Á rất thích đứa trẻ này. Đồng Á nhìn tay chân lèo khèo của Lạc Y, rồi lại nhìn trong vai tập thật say trên bàn. Cô con người ôn hòa, mà nói với Lạc Y. Lạc Y à, em tìm thêm hai bạn trai nữa đến giúp cô nhé." Dạ vâng thưa cô. Lạc y gật đầu, sau đó đi xuống tìm nam sinh cầm bài tập. Đông Á vừa mới cầm ly trà và laptop đi xuống bục giảng thì tương Tinh Tinh chạy tới nói, "Cô ơi, em giúp cô lau bảng nha." Đông Á quay đầu nhìn tấm bảng đen ở phía sau lưng. Cô thật sơ ý, có chuyện này mà cũng quên mất. Vẫn là bọn trẻ chu đáo. Một dòng nước ấm áp bất ngờ chảy qua cô đưa tay xoa đầu của tường tình tinh cất tén sẵn gió cảm ơn em đã nhắc nhở cô nhưng mà lát nữa lao bảng xong còn phải vừa dạch bảng nữa nhé Cô đông cứ yên tâm đi tường tinh tinh vui vẻ trao lên một tiếng rồi phòng qua đông á nhắn chân lao bảng đen ở trên bụng rằng đông á thở ra một hơi đám trẻ con này có đôi khi nghịch ngưỡng khiến cô phát điên có đôi khi lại ấm áp khiến hốc mắt của người ta nóng lên thỉnh thoảng cô có cảm giác mình vừa là cô vừa là mẹ của bọn chúng thậm chí có lúc bọn trẻ còn trở thành thầy của cô thường xuyên làm cho cô tỉnh ngủ thì ra cuộc sống lại có thể diễn giải như vậy kéo cờ ra thì cảm nhận được một trận gió lạnh ùa đến buổi sáng hôm nay cô coi dự báo thời tiết nói hôm nay nhiều mây có hai mươi độ nhưng bây giờ ở bên ngoài lại mưa một trận gió lạnh cô cúi đầu nhìn nhìn cánh tay Vừa nãy trong phòng học không có lạnh như vậy. Lúc này mới biết được nó lạnh đến cỡ nào. Kế hoạch hôm nay vậy là đã hỏng rồi. Cậu mày trong văn phòng. Có mấy cái chiếc áo khoác sệt kim dự phòng. Còn có thể trông đỡ được một chút lạnh chất này. Đông A nghĩ. Rồi sau đó bước nhanh vào trong văn phòng. Tiếng lá xào xạc ở bên ngoài. Bất chợt chuyển đến âm thanh chơi đùa của bọn trẻ. Đông Á không ngừng đầu lên. Mà chỉ chuyên tâm sửa một đống bài tập ở trên bàn. Sờ được một nửa thì cô dừng lại. Điện thoại di động trên bàn treo lên. Cô khẽ lướt mắt nhìn sang. Động tác trên tay vẫn liên tục. Lưu loát gạch bỏ từng câu từng chữ. Là điện thoại của mẹ triệu may Alo mẹ à. Đồng bá hả? À? Ngày mai ba con phải đi hạng thành để kiểm tra sức khỏe. Đúng lúc mẹ có một bữa tiệc xã giao không đi được. Còn lái xe đưa ba con đi nha. Ngày mai ư? Thứ bảy sao? Làm sao lại có thể kéo như vậy cơ chứ? cô từ từ để cây viết trên tay xuống màu đỏ của bút dính trên đầu ngón tay của cô cô rút khăn giấy ra lao tay Trợ mai nghe giọng nói ngập ngừng của cô thì hỏi lại sao thế không được sao à được ạ ngày mai mấy giờ ở trong đầu của cô vẫn đang suy nghĩ đến một chuyện khác vừa nói chuyện cô vừa lấy ra một tấm thiệp mời đỏ chót từ trong túi ra để trên bàn nhìn chằm chằm cuối cùng cô cũng không có dũng khí mà mở nó ra tất nhiên triệu mai không biết tình huống ở bên này tiếp tục nói quá trình đã được sắp xếp vào ngày mai buổi sáng ngày mai trên chuỗi đến bệnh viện tỉnh thời gian có một chút khắp gáp tốt nhất con nên đi sớm đông á chỉ lắng nghe qua loa sau đó cũng không nghe lọt tai được chữ nào nữa không phải cô không muốn nghe chuyện này cũng không trách cô được thật sự là cho dù cô có cố gắng tập trung như thế nào thì cũng không thể tập trung vào cuộc nói chuyện với triệu mai Mẹ à, ngày mai là 26 tháng 4 À? Cô nhớ mang máng ngày này. Cái ngày mà người kia kết hôn. Thiệp mời đã nằm trong tươi sách của cô một tuần. Nhưng cô vẫn không hề có dũng khí để mà mở ra. Ở phía bên kia điện thoại, anh ta cười nhẹ nhàng rồi nói với cô. Tiểu Á à, em nhất định phải tới đó. Đừng Tuấn, anh thật sự hy vọng cô sẽ đến sau. Đến bây giờ Đông Á vẫn nhớ rõ. Lúc học đại học năm 3, có một đêm cô thức giấc rồi không ngủ được nữa. Gọi đường Tuấn sắp lên máy bay. Giọng anh vẫn như cũ. Anh kể anh sắp đến thành phố mới để sinh sống. Nếu có một ngày anh kết hôn, em có đến không? Sẽ đến. Cô trầm mặc một lúc, rồi nói ra câu trả lời trái với lương tâm của mình. Đúng vậy, đúng vậy. Suy nghĩ đang bay xa, thì bị giọng nói thiếu kiên nhẫn của trợ mai kéo về. Còn đó, làm cô giáo mà không nhớ ngày tháng lại đi hỏi mẹ. Vậy mỗi ngày trôi qua như thế nào cơ chứ Lời rồi mẹ à Bây giờ con phải lên lớp Có chuyện gì thì chờ con hết giờ làm Rồi về nhà nói nhé Tạm biệt Vừa mới tắt điện thoại của mẹ Thì tiếng chuông vào lớp vang lên Cô giáo viên của lớp 3 Ôm một trong bài tập trở về Khi đi ngang qua bàn của Đông Á Thầy tấm thiệp mời màu đỏ đặt ở trên đó Không khai dâng lại mà nhìn thoáng qua Thiệp mời đẹp thật đó Chẳng lẽ là giáo viên của trường chúng ta muốn kết hôn sao? Không phải là giáo viên trường của chúng ta, mà là một người bạn của tôi. Ở trong lòng của Đông Á có chút rụt dạ, giống như bị người khác dò sách bí mật vậy. Cô mày cô giáo viên cũng không như cô tưởng. Chờ đến khi cô ấy đi qua, Đông Á mới âm thầm thở ra một hơi, rồi lặng lẽ mà cầm tấm thiệp lên. Cóc thiệp tương rắn đâm vào lòng bàn tay. Cảm giác thô ráp khi ma sát ngàn tay vô thức mở trang thiệp ra. gương mặt của Đường Tuấn cứ như vậy, mà đập vào mắt của cô. Vẫn là hình dáng trước đây, anh Tuấn như ánh mặt trời. Khi cười thì giống như cả người phát sáng. Chỉ là cánh tay của anh, đang khoác tay của một người con gái khác. Mặc một bộ váy cưới trắng tinh lộng lẫy. Ở trong mắt Đông Á, là một cô sâu hạnh phúc nhất thế giới. Không hiểu sao, hốc mắt của Đông Á ẩm ướt. Cô cố gắng mở to hai mắt, rồi khịt khịt mũi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ hai nam sinh nghịch ngợm đang bị cô giáo viên dạy dỗ cách đó không xa là mấy đứa trẻ là học sinh trong lớp của giáo viên tương làm sai sự việc xảy ra cần trong căng tắc giống như đang ở một thế giới không xa lắm vậy gần tối sau khi tiễn học sinh đồng á đến phòng thường trực lấy chuyển phát thuận tiện thay các giáo viên khác trong văn phòng cầm về mấy thứ vừa đến gần văn phòng đã nghe thấy tiếng cười từ bên trong truyền đến. Thầy sư phòng giáo vụ cũng ở đây, ngồi bên cạnh bàn cửa sổ bắt cháo chân. Đồng Á vừa vào, thì sự chú ý của mọi người đều tập trung hết vào cô. Đồng Á à? Chủ nhật nhà trường có hoạt động quan hệ hữu nghị. Toàn bộ thanh niên độc thân đều phải tham gia. Em có thể đến hay không cơ chứ? Thầy Dư đào quay mắt rồi sau đó nói. Đồng Á phân chia chuyển phát theo thứ tự Cuối cùng trở về vị trí của mình rồi đáp lại Chủ nhật ơi ừ, Em cũng không biết nữa Còn chưa nói hết câu Thì giáo viên trương lập tức kích động nói Văn phòng của chúng ta Chỉ có một nữ thanh niên duy nhất còn độc thân Này này em nhất định phải thay văn phòng chúng ta tranh giành mới được Giáo viên trường nói không sai Hồi lớp 1 có 5 lớp Đều là giáo viên trẻ Chỉ trong độ tuổi từ 27 đến 30 Trong đó có hai thai phụ Còn lại một cô giáo viên là cấp tổ trưởng cũng là người lớn tuổi nhất tư lịch già dặn nhất đầu thai là con gái tháng 6 cuối năm chuẩn bị có thêm đứa thứ hai đông á là nhỏ nhất mỗi lần đều sẽ bị việc độc thân này mà lôi ra nói điều kiện của đông á cũng không phải là kém thậm chí có thể nói là rất tốt rất nhiều người cảm thấy quái lạ trong trường giáo viên nam độc thân có cảm tình với cô không ít không phải thầy xưa này là một trong số đó hay sao khi không có việc gì lại chạy đến văn phòng của bọn cô cũng có không ít giáo viên âm thầm may mối đông á không lên tiếng mỗi lần gặp thầy dư cười cười vẫn như bình thường đối xử với anh ta cũng như các đồng nghiệp khác có mấy người ngồi không yên ngẩm đánh giá cô đừng nhìn cô ấy hoài nhã như vậy những suy nghĩ trong đầu rất cao điều kiện của thầy dư cũng không kém cô nói xem rốt cuộc cô ấy muốn tìm kiểu nào mới được chứ các đồng nghiệp của cô, cô cũng không biết người con gái trong miệng của bọn họ không phải thành cao không với tới cũng không có suy nghĩ quá cao người đã ẩn xấu trong lòng cô mười năm dĩ nhiên trở thành một bạn quá khứ không thể miễn cưỡng cũng không thể nhớ lại đối với tình cảm cô đã sớm không còn ôm hy vọng và cũng không động lòng với bất cứ ai cô giáo viên lúc này vừa mơ miệng nói em đã đang muốn viện cớ gì nữa phải không hả đồng á thấy vậy thì đành phải pha trò nói dạ ngày mai em mỗi lần cô không nói được hoặc số phổ vô cùng cô đều cười đến ngây ngô cô giao lâm vác cái bụng có thai đi tới vứt hết vỏ quyết vào trong thùng rác nói đi đi em xem thầy dư từ phòng giáo phụ thật xa chạy tới đây cũng thật vất vả đừng có lãng phí tâm ý của người ta nha. đồng á lúc này nhìn về phía sư côn nở ra một nụ cười nhẹ nhàng rồi sau đó cắt tiếng hỏi Chủ nhật là mấy giả Giờ con nghe vậy thì rất vui mừng Trên cơn mặt trẻ trung Không che giấu được ý cười 6 giờ là sẽ bắt đầu Anh ta cúi xuống Cẩn thận nhìn vào mặt của Đông Á Không có cao hứng cũng không mất hứng Vẫn cứ làm một mảnh nhàn nhạt Rồi mềm cười nhẹ nhẹ Thật lễ phép cũng thật là xa cách Lúng đồng tuần nơi khóe miệng hơi hiện lên Dưới ánh sáng vô cùng ấm áp Anh ta rất thích sáng vẻ này của cô mãi mãi đều đoan trang hà nhã như vậy. Sơ Côn đang quan sát thì bị Đông Á nhìn thấy, anh ta cũng không lảng tránh ánh mắt của cô. Có muốn tôi đến đón cô không? Tôi có xe, cảm ơn thầy sư. Vẫn xa cách như trước, khiến cho người khác có cảm giác thật là khó gần. Sơ Côn gật gật đầu, từ trên bàn nhảy xuống. Ở một góc văn phòng, một người phụ nữ có thai là cô giáo Tiểu Hà đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, rồi tạm biệt với mọi người. Sau đó cùng dư côn đi ra ngoài, vỗ vai của anh ta nói. Đường dài mới biết sức ngựa, lâu ngày sẽ biết lòng người. Thầy dư, cố lên. Hai người còn chưa đi được bao lâu. Giáo viên lâm không ngại lớn chuyện khoa trương kêu lên. Nụ cười thầy dư của chúng ta gọi là vui vẻ đó nha. Đồng Á nghe vậy thi chi cười khẽ. Cuối đầu thua dọn đồ vào trong túi sách. Cô muốn chuẩn bị trở về nhà rồi. Mà dù là được nghỉ phép, nhưng Đồng Á vẫn rời rừng rất sớm. Loại đồng hồ sinh học này đều đúng giờ như vậy ngay cả trong ngày nghỉ. Làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà xong. Đồng Tổ Văn cũng đã dậy, đứng cạo râu cho cương ở trong nhà vệ sinh. Đồng Á bưng mâm từ nhà bếp đi ra. Khi đi ngang qua toilet, giờ ngón cái về phía lão cha. Bà, quần áo hôm nay siêu đẹp trai nha. Ngày hôm nay trong tổ phân mặc quần áo mới, cạo râu ngâm nga một khúc nhặt, xem ra là tâm trạng đặc biệt tốt. Được con gái khen ngợi, quả thực là vô cùng vui vẻ. Ông nhìn cây bữa sáng rồi do đó hỏi, hôm nay ăn gì đây? sợi cào, toàn thắn và cháu. ba chọn cái nào đây? Lấy một ít tiêu cay bà ngoại, con cho lần trước ra. Dạ vâng ạ. Sau nói của Đông Á trên đến từ trong phòng khách. Đồng tổ phân sau khi cạo râu xong, vào phòng mấy lấy mấy cái la phát ra khỏi Đông Á. À, còn thấy cái nào hợp với bà hơn chứ? Đông Á cầm cái này lên xem, rồi lại đổi thành cái khác so sánh. Sau một hồi cẩn thận xem xét, cô liền chọn một chiếc ca la vát sọc. Kiểu này hợp với bà hơn, vô cùng thành thục. Ánh mắt của Đông Á vẫn luôn rất tốt Đồng tổ phân không nói hai lời, liền hấn hở về phòng thay đổi. Sau khi ăn cơm xong, Đồng Á đưa ba đi Hạng Thành. Hạng Thành là tên thành, lái xe hơn một giờ. Em gái Đông Khương cũng học đại học ở đó, vừa mới nhập học mùa hè năm ngoái. Buổi sáng, Đông Á đưa ba đi kiểm tra sức khỏe xong. Cầm lên bằng báo cáo kiểm tra sức khỏe thì đã đến giữa trưa, thuận tiện ghé thăm trường của Đông Khương. Sau khi đứng đợi vài phút ở bên ngoài cổng ký túc xá sinh viên, thì nhìn thấy Đông Khương Tài sách linh khỉnh bao lớn bao nhỏ đi đến ném mấy bao đồ vào sau ghế xe đồng á nhìn nhìn rồi cắt tiếng hỏi sao nhiều đồ vậy chứ máy giặt ở trong trường bị hư rồi đồng cương thân thiết kéo cánh tay của bà bà chiều nay không có lớp con dẫn bà và chị đi dạo rồi sau đó cười như trộm mà nói tình hình kinh tế gần đây có chút eo hẹp bà biết rồi đó đối với đứa con gái nhỏ này từ trước đến nay Đồng tổ văn đều không có biện pháp Vì vậy vui vẻ nói Được rồi, con muốn mua gì thì con nói với ba Hôm nay có ba ở đây Ba chính là cái máy rút tiền cho con Đồng cương hô to một tiếng Mạnh mẽ ôm lấy đồng tổ văn Xoa xoa cơn mặt giả nua của ba Rồi làm như phát hiện ra một châu lục mới Vui vẻ ngạc nhiên nói Ba Da mặt của ba hôm nay siêu bong lắm nha Tiểu thuyết tươi trên tivi còn kém xa độ anh tuấn của ba đó cái miệng nhỏ nhắn, ngọt ngào quả thực không cần thêm đường. Khiến cho tâm trạng của Đông Tố Vân vui dối. Khoác tay mà ôm con gái. Cả là bát này như thế nào? Là chị con chọn đó. Chị của em quả nhiên là tinh mắt nha. Sau khi khen Đông Tổ phân xong, Đông Cương lại bắt đầu trêu chọc chị mình. ghé sát vào rồi cười tùm tiền nói. Chị à, ngày hè năm nay chúng ta đi đời ở đâu đó nha. Đông Á nhìn gương mặt xinh đẹp của Đông Cương qua kính chiếu hậu trải qua khoảng thời gian hơn một năm. Có lẽ Đông Cương cũng đã thoát khỏi sự mập mờ với thằng nhóc theo đuổi từ học kỳ cuối của cấp 3. Nghĩ đến đây giống như sinh ra động lực. Tâm trạng vốn bình thường như ánh nắng mặt trời ló ra sau mây đen khỏi cơn mưa. Được thôi, em muốn đi đâu thì chúng ta sẽ lên đi nơi đó. Khói miệng của Đông Cương giật giật. Muốn nói gì đó nhưng lại nút xuống. Đồng Á thở dịp quẹ trái. Nhìn cô em gái bằng ánh mắt kỳ lạ làm sao chứ thôi được rồi để em suy nghĩ xong sẽ báo với chị đông á không nói gì chỉ trả lời bằng một chữ được bản thân đông á cũng rất mâu thuẫn không biết có nên đến tham dự đám cưới của đồng tuấn hay không thiệp mời vẫn ở trong túi sách dạo phố nhưng cứ nghĩ đến chuyện này cho nên không thể nào tập trung được sau khi xuống xe đồng cường rút thiệp mời từ trong túi sách ra rồi sau đó có cảm giác nói không nên lời anh Đường Tuấn sắp kết hôn rồi sao? Chị không cảm thấy khó chịu một chút nào ư? Đông Cương là người duy nhất biết rõ tâm sự của chị mình. Cô ấy hy vọng Đường Tuấn có thể trở thành anh rể của mình. Nhưng hiện thực tàn khốc, tỷ suất không như mong muốn lại vượt quá mong đợi. Đường Tuấn là bạn học thời trung học của Đông Á. Tuy không học cùng trường đại học, nhưng không hề ảnh hưởng đến suy nghĩ của Đông Á đối với anh. Đường Tuấn là bạn tâm sao của Đông Á nên cũng vô cùng thân thiết với Đông Khương. Đường Tuấn rất ưu tú, thuộc loại người đặc biệt trái mắt. Trong một người ưu tú như Đường Tuấn, Đông Á có vẻ nhỏ bé, không đáng kể. Điều này không khỏi khiến Đông Khương liên tưởng đến bản thân. Cô ấy và người nào đó, cũng trong tình huống không khác gì mấy. Nhưng không biết Đông Khương quá tự tin hay là quá tin người kia. Cô ấy cảm thấy tình cảm của mình và người kia sâu nặng hơn so với chị gái cùng với Trường Tuấn chị tốt như vậy, dịu dàng như vậy. Đường Tuấn không chặn chị, chính là tổn thất của anh ấy. Đồng Cương cắn ông hút, bình tĩnh mà phán đoán hành vi không sáng suốt của Đường Tuấn. Không biết Đông Á đã thông suốt, hay là đã sớm trở nên tê liệt, không hề có một chút ý kiến gì đối với nhận xét của em gái. Cô cắn một miếng dưa hấu bỏ vào trong miệng, rồi sau đó cúi đầu bỏ thiệp người vào trong túi sách. Anh ấy không có tổn thất gì, mà chị cũng vậy. Giọng nói của Đông Á điềm đạm, Nhưng Đông Cương lại hiểu theo một nghĩa khác. Chị sẽ không đến hôn lễ của anh Trần Tuấn sao? Sao lại không đi chứ? Dù sao cũng là người đàn ông. Chị đã yêu cả tuổi thanh xuân. Bạn bè cũng nên đến chúc phúc mới phải. Đông Á vô cùng thản nhiên. Nhưng Đông Cương vẫn nhìn ra sự mất mắt trong đôi mắt rũ xuống của chị mình. Nhất thời không biết đau lòng cho chị gái hay là đau lòng cho bản thân. Đông Cương nhìn chị mình vẫn là dáng vẻ thản nhân như cũ vẫn treo lên một nụ cười khóe miệng có hai lúm đồng tiền giống như cô đồng cường có cảm giác không biết diễn tả như thế nào có đôi khi cô sinh ra một loại ảo à giác chị của cô nhất định không phải là người thường chị ấy nhất định là một thánh nhân đây có lẽ là điểm khác biệt nhất giữa hai chị em đồng tổ phân nửa đường gọi điện tới báo đã ngồi xe của một người bạn trở về tinh thành nghĩa là một mình đồng á đi dự tiệc Đồng Khương đề xuất muốn đi cùng chị Nhưng vị Đông Á khéo léo từ chối Khách sạn Quan Duyệt Là khách sạn đăng cấp quốc tế Cũng là khách sạn lớn nhất hạng thành Có thể đãi tiệc ở trong này Không phải sao có bình thường Sau khi đậu che xong Đón bạn tốt thời trung học ngô nghiệp Đã hẹn trước ở cửa khách sạn Trên tấm queo không Ở trước khách sạn là một dòng chữ Chào mừng tên huân lễ của tên sinh Đường Tuấn Và tiểu thư Lê Hàm Hàm trên nữa là hình cưới của cô dâu chú rể đồng á nghỉ chân vài giây rồi nhấc chân đi về phía thang máy hôm nay thật đúng là náo nhiệt nha ngô nguyệt nhẹ nhàng cảm thán một câu đồng á cũng chú ý tới Đợt dành cho khách quý ở phía đông Đợt trải thảm đỏ hai bên đứng đầy người mặc tay trang calavat tư thế giống như đang đợi nhân vật cao cấp quan trọng hình thức vô cùng là long trọng chỉ cần nhìn qua một bóng lưng cao ngất nổi bật trong đám người vây quanh đi vào trong thang máy. Cờ thang máy từ từ khép lại. Người nọ cũng say mặt lại rồi chậm rãi ngẩng đầu. Một đôi mắt đen như mực, nhưng sáng người động phải tầm mắt của cô. Có lẽ anh ta cũng không nhìn cô, cũng không chú ý đến cô. Nhưng mà ánh mắt đó, giống như sức mạnh của đạn pháo tích tụ, lại sáng như sao, bừng sáng. Đông Á sửng sốt. Có một số người ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là kinh diễm có lẽ chính là người như thế ngô nguyệt chặt chặc hai tiếng kinh diễm ngắn ngủi đi qua hai người xoay người sẽ vào lối dành cho thân khách thang máy đến một đám người tiến vào có mấy người đàn ông và phụ nữ đang nói chuyện với nhau nhìn thấy sự vô trương ở ngoài cửa không nghe nói là lương mặc miên đã quay trở lại không phải tin tức trước đó nói ít nhất ba năm mới về sao sao cho đến hai năm đã về không cảm thấy kỳ quái hay sao Ngài nói hội đồng quản trị Tự mình đi Mỹ mời về Về phần nguyên nhân gì thì không người nào biết Tám lại lần này Lương Mặc Nguyên trở về Khi thế ảo ạt E rằng cuộc diện một tay che trời của Dương Kỳ Diệu Cũng sắp thay đổi rồi đi Tôi thấy còn chưa hẳn Năng lực của Lương Mặc Nguyên tuy mạnh Nhưng căn cơ còn yếu Nếu đúng như lời đồn đái ở bên ngoài Ông cụ Lương ngã xuống Đối với quân diệt mà nói Không thể nghi ngờ là họa vô đơn trí Lương Mặc Nguyên quay trở về chưa chắc có thể thay đổi được vấn đề gì đi mỗi người phát biểu ý kiến của mình tranh luận chưa xong thang máy đã đến một nửa đi ra thế giới trong miệng của bọn họ thật sự là cách quá xa so với cuộc sống của đông á giống như khoảng cách giữa mặt trời và mặt trăng nghe ra rồi quên mất thang máy vừa lên cô cũng theo đám đông đi ra phía bên ngoài đi qua một hành lang thật dài cách bố trí ấm áp trên thường dán đầy ảnh chụp của cô dâu và chú rể vô cùng hạnh phúc. Đồng Á cố gắng mỉm cười, lúng đồng tiền trên khóe miệng như ẩn như hiện, vô cùng xinh đẹp động lòng, hướng về phía của đường Tuấn. Đường Tuấn đã sớm nhìn thấy ở bên này, vậy tay về phía cô cắt tiếng hô to. Đồng Á, Ngô Nguyệt, sao hai người đến trễ vậy chứ? Đồng Á cười cười, trong lòng có môn phần khổ sở và không nữa. Đây là thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của đường Tuấn. Cô không thể nào phá hủy sự hướng phấn của anh. Cô chỉ có thể cười. Cười thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Dùng giọng nói chân thành nhất mà nói với anh. Đường Tuấn, chúc mừng cậu. Dưới ánh sáng, cô dâu sẽ thương cảm động. Kéo cánh tay Đường Tuấn cười ngột ngào. Cô là Đông Á sao? Tôi thường nghe Đường Tuấn nhắc đến cô. Xin chào, tôi là Lê Hàm Hàm. Đông Á vẫn duy trì nụ cười như trước. Trên mặt không có thêm cảm xúc nào. Mà cắt tiếng chào hỏi Cô Thắng nhìn qua đường Tuấn Cố gắng để cho ánh mắt thật nhìn thật là bình tĩnh Hai người đang bận Mình và Ngô Nguyệt vào trước nhé Cùng với Ngô Nguyệt Bước vào trong bàn ăn Phần lớn bạn của đường Tuấn Đông Á đều biết Ngày thường làm việc không rảnh tụ tập Lần này là một cơ hội Để bạn bè hội họp Hồn lễ chưa bắt đầu Cả bàn đã trò chuyện với khí thế ngất trời Trò chuyện về công tác Trò chuyện về tình cảm Lúc này Một bạn học nam bên cạnh cũng bắt đầu nói đùa Đồng á à Kiểu con gái độc thân như bạn Không khoa học nha Đúng vậy đó Đường Tuấn đã kết hôn Lớp chúng ta chỉ còn một mình bạn Bạn phải nắm chặt nha Đồng Á Đồng Á không nói chuyện Chỉ cảm thấy cắt nước Muốn mở chai nước suối Tia đen đại xanh đột nhiên vụt tắt Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào cửa Chiếu vào người của cô dâu MC bắt đầu lên tiếng Họ lễ bắt đầu Toàn xanh tiệc vỗ tay như sấm. Cô gái từng bước đi về phía trước. Mặc áo cưới trắng tinh, trang điểm tinh xảo. Đó là giấc mơ cả đời của một cô gái. Đồng Á bất giác cảm thấy, khóc mắt của mình trở nên nóng lên. Thời dịp đèn phòng còn chưa sáng, cô vội vã rời khỏi sành tiệc. Trong phút chốc đã đi tới cửa, bất ngờ bị ánh đèn làm cho trái mắt. Cô cạnh nhắm mắt lại, giọng nói của đường tuấn vang lên sau lưng có lẽ đã tiến vào giai đoạn thổ lộ của chú rể. Cô chậm rãi, bước lên trên tấm thảm êm ái. Đi rất là xa, tiếng nhạc tình tay nước óc, chia còn phăng vẳng. gương mặt đờ vấn và lê hàm hàm, thoáng hiện lên chồng lên nhau trước mắt. Đồng á cố gắng nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, giống như chỉ có làm như vậy mới có thể loại bỏ những cảm xúc tiêu cực và tình cảm son nén. Nơi này thật là yên tĩnh, sẽ không có ai quấy rầy đến cô. Đồng Á để tay dưới vải nước cảm ứng. Hướng một nắp nước mắt hắt lên trên mặt, nước nở trong tiếng nước chảy. Tích tụ suốt cả một đêm. Mà không, nói đúng hơn là tình cảm kéo dài hơn mười năm. Và giờ phút này dòng như thủy triều dâng lên như là đi vỡ. Cô chờ từng khóc. Những khi đau khổ hay đau lòng chỉ ngục một giấc. Sau khi tỉnh dậy thì sẽ quên hết. Rõ ràng đó là suy nghĩ lờ mình dưới người của cô. Cô không quên được đường vấn Trước kia cô cho rằng mình có thể dễ dàng quen đi. Thế nhưng mà giờ phút này cô phát hiện mình chỉ tựa là gạt chính mình mà thôi. Đúng lúc này, Lương mặc Nguyên đi ra từ phòng bên cạnh. Sau khi ra tay, lên thấy một mình cô đang đứt nở trước bồn ra tay. Tiếng khóc của cô kèm nén ẩn nhẫn, biến mất trong tiếng nước chảy ào ào. Cô gái cúi đầu thấp, lấy tay che mặt, bả vai run rẩy. Bốn định đi thẳng nhưng có thể do dáng vẻ nức nở của người con gái này Làm cho người ta xúc động Hay có lẽ do khí chất toàn thân của cô hấp dẫn anh Lương mặt nguyên đứng lại vài giây Ánh mắt dừng lại trên cần cổ thiên nga nõn nả dưới ánh đèn Đi về phía trước hai bước Rồi cầm khăn tay chạm vào lưng bàn tay cô Có lẽ do bộ dạng thất lễ không thể gặp người Cô gái không lập tức ngẩng mặt lên Nhưng tiếng khóc nức nở cũng dừng lại đúng lúc vội vã lau mặt rồi chậm rãi ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ như chìm trong sương mù. Cô thấy một đôi mắt dịu dàng trên đỉnh đầu. Một người đàn ông tây trang, cao lớn vững chãi dưới ánh đèn. Những ngón tay than dài quá mức sạch sẽ. Đang cầm một chiếc khăn tay khẽ mỉm cười nói với cô. Cho cô. Ánh mắt của anh sạch sẽ ấm áp. Trong con người đen như mực, lại lên thật nhiều điểm sáng. Giống như ngôi sao dưới bầu trời đêm đồng áo quấy đầu, nhìn chiếc khăn tay và bàn tay, và những cấp sơn rõ ràng gần như trong suốt dưới ánh đèn. Cô đưa tay tiếp nhận, khẽ nói lời cảm ơn. Rất lâu về sau, rất nhiều lần Đông Á nhớ đến buổi đầu tiên, cô và Lương Mặc Nguyên gặp nhau. Lúc cô đang chìm đắm trong sự thất tình. Với biết bao bi thương và bất lực, thì anh chính là người đầu tiên phát hiện ra cô. Khi đó cô cũng không thể nào ngờ rằng, từ giây phút đó trở đi, thì người đàn ông lưng mặt miền này lại chân chính đi vào trong thế giới của Đông Á. Nhưng mà hiện tại, ngoài sự cảm kích với anh thì vẫn chỉ là cảm kích. Sự ấm nóng và sáng rực trong mắt anh không hề thoát ra chút thần thái kinh bì nào bởi vì cô để rõ sự luống cuống. Đông Á vớt mặt, cầm chặt chiếc khăn tay có một chút khó xử mà nói. Thật xin lỗi đã làm bẩn căn tay của anh. Không sao, là tôi đưa cho cô mà. Giọng nói của anh rất là êm thay. Phát âm từng tiếng rõ ràng chính xác. Nghiêm túc nhìn thẳng về phía của người đối diện. Ánh mắt phóng điện đặc biệt hấp dẫn trong không gian yên tĩnh. Đông Á cật đầu rồi sau đó lại nói lời cảm ơn. Lương mặt nguyên khẽ nhích môi với cô. Xem như là tắt lại. Trên hành lang truyền đến tiếng giày cao gót. Thanh âm càng lúc càng gần. Rất nhanh. Có một người phụ nữ Sáng vẻ thất tha hào phóng gọn cằn sạch sẽ Đã đứng ở phía trước mặt của bọn họ Cô ta cũng chỉ chú ý tới Đông Á Khẽ cười với cô Rồi đưa mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh cái môi khẽ mở Cho mắt hiện lên một chút tình cảm dịu dàng chúng ta đi thôi mặc Minh Người đàn ông đó rũ mắt Khẽ mắt như có như không Mà nhìn về phía của Đông Á Rồi sau đó cùng với người phụ nữ đó rời đi Đông Á lấy khăn ra. Đầu năm nay, người vẫn còn sông khăn tay rất là ít. Một chiếc khăn vuông màu trắng, chất liệu mềm mại không hoa văn trần ra. Trên góc được phát họa một chữ thư pháp bằng chỉ vàng. Lương Đông Á nhìn hai giây rồi nghĩ. Người vừa rồi chính là Lương mặc bên sau. Cô mở tôi sách ra, rồi cẩn thận bỏ khăn tay vào bên trong. Di động có hai cuộc gọi nhớ. Cô gọi lại. Điện thoại vừa thông, đã nghe thấy những tiếng ồn ào hiền áo ở đó. Ngô Nguyệt lớn tiếng nói. Đồng Á, bạn bè thân thích đọc giãn văn, cậu chạy đi đâu thế hả? Hiện tại đã đến đâu rồi chứ? Đồng Á cố gắng để cho giọng nói có bản thân, nghe hết sức là bình thường. Bây giờ là hai cha mẹ, đi đến nói chuyện. Một lát nữa sẽ đến thật cậu, cậu đi đâu vậy? Mình biết rồi. Để nhanh đến thang máy, Cốc đàn ý mới hỏi những điều mình đang nghi hoặc. Này, Lương Mặc Nguyên. Anh quen cô nữ sinh vừa rồi khi nào vậy chứ? Sao trước giờ em chưa từng gặp qua? Hành lang sáng rực dưới ánh đèn, Lương Mặc Nguyên mặc tay trang màu đen. Cô áo sơ mi màu trắng, một sự kết hợp rất đơn giản, nhưng khi được mặc ở trên người của anh, lại càng tôn thêm làn da như ngọc của anh, lạnh lùng một cách khác thường. Tay của anh sờ răng lại cổ áo tay trái, bỗng dưng dừng lại ngẩng đầu nhìn thao tầm mắt bình tĩnh sáng suốt của Cúc ni rồi nói. Cô nói gì chứ? Làm việc chung với anh nhiều năm như vậy. Cúc Danny hiểu rất rõ lương mặt mình. Tất nhiên là anh đang suy nghĩ chuyện khác. Không chú ý lắng nghe những gì cô vừa nói. Cúc Danny cũng không cố chấp. Cho nên chuyên đề tài nói. Vẫn đến bệnh viện chứ? Lương Mặc Nguyên đi một bước, nhấn nút rồi sau đó cắt tiếng. Tôi đưa cô lên lầu. Cửa thang máy sáng như là cơn phản chiếu bóng của hai người. Một đen một tím. Cốc Đan đảo mắt trời cười nói. Đừng chậm trễ thời gian. Anh mau đến bệnh viện đi. Đám lão già ngoan cố ở trên lầu hải giao lại cho em. Linh một tiếng, cốc Đan mỉm cười nói với Lương Mặc Nguyên. Thang máy của anh đến rồi. Lương Mặc Nguyên khẽ ừng một tiếng. Sau đó nhấc chân bước vào trong thang máy. Lương Mặc Nguyên. Cốc đàn nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đó đi vào thang máy. Trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng sức mạnh. Tiếng gọi bất ngờ. Người đàn ông trong thang máy quay đầu nhìn lại. Trong mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Khúc đàn ni cố gắng mỉm môi. Dùng sức ngăn dòng cảm xúc dâng lên. Ngay cả như vậy. Tình căng cuồn cuộn như thủy triều trong đáy mắt. Vẫn còn thoát khỏi ánh mắt lợi hại của lương mặc nghiên Bây giờ là thời khắc quan trọng. Mặc nghiên à, anh nhất định phải chịu đựng em sẽ luôn bên cạnh anh cờ thang máy đóng lại lương mặc nguyên nhìn cúc đan bằng ánh mắt sâu thẳm hơi nhếch môi lên anh và cúc đan rất hiểu nhau trong công ty anh là cấp trên của cô ấy nhưng quan hệ của bọn họ lại giống như người thân nếu nói cả thế giới ai đều có thể phản bội chỉ duy nhất một mình cúc đan là ngoại lệ anh vĩnh viễn tin tưởng nhất định cúc đan sẽ là người ở sau lưng hỗ trợ anh bất kể anh có làm sai chuyện gì. Điểm này Lương Mặc Nguyên hoàn toàn tin tưởng không một chút nghi ngờ. Lương Mặc Nguyên không sẵn theo tài xế và trợ lý, một mình trở lại bệnh viện. Anh ngồi ở trong xe rất lâu, sắp xếp lại những chỗ rắm ở trong lòng. Một năm trước khi anh về Mỹ để tiếp quản xí nghiệp gia tộc, tạm ngừng việc học sở trường và kế hoạch lấy học vị trong vòng 3 năm. Không ngờ ông già lại ngã bệnh, triệu hồi anh về nước cấp giao hạng mục trong tay cho anh. Hạng mục lớn này là tâm huyết nhiều năm của ông già, vì liên quan đến lợi ích của mấy vị cổ đông lớn. Ngay từ lúc bắt đầu đã gặp phải rất nhiều phản đối. Ông già dùng thủ đoạn mạnh mẽ để xuống, hạng mục mới được vận hành đúng hẳn. Lúc này ông già lại đổ bệnh, mấy cổ đông ào ào nhảy ra, khiến hạng mục đình trệ thêm một lần nữa. Nhân vật phân phức đứng đầu là Lý Đồng. Nếu có thể giải quyết ông ta, thì sự việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng ông sau đó ngoan cố không thay đổi, hoàn toàn không để anh vào mắt. Lương mặc nguyên dùng những ngón tay thon dài, gõ nhẹ đầu gối như đang cày đàn giang cầm. Đây là động tác thao quan tính, những lúc anh đang suy nghĩ. Anh nhớ lại mấy lời của ba. Thời điểm như thế này, cần phải áp dụng những biện pháp tất yếu. Khóe miệng hơi hơi nhích lên, nụ cười rất nhỏ. Nếu không nhìn kỹ, thì không rõ là anh đang cười chắc chắn là nụ cười này là đậm nét cười lạnh lương mặc nguyên vặn chìa khóa khởi động chiếc xe lưu lắt bẻ lái rời chạy ra khỏi và ra của khách sạn bạn bè đọc sẵn cảm là tiết mục cuối cùng của hôn lễ lúc đông á đi vào hội trường thì đến lượt ba của đồng tuấn phát biểu bọn họ càng náo nhiệt thì lòng của đông á càng không có cảm xúc ngô nguyện thấy cô quay trở lại thì tìm thúc giục dù gì cũng là cô giáo Lòng dẫn văn trực kiếp sẽ không làm khó được cậu đâu. Ngô Nguyệt nói đùa. Vấn đề này không có gì to tát. Nhưng tâm tình hôm nay cổ cô không tốt. Chỉ sợ là sẽ không thể nào không chế được cảm xúc. Đúng lúc này, MC trên đài giới thiệu. Ngô Nguyệt kích động đầy đầy Đông Á đang đứng gần người rồi nói. Đến lượt cậu kìa. Đông Á đứng lên đi về phía khán đài. Một ngọn đèn chiếu thẳng vào người của cô. Trong phút chốc cô trở thành tiêu điểm của hội trường. Người chủ trì đưa mic cho cô. Cô đông, sân khấu bây giờ là của cô. Nếu như có chuyện xấu nào liên quan đến chú thì tôi tin rằng bạn bè dưới sân khấu cũng như tôi đều cảm thấy rất là hứng thú nha. Micro cầm ở trong tay. Đồng Á dùng ánh mắt nhìn đường tuấn đứng ở chỗ không xa. Cô hơi hoảng hốt. Trong ngay mắt tất cả chữ nghĩa được sắp xếp trong đầu đều không sử dụng được. Chuyện của cô, cô và Trương Tuấn Nên bắt đầu từ đâu đây Hình như không cần phải nói Cô cắn môi Cố gắng kiềm chế giọng nói không run rẩy. Cuối cùng nhìn xuống sân khấu Rồi chuyển hướng sang đường Tuấn Và Lê hàm hàm cắt tiếng Chúc hai người tân hôn vui vẻ Cô dùng hết dũng khí cả đời Để mà nói ra những lời này Trước mặt mọi người Được đường Tuấn ôm một cái thật chặt Rồi nhỏ giọng nói ở bên tai cô Cảm ơn em, Tiểu Á Đồng Á ngẩng cao đầu bước xuống đài, vẫn giữ nguyên sự kiêu ngạo, nước mắt không thể rơi. Cho đến giờ phút này cô mới hiểu được, không buông bỏ được chỉ có một mình cô. Đầu tư vào tình cảm này dường như chỉ có một mình cô. Bài diễn kéo dài mấy năm nay cũng đã kết thúc rồi. Đồng Á trong lòng cô tự nhủ. Không đợi đến lúc cô dâu mời rượu, thì cô liền xin phép ra về trước. Trong lúc chìm chìa phá, cô tình lật tới chiếc khăn tay, Tới này tâm trạng của cô sâu tới cực điểm Nhưng chỉ nhờ hành động nhỏ Của một người xa lạ Mà cảm thấy ấm lòng Giống như trong cơn mưa to tầm tã Bỗng nhiên có người che dù cho mình Đồng Á không thấy một từ ngữ nào tốt đẹp Để hình dung chuyện nhỏ này Nhưng anh quả thật giống như thiên sứ Sang xuống trước mặt của cô Ngay giờ phút đó Cô nắm chặt chiếc khăn tay Trong chốc lát tâm trạng kỳ lạ Không thể diễn tả Cô là người dễ dàng bị người khác làm cho cảm động, lại cực kỳ nhạy cảm. Mặc dù bản thân ở trong hoàn cảnh nào tồi tệ, nhưng chỉ cần có một chút ánh sáng đủ để sai rọi, hay chỉ là một ngọn nến nhỏ nhỏ, cũng có thể khiến cho cô sinh ra khát vọng và ấm áp để đối mặt với toàn bộ, không hài lòng xung quanh mình. Đông Á cảm thấy giờ phút này, cô giống như căn phòng trống, mà lượng mặc nguyên giống như thư ánh sáng của ngọn nến tràn ngập cả căn phòng. Một nguồn sáng nhỏ nhỏ, nhỏ đến mức không đáng kể, nhưng lại khiến cho cả trái tim cổ cô ấm áp. Cô bất giác muốn nói lời cảm ơn anh từ tận đáy lòng. Đêm đó, Đông Á về nhà rất trễ. Xuất đoạn đường từ tinh thành trở về, sợ bị mẹ gọi điện kiểm tra liên tục. Mẹ cô là một người có thật, xấu, suy xét, cho so đến cuối cùng của sự việc. Đồng Á sợ rằng sẽ phát sinh những chiều không phiền tái. Cho nên không nhất thiết phải nói thật với bà. Sáng ngày hôm sau, Cô có được một giấc ngủ nướng nho nhỏ. Lúc thức dậy thì ba mẹ đều đã đi ra ngoài. Buổi sáng cứ như vậy mà trôi qua một cách đơn giản. Ngày nghỉ, Đám thể cô giáo ở trường, Cũng không có chuyện gì làm. Đều thích lên nhóm tập thể của nhà trường, Nói chuyện phiếm và tán dốc. Hoạt động hướng nghị buổi tối, Đông Á đã kê danh tham gia. Nhóm tin tức của nhà trường cũng quan tâm không ít. Quả nhiên không ngoài dự tính, mọi người đều đang thảo luận về chuyện này. Đồng Á trả tới trả lui hai lần, thấy được tin tức liên quan đến thời gian và địa điểm của hội nghị. Cô yên lặng ghi nhớ rồi đi ra ngoài. Cô chuẩn bị nghỉ trưa. Đến lúc thức dậy thì thấy giờ con nhắn tin đến. Anh ta kiên trì tới đón cô. Đồng Á không lây chuyển được cho nên đành phải chấp nhận. Đình Vành là một địa phương nhỏ, nhưng kinh tế cũng không hề lạc hậu. Mặc dù hiện tại có rất nhiều người kết hôn sinh con muộn, nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng bảo thủ của đời trước, thậm chí là cả văn hóa thành phố. Kết hôn muộn có con trẻ, cũng chỉ giới hạn ở lớp thanh niên ra khỏi nhà làm việc. Quan hệ hữu nghị lần này là cùng với trung học cơ sở tinh thành. Giáo viên độc thân của hai trường, cộng lại cũng hơn có 10 người. Địa điểm tổ chức là ở trường trung học cơ sở Đinh Thành. Đối mặt với lời mời chủ động của sư côn, đồng á không cự tuyệt. Chơi trò chơi phòng tròn, gọi là chuyển bao lì gì. Chỉ là không được dùng tay, mà phải miệng đối miệng. Đứng nhìn các thầy cô giáo bình thường đều tỏ ra nghiêm chỉnh Nhưng khi chơi đùa, thì cực kỳ là điên cuồng. Lúc giờ còn chùa môi truyền bao lì gì cho Đông Á, thì tờ giấy mỏng vừa chạm đến miệng của cô. Cách tờ giấy khó khăn lắm Đôi môi của dư côn mới dính sát được Trong nghe mắt Máu ở người của Đông Á toàn bộ dâng lên trên đầu Nhưng anh ta lại hoàn toàn Không có ý muốn bơm ra Độ ấm và áp lực này Khiến cho cô không thoải mái Ngược lại còn có một chút chán ghét Tránh để cho đôi môi của mình Và anh ta chạm vào nhau Cô nghiêng đầu sang chỗ khác Dùng sức hút lấy phong bao lì gì rơi truyền cho nữ đồng nghiệp ở phía sau trong lúc này, dù còn chú ý tới cẩn cổ trắng nõn của Đông Á Đạo Ứng, thỉnh thoảng anh ta dùng ánh mắt đánh giá cô, thì phát hiện cô không nhìn anh ta. Có lẽ là do cô thẹn thùng nên vậy. Ở trong lòng anh ta tức kệ bản thân, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa. Có lẽ quan hệ của bọn họ có thể phát sinh biến hóa lòng trời lở đất đi. Nếu dù còn giải thích như thế, thì anh ta không hề hiểu một chút nào về Đông Á rồi. Trong một thời gian rất dài sau đó Đồng Á nằm mơ gặp ác mộng liên tiếp Ở trong mộng Dư Côn biến thành một con sư tử Mồm há to như chậu máu Mà đồ nhau về phía của cô Cô theo bản năng tránh đi Không muốn ở chung cùng với anh ta Nhưng Dư Côn lại không hề nhận ra Đúng lúc Đồng Á đang vì vậy Mà cảm thấy hết sức chán ghét Thì nhận được điện thoại của cô bạn thân Thời đại học thang mật Cô ấy sắp kết hôn Và muốn cô trở thành phổ dâu Thang Mật là một người cực kỳ đơn giản, tam quan rất hợp với Đông Á. Đây chính là lý do hai người tính tình sở thích hoàn toàn khác nhau, lại có thể trở thành bạn tốt của nhau. Mà vừa vặn hứa gia trạch cũng thuộc lại người như vậy. Hồn lễ được tổ chức vào ngày thứ bảy, mùng 1 tháng 5. Đông Á xin ngày nghỉ thứ sáu, chạy tới hạng Thành đề xuất thang mật một tay. Ngoài trừ Đông Á còn có ba phù dấu khác. Tiệc cưới được tổ chức tại khách sạn lớn nhất hạng thành là khách sạn quận duyệt cũng là nơi tổ chức hôn lễ của đường tấn nhà của hứa gia trạch rất là hào phóng trong đám bạn bè đều biết nhưng hào phóng như vậy cũng có lúc keo kiệt thang mật nâng ly rượu cười với mấy chị em tôi cho các cậu biết lão tổng quân duyệt và hứa Tên sinh là bạn nuôi cố nếu như không giảm giá hứa tiên sinh sẽ không chịu làm ở đây đâu hứa gia trạch như vậy cũng là quá keo kiệt rồi đi mặt nhi mau lấy di động ra mình muốn nói chuyện với anh ta một chút. Hà tỷ trong miệng quả thang mật là một người ăn to nói lớn có một chút giống như là chỉ đại. Một người khác tên là Ngài Tiểu Như quay nói. Cậu không biết rồi. Kẻ có tiền mà không keo kiệt thì không gọi là keo kiệt mà gọi là sống qua ngày. Hứa xa trạch ở nhà là một người đàn ông tốt. Mật nhi chồng ta chính là được lợi rồi đi. Năm người cùng nghe nga mà cười. Không biết người nào đó đột nhiên hô to một câu. Lão đại quận duyệt có phải là mặc nguyên hay không đông á cảm thấy cái tên này quen quen chợt nhớ tới chiếc khăn tay nằm ở trong túi áo một chữ thư pháp chỉ vàng bằng lương liền nghĩ đến người đàn ông đưa cho cô chiếc khăn tay này ở trong toilet không biết suy nghĩ như thế nào trong chớp mắt liền đã xuất hiện đúng là anh ấy vợ tên sinh tìm anh ấy để làm phù rể đây không phải lần đầu tiên đông á làm phù dâu cho nên có thể nói là rất có kinh nghiệm vội vàng nhưng không rối lạnh đầu vào đó. Cô và phù sâu đã đều đã trang điểm xong. Cũng đã chuẩn bị xong đạo cụ. Còn dư khá là nhiều thời gian. Thang mật cố ý kéo toàn bộ phù sâu phù rể vào trong một nhóm. Mấy dầu phụ đã sớm ở trong nhóm đài bao lì gì. Hứa ra trạch thuyết phục không được. Muốn ôm được người đẹp thì phải bao lì gì. Nhóm dầu phụ nhất định không thận theo. Bây giờ không đưa thì lát nữa sẽ không mở cửa. Ở trong ngoài phối hợp kiên trình, không ngừng cuối cùng chú rể và nhóm phù rể cũng xông vào cửa chính nhóm phù rể của hứa gia trạch đương nhiên cũng bao gồm chú rể nhan sắc của người sau càng hơn người trước lúc tiến vào cô dâu xinh đẹp đã ngồi ngay ngắn trên giường lớn phủ đầy cánh hoa hồng đồng á ngồi bên cạnh thong thả đem bao lì gì vừa ngẩng đầu lên thoáng nhìn một cái cũng giống như lần đầu tiên chỉ thoáng một cái đã nhìn thấy người nổi bật nhất cô xác định người đó là lương Mạc minh trong miệng của các cô gái. Bởi vì anh và người cô gặp ngày hôm đó giống nhau như đúc. Đúng. đúng là thật kỳ lạ. Đã lâu như vậy mà cô vẫn còn các sâu ấn tưởng Người tưởng mang đến cho cô ấm áp vài hy vọng, tạo cho người khác cảm giác rất là khác biệt. Cho đua vẫn đang tiếp tục. Hà Tỷ nghĩ ra một cái rất tuyệt diệu, dùng tới thảm đinh. Hít đất trên thảm đinh 20 cái. Ở gia trạch bị ép không có cách nào khác bởi vì ngay cả thằng mật cũng lực bất tòng tâm chỗ rể hứa ra trạch cởi giày đạp lên thảm đinh đựng chuẩn bị nhịn đau hít được 11 cái sau đó giơ so tay đầu hàng Hứa ra trạch nhìn quanh một vòng Ánh mắt rơi vào trên người của Lương Mạc Nguyên Từ đầu đến giờ không hề hé miệng Khói miệng của anh ta hơi nhích lên rồi sau đó nói Mạc Nguyên à, bình mệt rồi Hay là cậu tới thử một chút đi có được hay không? Có chiến cai thôi mà cũng làm không xong Đừng có kéo cả lương mặc nguyên cùng xuống nước đi Đông Á im lặng Ngồi bên cạnh thằng mật Mấy môi cười lộ ra hai lúm đồng tiền khoái miệng đặc biệt ngọt ngào mà động lòng người Hứa ra trạch nhảy dựng lên giống như cá chép Rồi ngồi trên sàn nhà bên cạnh Xoa xoa lòng bàn chân trần của mình Làm ra bộ dáng đáng thương tội nghiệp Mà nhìn thằng mật Rồi sau đó nói Thằng mật à đã đỏ hết cả rồi Mới là không cần làm đúng Đoàn phố sâu phụ mở lời nói Hứa Sa trạch nhìn thang mật Với một bộ sáng cực kỳ đáng thương Mà thang mật thấy vậy thì đành phải nói Lại đây Hứa xa trạch vội vàng đi giày Rồi sau đó bước đến ngồi bên cạnh lão bà Nhưng kết quả thang mật lại nói Anh hỏi nhóm vừa dâu của em có đồng ý hay không đã Hứa ra trạch dừng lại Dùng ánh mắt nhìn đám phù rể cầu xin giúp đỡ Để lương mặc nguyên biểu diễn tài hít đất cho mọi người xem Thấy như thế nào hả Một đám người đều trồ dồn ánh mắt về phía của Lương Mặc Minh. Đồng Á cũng dương mắt nhìn theo. Cô phát hiện trên người của anh có một loại phẩm chất đặc biệt. Mà dù cái gì cũng không nói, nhưng chính là vì an tĩnh như vậy lại sinh ra một cảm giác mạnh mẽ. Có lẽ đây chính là khí thế đi. Ngài Tiểu Nhu cười nói Chúng tôi không có ý kiến Vậy các người cũng phải xem người ta có đồng ý hay không đã Thang mặt là người vỗ tay đầu tiên Lương Mạc Nguyên đến đây làm đi không biết là tiếp mấy cái Đám vô dâu vô rể Cùng vỗ tay đánh nhịp hô tao Đồng Á không biết phải làm như thế nào mới tốt Không đi theo chơi đua Mà lại không đi theo phong trào Thì cũng có một chút khác biệt Cần sân khấu chỉ có cô Và Lương Hoạt Nguyên lại im lặng Có vẻ là đặc biệt đột ngột Nhưng mà ngày hôm nay Cô cũng không phải là nhân vật chính Cũng sẽ không ai chú ý đến cô đi Lương Mặc Nguyên thanh thản cởi tay trang và áo khoác xuống, bước đôi chân dài của mình đi đến thảm đinh, nhưng bỗng nhiên dừng lại. Đúng lúc vừa khéo ngay góc này, anh đứng đối diện cùng với Đông Á. Như lời này cũng giống như muốn nói với cô. Ai tới giúp tôi một chút hay không? Hô hấp của Đông Á dường như hơi chậm lại, đôi môi khẽ khép mở. Vài phù sâu ở đây, tất cả đều là hoa có chủ rồi. Duy nhất chỉ có một mình Đông Á vẫn độc thân. Thang mật quyết đoán Lên đầy cô một tay Cô giáo dạy toán này À á, à, mau lên, qua giúp một tay đi Thang mật nói xong thì con không quên ra hiệu cùng với cô Hóa ra không ai biết đến Đông Á Bị thang mật lên đầy ra ngoài như vậy Nhất thời đưa đến sự chú ý với mọi người Nếu nói em gái Đông Cương thuộc loại hình tươi ngon Thì Đông Á là người tiềm đặn, trang nhã Làm cho người ta cảm thấy Cô giống như là một con thiên nga trắng cao quý, lạnh lùng trong sáng. Cổ của cô đã dài mà lại còn đẹp. Có thể từ nhỏ đã học qua luyện múa. Sáng đẹp vô cùng, phong cách cũng yên tĩnh. Lúc nói chuyện thích mỉm cười, làm cho người ta có cảm giác như tắm mình trong gió sân. Người con gái như vậy, sự không quen của cô khiến cho người khác khó cần quý, nhất là con trai. Cho nên từ nhỏ, người thầm mến cô gì nhiều mà người chân chính theo đuổi cô thì ít. Đồng Á đi đến bên cạnh Lương Mạc Nguyên. Lương Mạc Nguyên cũng không nói chuyện, chỉ ở bên cạnh cuối đầu mà nhìn cô một cái, rồi cày dài ra sẵn vào thảm đinh. Đồng Á để ý anh không có đi tắt, như vậy có phải sẽ rất đau hay không? Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn anh, thì ngay cả ấn tượng của anh cũng không hề như lấy một cái. Nói chung anh chỉ nhìn sau lượng chiều dài của thảm đinh rồi một tay trong đỡ trên mặt trên. Phần lưng và đường cong bắp tay đều rất lâu lát. Dù chỉ cách một bộ quần áo thôi, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn đến cỡ nào. Một tay hít đất, tất cả lực đều dồn trên cánh tay. So với hai tay thì càng thêm khó khăn, huống chi còn là ở trên thảm tinh nữa. Nhìn qua lại, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, thật sự rất là dễ dàng. Hoàn toàn không hề có sự đau khổ Giống như hứa sao trạch hồi nãy Cô lại nhìn ra sự nhẫn nại mạnh mẽ của anh Càng thêm vội phục thầm đếm 25, 26, 27, 30 Được rồi Đồng Á ngồi xuống ở bên cạnh anh Rồi cắt lên giọng nói em tay Có một miếng tóc đen tỏa xuống trên trán anh Có chút không kiểm chế được Mà tàn ra hương thơm Dừng động tác đi xuống một chút Ánh mắt trầm mặc của anh Xuyên khấu qua tôm tóc đó Mà nhìn về phía của cô dường như là một ánh mắt sắc bén bá đạo vậy bỗng nhiên trong lòng của đông á hơi giật mình cô mới phát hiện cô và anh đang ở gần nhau hơi thở của người đàn ông ấp tới hấp dẫn mặt xâm chiếm mặt của cô lập tức đỏ xấu hổ đứng lên lễ phục sầu phụ dài tới mắt cá chân khó khăn lắm mới lật vào tầm mắt của lương mặt min anh cảm thấy mắt cá chân của cô rất đẹp đông á cũng ý thức được cái gì nên lùi về phía sau hai bước. Lúc này Lương Mặc Nguyên cũng đã đứng lên mà đi giải xong. Mấy rồi? Có người hỏi Đông Á. 30. Sau xuôi, cô quay về bên cạnh thằng Mật Cô nghe được phía sau có phải chủ rể đang chọc rẹo Lương Mặc Nguyên. Anh nói khẽ câu gì đó cô nghe không rõ. Còn có một phân đoạn. Các cô giấu giày của câu dâu đi rồi kêu chú rể đi tìm. Sau khi bái đường xong thì đi qua ăn cơm trưa. Thảo sắp xếp thì chủ hồn ngồi ở trên xe cô dâu chú rể. Phổ dâu phổ rể ngồi ở xe phía sau. Có một chiếc xe dành riêng cho phổ dâu và phổ rể. Thứ tự chỗ ngồi cũng đã được sắp xếp ở trên xe. À à à, chỗ ngồi của cậu ở thứ ba trên xe, nhớ là đừng ngồi sai đó. Thang mặt cất lời dặn dò. Đồng á đi giày cao gót, cầm lấy túi của thang mặt rồi đi tới vị trí thứ ba. Vừa mới ngồi xuống Thì nghiêng đầu nhìn thấy người bên cạnh Chính là lương mặt nguyên Cô kéo váy nở một nụ cười Và anh coi như chào hỏi Lương mặt nguyên cũng khẽ gật đầu với cô Môi cong lên một chút Tựa như cười cười Xe còn chưa mở máy Nên trong xe rất là yên tĩnh Người không quen có cố gắng tan ngẫu Thì lại càng thêm phần lúng túng hơn Đồng á không thể làm gì khác Là phải ngang đầu Rời đi sự chú ý ra phía bên ngoài cửa sổ Đột nhiên, một giọng nói của người đàn ông bên cạnh vang lên. Âm sắc có chút thâm trầm. Cô là giáo viên dạy toán sao? À, đúng vậy. Đồng Á quay đầu lại. Rất là khách khí lễ phép mà cười đáp. Tiểu học ư. Anh nhìn cô bằng đôi mắt rất sáng. Nhìn rất nhanh. Đồng Á làm bộ nhìn về phía trước. Rời tầm mắt đi nói. Làm sao anh biết? Cô nghĩ anh cũng rất nhàm chán nên mới tùy tiện tìm một đề tài cùng anh trò chuyện một chút. Nhưng Lương Mặc Nguyên không có trả lời ngay lập tức. Chỉ nhìn chăm chăm cô phải say. Đồng Á thấy rất lâu anh không có trả lời. Nhìn không được nghiêng đầu nhìn. Bất tình linh, ánh mắt của Lương Mặc Nguyên lóe lên. Cô phát hiện ánh mắt của người này, thật sự phóng điện. Lương Mặc Nguyên trình lại sáng ngồi một chút. Cho tư thế thật là thả lỏng. Rồi nhìn cô nói, nhìn giống như dạy lớp mấy vậy? Đồng Á thành thật trả lời. Năm nhất. Chờ đến nói xong, mới ý thức được chỉ có mới có mấy câu. Lên đã tiết lộ toàn bộ tin tức ra rồi. Mà bản thân cô lại không hề biết gì về anh cả. Lương Mạc Nguyên nghe xong thì liền gật gật đầu. Đồng Á nghĩ nghĩ rồi sau đó cất tiếng hỏi. Nghe thằng mặt nói anh và hứa xa trạch là bạn nuôi cô sao? Lương Mạc Nguyên cười nhẹ một tiếng không nói gì thêm. Trách không được Cô nhẹ nhàng nói Sao như đang tự nói một mình vậy Tài của Lương Mặc Nguyên rất tính Cho nên nghe rất rõ Mắt đang từ từ nhắm lại Bây giờ lại mở ra thêm một lần nữa Chuyên ánh mắt qua nhìn cô Như thế nào chứ À Hít đất ở trên thầm đinh rất đau Mà trong khoa học của anh cũng không hề thốt ra một tiếng Tôi cảm thấy rất là lại hại Nếu không phải là quan hệ đặc biệt tốt Cũng không cần phải hy sinh như vậy Lương Mặc Nguyên nghe xong thì cười cười Cũng không hề trả lời gì cả Tôi ngủ một chút Anh nói Được, đến nơi tôi sẽ gọi anh Bên khóe môi của Lương Mặc Nguyên hơi cong lên Xem như đáp lại rồi sau đó nhắm mắt Lại dài rất ổn Chầm chậm ở trong tiếng nhạc Cây mê tê não Đồng Á cũng dần dần cảm thấy mệt Đang mê mệt ngủ Thì bất chợt túi sách đặt ở trên đùi rung lên Đồng á liền bị đánh thức cô vội vàng kim điện thoại gì động ra là hứa ra chạy quải tới điện thoại của mật nhi có ở chỗ của em không ở đây ạ à. được lừa mặc nguyên ở cùng một xe với em chứ đông á đưa mắt liếc nhìn bên cạnh ở đây là muốn đưa điện thoại cho anh ấy sao ạ à? không cần đâu ở cùng là tốt rồi tôi tắt máy đây đông á mở quy chắc ra tin tức rất nhiều thằng mật đã lập tọm một nhóm chú rể đang phát bao lì gì Đồng Á nhấp vào cũng đã là quá trễ Xem xong tin tức trước mặt thoát khỏi nhóm này Cô lại đăng nhập vào nhóm của hội lớp Đột nhiên người đàn ông bên cạnh ngẩng đầu lên hỏi Vậy rồi là ra trạch sao? À đúng vậy Trong mắt của Lương mặc Nguyên tràn đầy ý cười Cùng phản xạo của cô Rõ ràng chỉ là người vừa mới quen biết Trò chuyện để giết thời gian Lại tự nhiên như vậy Đồng Á cảm thấy có chút thần kỳ Lương mặc Nguyên người này ở chung rất tốt cũng không hề có sáng vẻ kiêu ngạo gì cả tiếp theo tất cả giống như đến ngày rằm thì trăng sẽ tròn sau khi là nhà trai hoàn thành tất cả các nghi lễ đều cô dâu vào trong trọng phòng các tần khách nghỉ ngơi ăn cỗ thuận tiện mà xem xét phòng của cô dâu rồi cuộc đồng á cũng có thể ngồi xuống để mà nghỉ ngơi hôm nay thật sự là vất vả cho mọi người rồi nghỉ ngơi cũng không được nhiều lắm Đoàn người đều bị đuổi đến khách sạn cả Đến cắt diện trang điểm cho cô dâu Rồi sau đó liền hóa trang Và thay đổi quần áo Thang mặt mặc vào Một bộ áo cưới màu trắng xinh đẹp Giống như là một cô tiên bước ra từ bức tranh Hơn nữa Ánh đèn vừa đứng lên Thì cả người cũng đều là bật sáng Vỗ dâu đứng ở cửa đón khách Cùng với cô dâu và chú rể Hoa tỷ rất là thông minh Kêu người phục vụ kéo đến Một đoạn dây trang trí che ở phía trước chân của máy phủ rau Đồng á lén lén đổi chân này sang chân kia, vừa vặn mà xoay lòng bàn chân đau nhức của chính bản thân mình. Sau khi nghi thức trường hôn kết thúc, Thì chính là phân đoạn của dầu ném vòng ha Ban đầu lương mặc nguyên cũng thích, nhưng trong đám phủ rể có một người lôi kéo anh lên. Tất cả mọi người đều cười không dậy nổi. Đông á cũng không dự định lên Nhưng thằng mặt liếc mắt nhìn thấy cô đang ngồi ở dưới lên vẫy tay với cô Đồng Á vội vàng lắc đầu Thang mật lại đặt lấy micro của MC Giọng nói thông qua la phóng đại vô số lần Chúng ta còn có một con cá lật lưới Hoa tỷ, mau giúp em kéo cô ấy lên đây Hoa tỷ không làm nhục sứ mạng Sau khi đồng á lên sân khấu Lập tức đường dây ánh sáng Có một chút không thể nào thích ứng được Chờ đến khi thích ứng rồi Thì mới phát hiện Người đứng bên cạnh mình Chính là Lương Mạc Minh Thấy anh cũng giống cô đều bị ép lên đây Sao lại khéo như vậy cơ chứ Thang mặt nâng váy Rồi sau đó quay người khô to Chuẩn bị xong chưa Ở phía dưới mọi người đều đang là cẩn trương Thang mặt lùi về phía sau giơ tay lên Mọi người đều nháo nhào đi lên trên Nhưng nào có hoa đâu Nhìn kỹ thì vòng hoa vẫn còn ở trên tay của cô dâu Cô dâu đúng là lừa đảo Cô dâu cũng thật là xấu đi Thằng mặt nghe vậy thì đã lần váy một chút Chuẩn bị tư thế rồi giao đó khổ to Đến đây đến đây Vừa mới dứt lời thì cùng với một tiếng tranh đua Đồng á chỉ cảm thấy trước mắt của mình tối sầm lại Kèm theo đó Giống như một tiếng xé rách đau đớn Từ con mắt truyền đến Cô theo bản năng che mắt Hòa rơi ở bên chân cô Lâu mặc nguyên Phản ứng kịp vội vàng cất tiếng hỏi Làm sao vậy Cô nghe bên tai mình có giọng nói ôn nhu, Đồng áo không mở mắt ra được. Nước mắt vẫn luôn tuân chảy. Hình như bị hoa đập vào mắt rất đau. Anh kéo tay cô ra rời sau đó nói. Để tôi nhìn xem nào. Sau khi xem xong thì mi tâm của anh nhớ lại. Mắt của cô đỏ rồi. Để tôi đưa cô đi đến bệnh viện. Đồng áo nhắm mắt lại. Nước mắt thì tuân rơi không ngừng. Cảm giác đau nó cứ vây đến không ngừng. Bên tai thì hỗn lặn rất nhiều người đang nói chuyện Mà chỉ có giọng nói của Lương Mặc Nguyên Là bình tĩnh và nhẹ nhàng Thang mật bất chấp Sáng vẻ của mình vội vã chạy đến Này Lương Mặc Nguyên Nhờ anh mang cô ấy đến bệnh viện dùng thôi Sau khi trở về Tôi sẽ trả tiền viện phí cho anh Lương Mạc Nguyên vội cắt đầu Rồi hỏi Đông Á Tự mình đi có được không? Đông Á nhẹ nhàng đáp một tiếng được Lương Mạc Nguyên đưa Đông Á đi đến thang máy chuyên dụng của khách quý Quản lý tầng lâu thấy anh Thì liền cất tiếng Lâu tổng Xin hai ngày có cần phân phó gì không Lấy một chiếc xe ở cửa Đợi tôi đi đến bệnh viện Quản lý nhận lời rồi sau đó sắp xếp Đồng Á đi cơm nhanh Nên lương mặc nguyên phải dâng lạnh để mà chờ cô Đồng Á nói lời cảm ơn Hơi ngượng ngùng cất tiếng Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra Đã làm phiền anh rồi Thực ai nấy Không biết tôi nên cảm ơn anh như thế nào cho tốt Lương Mạt Nguyên nghe thấy vậy thì nhìn cô một cái nói Ai cũng có lúc cần sự giúp đỡ Nói không chẳng lần sau Tôi cũng cần tới sự giúp đỡ của cô Đồng Á chỉ coi như anh đang ăn ủi cô Mà dù là ăn ủi Cũng làm cho người ta thoải mái Cô suy nghĩ không lại anh Vội cật đầu chuẩn bị đi vào trong thang máy Đồng Á cất bước đuổi theo anh Thang máy chạy thẳng đến đại sảnh của lầu 1 Đang suy nghĩ miên man thì một tờ giấy in chữ khách sạn quốc tế quân dịch được đưa đến trước mặt của cô. Đồng áo tiếp nhận nói lời cảm ơn. Cô lấy khăn lau không ngừng để cho nước mắt không chảy ra ngoài. Cảnh tượng này có chút như từng đã quen biết ở đâu vậy. Là lúc lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Cô đứng trước bồn ra tay khách sạn khóc rống không thôi. Lúc đó anh cũng đưa cho cô một chiếc khăn tay. Mà cái khăn tay đó bây giờ còn đang nằm trong túi của cô mà túi của cô đã để quên trên ghế lúc ngồi ăn cơm rồi. Nói một cách khác bây giờ, trên người của cô chỉ cầm theo một chiếc điện thoại di động. Đồng Á đang định nói chuyện lần trước với anh, nhưng bây giờ cô thật sự rất là tổng quẫn Hơn nữa xem ra anh cũng đã quên đi sự việc đó, nếu vậy thì không cần phải nói đi. Bây giờ trong đầu cổ cô rất rối. Trước khách sạn, sớm đã có một chiếc xe đậu ở đó. Lương mặc nguyên ý bảo Đồng Á vào trước. Cô nhỏ giọng nói lời cảm ơn không người đi vào trong xe Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh Lòng của cô cũng bỗng chốc yên tĩnh lại Nhưng cơn đau lại tăng lên Cô cố gắng Cắn răng để mà chịu đựng Cố gắng để cho mình giống như đang suy nghĩ sang chuyện khác Để mà phân tán Để được chú ý Sắc trời săn tối Đèn này ông bắt đầu lái lên Lương mặc nguyên nghiêng đầu Vừa thấy khóe miệng của cô hiện lên một nụ cười yếu ớt theo cấp độ của anh mà nhìn Mặt bên này của cô rất đẹp Nhất là từ cằm đến cái cổ Khiết khao than dài hoàn mỹ công tì vết Giống như tượng khắc Thời trung cổ châu Âu vậy Lần đầu tiên anh cẩn thận nghiêm túc nhìn cô như vậy Giống như đang xem xét Một tác phẩm nghệ thuật Có lẽ do tiếp xúc qua Nên sinh ra hào cảm Tóm lại là rất xinh đẹp Nhưng loại xinh đẹp không có gì kinh ngạc Bởi vì lần đầu tiên lúc anh thấy cô Cũng không có để lại ấn tượng gì người con gái trước mặt này nên hình dung như thế nào đây giống như một khối ngọc thô chưa mài rũa nhìn nhiều lần sẽ vừa mất nó từ từ in sâu vào trong lòng chính là cảm giác như vậy nghĩ đến chuyện gì mà vui vẻ thế lương mạc nguyên không nhịn được mà tò mò hỏi đồng á nghiêng đầu nụ cười nơi khóe miệng còn chưa tắt hẳn đi trong một cái chớp mắt chính là một cái chớp mắt đó còn có một chút bi thương làm cho lương mặc nguyên sợ dịch. Cảm giác này giống như tia điện đánh tới vậy, thật là kỳ diệu. Tôi chưa từng thấy người nào bị thương mà vui vẻ giống như cô. Giọng nói trầm thấp làm cho tim của Đông Á đập mạnh. Đối với lời trêu ghẹo của Lương Mặc Nguyên, cô có một chút ngượng ngùng. Bởi tối là thờ cao điểm, khắp nơi đều bị kẹt xe. Khi đến bệnh viện thì tài xế mở cửa. Lương Mặc Nguyên bước xuống. Anh cũng không có tự ý rời đi mà đứng bên cạnh xe đợi cô đi xuống. Lương Mặc Nguyên đưa tay tới, cô cúi đầu lướt mắt nhìn bàn tay đẹp đẽ của anh, rồi nhẹ nhàng đưa tay cho anh. Đây là lần đầu tiên cô nắm tay anh, ấm áp khoan hậu, có lực. Đây là bàn tay mà một người đàn ông cần phải có. Cái đó Lương tổng, tôi có chuyện khó nói. Là chuyện gì vậy chứ? Tôi không cầm theo tiền. Anh có thể trả hộ cho tôi hay không? Cô có trả hay không Tôi trả đều giống như nhau thôi Không phải thằng mặt nói là tìm cô ấy trả hay sao chứ Đông Á nghe đến đây Thì có một chút nghi ngốc Rốt cuộc cũng lấy hết dung khí lần đầu nhìn anh Đại danh của bệnh viện chân chính lọt vào trong mắt anh Trong mắt anh hình như đang cất giấu Một bầu trời đầy sao Sáng lấp lánh Mặt mày cong cong đầu đầu cũng lại ý cười Còn ngây ngốc ở đây làm gì nữa chứ Mau đi thôi Sau khi khám bệnh pha lấy thuốc xong anh đưa cô trở về khách sạn nghỉ ngơi. Thang mặt thấy cô trở về thì vô cùng vui vẻ. Sau khi mang lên cho cô một chén canh, thì đầy cánh tay trắng trào của cô đang để trên bàn một phe nói. Này, cậu cảm thấy Lương mặc Nguyên là người như thế nào? Là người rất tốt. Hài nha, tôi không phải hỏi người khác có tốt hay không. Cậu nghe tôi nói đã. Có chuyện gì mà nghiêm túc như vậy cơ chứ? Cậu đúng là đồ ngốc, là chuyện chung thân đại sự của cậu đó. Đông Á nghe đến đây, thì mơ không hiểu chuyện gì cả. Thang mật cũng không muốn vòng vo trực tiếp nói. Điều kiện lương mặc nguyên tớ đã xem qua rồi. Từ nhỏ anh ta lớn lên chung một phe vẽ lão hứa. Nhân phẩm không cần phải nói. Một người trong sạch. Họ nữa độc thân. Điều kiện này sẽ không tìm ra người thứ hai đâu. Thang mật à. Tớ là người bạn tốt nhất của cậu. Lúc vừa xa không chảy ra chuyện ngoài. Nếu hai người các cậu trở thành một đôi. Tớ và lão hứa sẽ là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi nhé." Sau khi cô ấy nói xong một tràng, đồng á coi như là hiểu được. Thằng mặt đây là món làm mai cho cô sao? Đồng á cảm thấy có một chút tờ khóc sờ cười. Thằng mặt nhìn về mặt của cô, thì liền ảo não nói. Sẽ không phải hiện tại cậu còn nhớ tới đường tuần đó chứ? Đông á không nói gì mà cúi đầu đáp. Anh ấy đã kết hôn. Tớ tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy, Đổi lại tớ chỉ muốn tốt với bản thân mình một chút Hiện tại Tớ thật sự không muốn nhắc đến chuyện này Cậu có thể nghĩ như vậy là tốt rồi đi Nói đến đây Thì cha hứa và mẹ hứa đi đến bên này Nhìn về phía của mặt nhi Rồi sau đó thúc giục Còn mau đi ra mấy khách đi Đồng áng nghe thấy thì cũng mỉm mùi Vắt tay với cô ấy Đi đi, làm việc của cậu đi Không cần phải chú ý đến tớ đâu Nhưng thằng mặt bắt chợt cúi xuống Đôi mời tiến đến bên tay của Đông Á nhỏ giọng nói Lương Mạc Nguyên thật sự rất tốt Nói xong thì ý vị sâu xa Lớp mắt mà nhìn Đông Á Sau đó chạy đi như bay Sự việc này cơ giống như Là một hồi ký ức đẹp cơ thể trôi qua trong đầu của cô Sau khi trời khỏi khoan lễ Đông Á cũng sớm trở về Với cuộc sống thường ngày của mình Mọi thứ đều trôi qua rất là bình yên Thế nhưng đột nhiên ngày hôm nay Thang mặt lên gây đến cho cô một tin nhắn Hôm nay Lương mặc mình đến Tinh Thành Các cậu có gặp mặt nhau hay chưa Cô càng xem thì cảm thấy những lời nói này Có gì đó không đúng Đồng áo cắn cắn môi Ngón tay để ở trên bàn phím Nghĩ tới nghĩ lui Cười một mặt xấu chấm hỏi đi Ba. Cảm giác có một chút đói bụng Cô ra đường đi kiếm đồ ăn Ném điện thoại sang một bên Cô suy nghĩ mấy chỗ ăn cơm Mở danh sách ra Ăn cơm trong một tòa nhà thương mạnh giải quyết xong bữa trưa rồi thuận tiện có thể đi dạo phố tiêu thực ban đầu trở về đinh thành đông á có chút xa so dự. cô học đại học ở lân thành về sau tốt nghiệp rất nhiều sinh viên bao gồm bạn bè ở đinh thành đều lựa chọn ở lại nơi này hoặc là đi vùng khác phát triển trở về đinh thành gần như không có cô trở về ngược lại xa cách với bạn bè mặc dù tình cảm vẫn còn nhưng rất lâu mọi người đều ai bận việc này không có thời gian tụ họp chung một chỗ một năm trôi qua cũng chỉ có ngày nghỉ tết âm lịch có một cuộc họp tụ nhỏ mối quan hệ với các đồng nghiệp lại rất là hài hòa nhưng đó là một cảm giác khác cũng giống như mấy vị thầy giáo cô giáo ở trong phòng làm việc của đông á mọi người đều có gia đình của mình thậm chí là mẹ của hai đứa bé bình thường nếu có thể hẹn ra ngoài một mình thì cũng sẽ không phải là chuyện sẻ rằng phạm vi rất là nhỏ, thậm chí biến hóa một. Có lúc ở trong phòng làm việc trêu chọc cô. À, à à trong trường đại học nếu như cô nói chuyện yêu, nói không chừng hiện tại, đứa bé cũng đều đã có. Cô đó chính là quá mức thành thực rồi đi. Đông Á cũng khờ cạo để mà nghĩ. Đúng vậy, làm sao lại thành thật như thế đây cơ chứ? Cuối cùng cũng không có bởi vì chăm chỉ đọc sách. Để kiếm được nhiều tiền, ngay cả một người bạn trai cũng là không có suy nghĩ một chút thì vẫn còn cảm thấy tuyệt vời lúc học đại học cô đã làm gì đây nhỉ có lẽ chỉ có hai chuyện là vội vàng chạy đến thư viện và yêu đơn phương đường Tuấn mà thôi cuối cùng thì sao cuối cùng thì Đường Tuấn đã kết hôn hiện tại Đồng Á khi nghĩ tới Đường Tuấn đó là vết thương mà cô chôn sâu trong tận đáy lòng một ngày nào đó sẽ thét này Cô tiền tưởng là như vậy Chỉ cần có thời gian Có rất nhiều thời gian sẽ lấp đầy đi Đối với quá khứ những ngày yêu mến đơn phương kia Những thứ thanh xuân và u mê kia Những thứ trẻ trung kia tốt đẹp hoặc là đau đớn Rất nhiều lần cô đều lựa chọn đi quên lãng Chờ từng có hối hận Cho nên những kinh nghiệm kia Bỏ lỡ Chỉ là không thuộc về cô mà thôi Bởi vì vậy Mà cô có được một tấm tòng khoan dung rộng rãi không có gì khó chịu đó là danh mạng phải thừa nhận thay vì nói đau nói xác thực hơn là lưu lại ấn tượng sâu sắc từ đầu tới cuối cô vẫn bình thản luôn luôn nhìn về phía trước về sau khi tỉnh ngộ thỉnh thoảng quay đầu lạnh cảm ơn những kinh nghiệm đã đi qua nó để lại cho cô những đau đớn và hành hạ trong quá khứ tiền nhắn của thang mật gửi lại trong lúc đông á đang ăn cơm mở ra là một giọng nói anh ta đang có một hạng mục phải làm ở đinh thành nghề tết đan ngọ muốn ngây ngô ở chỗ của cậu cần một người dẫn đường tớ lên để cửa cậu với anh ta tớ cho là anh ta sẽ đi tìm cậu đông á nhớ tới khi chia tay lương mặc Miên, có nhắc tới chuyện xin cô giúp một tay chẳng lẽ là có liên quan đến chuyện này hay sao đông á cảm thấy trong lòng có chút buồn bực lương mặc Miên muốn đi tìm một người dẫn đường cũng không hề có đào mắt vừa nghĩ. Ừ thì có thể là do anh ta muốn tiết kiệm tiền thôi. Đông Á hồi phục giọng nói sau đó đáp lại. Anh ấy ăn cơm với ba của tớ. Mới vừa rồi tôi đi khách sạn đưa tài liệu cho ba, đã gặp phải anh ấy. Hạng mục mà anh ấy làm hình như là của ba tớ. Không quá một phút thì Thăng mặt liền hồi đáp. Này, đúng là chân phận. Hai người là có hy vọng nha. Đông Á còn chưa xem xong thì Thăng mặt lại nói. Lương mặt nguyên này cái gì cũng tốt Chỉ là có chút khó chịu Tớ xem giúp cậu rồi Rất là sáng đôi với cậu Chỉ hỏi cậu một câu Người này cậu có muốn hay không thôi Muốn hay là không muốn ư Ước chừng trong á suy nghĩ 5 giây Lần này không có nói Đổi đánh chữ viết Người là cũng không thích Nhưng anh ấy còn không có nói gì Thang mật chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép Cái này gọi là không có bày tỏ bà đây đã là ngầm trai hiệu rồi đó cậu cho là công ty anh ta lớn như vậy tùy tiện tìm một giời dẫn đường không có khó như thế đây chính là anh ta đang kiêm cơ đến gần cậu ôi chào là đến gần cậu đó em cái ngốc của tôi ạ à? cậu muốn anh ta nói như thế nào đây đồng á anh thích em anh muốn ở bên cạnh em sao đúng là cười chết mình rồi nếu lương mặc nguyên có thể nói ra những lời này vậy thì anh ta cũng sẽ không cần phải độc thần lâu như vậy đi Đông Á cũng chưa có nghe xong. Về mặt lên đã tái xanh đi một chút. Thang mặt lại nói tiếp một đoạn. Lão hứa vừa mới nói. Họ lễ ngày đó chúng ta liền tính nhìn thấy được. Anh ta tuyệt đối, tuyệt đối có tình cảm với cậu. Với tính tình của Lương Mạc Minh, tạm thời anh ta sẽ không chủ động nói ra. Có thể còn phải quan sát cậu một khoảng thời gian. Cậu ngàn vạn lần nghiêm túc một chút cho tớ. Người đàn ông này, tớ nói cho cậu biết. Cậu bỏ qua lần này sẽ không còn có cơ hội khác. Tớ và lão hứa thật lòng hy vọng hai người có thể đến với nhau nha. Chuyện này cô còn cho nói có muốn hay không? Thì thang mặt đã tràn đầy tinh thần, khiến cho Đông Á có một chút sợ. Nếu như không thành được vậy thì sẽ như thế nào đây? Thang mặt nghe xong, thì quả thật muốn đánh cho cô tỉnh lại. Cậu còn cho nhìn thử xem, làm sao biết là không được cơ chứ? Cậu không phải là người biết lùi bước cậu phải được không thể không được đợi một chút khi về đến nhà đông á dừng sai xong vừa nhìn điện thoại di động bên cạnh thật là lâu vì tính liền đã trần đến thông báo có người xin kết bạn đông á đưa mắt mở ra nhìn đầu tiên ăn nốt màu xanh lá cây bên cạnh hiện lên ba chữ lương mặc nguyên tim của cô thắng đập thật mạnh cô không có ấn nút đồng ý mà vào nhấn tấm danh thiếp Thầy nhóm người phù sâu phù rể lần trước, trong buổi lễ kết hôn của thăng mật, nhóm người đó đã lâu không có nói chuyện phiếm. Đông Á đã sớm xóa bỏ, nhưng không ngờ lương mặc nguyên vẫn còn giữ lạnh. Trong lòng của Đông Á, xảy qua một thứ cảm giác vô cùng vi diệu. Về sau đồng ý, hộp thờ thoại lập tức nhảy ra lương mặc nguyên. Tiếp theo, trong vòng tròn màu xám cho, hiện lên thông báo, bạn đã thêm lương mặc nguyên vào. Bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện Đồng Á suy nghĩ một chút Vẫn là do cô mở đầu thôi Cắn ngón tay suy nghĩ thật là lâu Còn chưa nghĩ ra câu gì Lường mặt nguyên liền đã cười tới Đồng tờ thư có ở đây không? Đồng Á không nghĩ như thế nào Nhanh chóng gửi đi một tin nhắn Trên hộp thoại này ra thông báo Đối phương đang nhập vào Không tới mấy xe sau vì tiếng gửi tới 6 giờ tối có rảnh không? có đông á nhắn lại vậy thì được trước mười phút tôi sẽ đến đón cô đông á có một loại cảm giác rất kỳ lạ nhìn đối thoại từ đầu tới cuối của hai người mà xem con một lần lương mặc nguyên một câu cũng không nói thừa lời nói tự như muốn một lòng giải quyết công việc chung vậy. thằng mặt nói anh ấy nằm ra hiệu chất mạnh mẽ chỉ là xà thôi cô làm sao một chút cũng không nhìn ra có lẽ thấy cô không có trả lời Lương Mạc Nguyên liền gửi địa chỉ xác nhận của cô. Đây là địa chỉ lần trước cô ghi ở trên bệnh án. Vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ. Anh không quen thuộc những nơi ở Đinh Thành. Sợ sau đó anh sẽ lạc đường. Vậy anh gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đi tìm anh. Đông Á nhắn lại. Không tới vài giây sau, Lương Mạc Nguyên nhắn tiếp. Tôi có tài xế. Tài xế ư? Đông Á có chút lơ mờ. Có tài xế còn tìm cô dẫn đường làm gì chứ? Cô có một chút không hiểu suy nghĩ Của vệ tiên sinh này rồi đi Đồng Á không dám suy nghĩ nhiều Lên cười lại một chữ được Qua thật là lâu Cũng không cảm thấy anh hủy âm lạnh Buổi trưa trong án ngủ một giấc nhỏ Tình lại vừa lúc đã ba giờ Toàn thân ra mồ hôi xuất khoát tắm một cái Để giặt quần áo vơi cho khô Chờ làm xong tất cả thì đã là gần bốn giờ Cô đứng trước tủ quần áo rất lâu Tự hỏi cô nên mặc bộ đồ nào Cho phù hợp với bộ tay trang màu trắng Mà lưng mặc nguyên đã mặc vào Ngày hôm nay Đồng Á thử hưởng trên tốt Của ba đồng tổ văn Đồng tổ văn thuộc dạng người Cho dù có đi đến nơi bình thường Cũng sẽ mặc âu phục đeo ca la Dài da màu đen Vẫn đục luôn lau trời sáng bóng Ông cho là ăn mặc sạch sẽ Khi đi đến gặp người khác Chính là phép lịch sự cơ bản nhất Đó cũng là tôn trọng người ta sau khi chọn áo quần áo xong, cô trang điểm sơ qua một chút. Xong việc toàn bộ, thời gian vừa chỉ đúng 5 giờ 15 phút. Trên đường chợ Mai và đồng tổ văn, một chút một sau gọi điện thoại tới, đều nói không trở lại ăn cơm tối, nói cô hãy tự mình giải quyết. Đồng Á cũng sớm thành thói quen, thời gian còn lại cô xử lý mấy cái tin tức. Mọi người trong trường học đang thảo luận tổ chức buổi tiệc chia tay. Tiễn cô đi chi nhánh dạy học Người mở đầu là sơ côn Hơn 200 tin nhắn chưa đọc Đồng Á tốn không ít thời gian nhìn kỹ một lần Sau khi xem xong tràn đầy cảm động Cô nghĩ lần trước Lương của ban tổ trưởng đã chi cho bữa ăn của các cấp lãnh đạo Trên hành lang còn gặp được sư côn Anh ta hỏi cô có phải đi chi nhánh dạy hay không Đồng Á nói phải Sư côn không nói gì Chỉ dặn cô chú ý giữ gìn sức khỏe trong khoảng thời gian này Cô đối với Dư Côn như gần như xa Anh ta có thể cảm nhận được Dư Côn nói Đồng á à Chuyện tình cảm không thể nào miễn cưỡng Tôi hiểu rất rõ Nếu như là cô thật sự không có cảm giác gì với tôi Không sao Chúng ta còn có thể làm bạn Không sao cả Ở trên thế gian này Tình cảm có rất là nhiều loại Tình thân, tình bạn bè, tình yêu Giữa người với người giữa động vật với động vật. Tình cảm bạn bè còn lâu hơn so với tình yêu. Giờ côn trở lại bình thường, cô cũng như vậy. 5 giờ 15 phút, điện thoại của Lương mặc Nguyên đúng lúc trao lên. Anh ấy đang ở dưới lầu để chờ đợi cô. Đồng Á lấy được ví tiền và chìa khóa, đi giày cất bước xuống phía dưới lầu. Chiếc xe Kani màu đen lặng lẽ đứng trong vòng xe xanh bên cạnh lương mặc nguyên đứng bên cạnh xe để chờ đợi cô đông á mỉm cười đi về phía hắn lương mặc nguyên cong khóe môi lên xoay người mở cửa xe cho cô làm ra sáng vẻ xin mời lương mặc nguyên chú ý tới cô thay quản áo khác. ăn mặt rất là tỉ mỉ chi tiết xử lý vừa đúng không tự chủ được mà dâng cao khóe môi trước khi đi đông á cô ý tới xem những nhà hàng có danh tiếng tốt ở đinh thành Lương mặc Nguyên lạ nấp lạ cái thao lý thì cô nên tận tình hướng dẫn Vừa mới ngồi lên trên xe Lương mặc Nguyên liền hỏi cô Có muốn giới thiệu một nhà hàng tốt hay không Thật đúng là cãi đúng cho ngứa Đồng Á mở cuốn sổ ghi chép ra Tôi có chuẩn bị Mấy nhà hàng có danh tiếng tốt ở Đinh Thành Cô không biết khẩu vị của Lương Tiên Sinh là như thế nào Lương mặc Nguyên cười rơi sau đó nói Đồng tự thơ có lòng Tôi còn chưa từng ăn món ăn bổn bang ở Đinh Thành đâu. Món bổn bang ư? Được, không thành vấn đề. Đông Á chỉ vào tên của nhà hàng thứ hai. Trong cuốn sổ ghi chép, cười nói. Nhà hàng này rất là tốt. Bảo đảm ngày ăn được món bổn bang chính tâm nhất đi. Ánh mắt của lương mặc miên, dừng ở ngón tay trên màn hình. Ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, yếu ớt trên màn hình điện thoại di động. Tôn lên ngón tay mảnh cảnh chân bóng lại càng thêm phần xinh đẹp móng tay không có vui bất cứ vật gì cả để lại một chút xíu móng tay ngoài lề cắt cực kỳ mật mà chỉnh tề tạm mắt chậm rãi rời đến bên trên nhìn cô một cái cười đến vẻ mặt thích thú tôi nghe hứa phu nhân nói cô nấu ăn rất tốt hứa phu nhân là thang mặt ư lương mặc nguyên gật đầu sừng hồ này thật đúng là thú vị lần sau cô cũng thay đổi muốn gọi thằng mật là hứa phu nhân đông Á ngượng ngùng cười rồi sau đó nói cô không quá mức lợi hại chủ yếu là thằng mật không biết làm món ăn cô ấy nói ăn tất cả những người biết nấu ăn thì đều là nấu ăn rất tốt lương mặc nguyên nghe vậy thì chỉ nhìn cô một cái rồi nở nụ cười có lẽ là đông á có ảo giác cô làm sao thấy được lương mặc nguyên này lại nở ra nụ cười có chút cưng chiều trước đông á nhẹ nhàng ho khăn một tiếng có chút lúng túng nhìn đi chỗ khác đây là lần đầu tiên một mình đông á đi ăn cùng với lương mặc nguyên nói không hồi hộp căng thẳng thì chính là ra tiệm này đông á đã tới nhiều lần lần đầu tiên cảm thấy ánh đèn trong vòng lờ mờ như vậy ngồi ở đối diện là một người đàn ông còn đang cúi đầu ngón tay cầm bút khắp giường vô cùng là rõ ràng rửa mắt nghiêm túc nghiên cứu thực đơn Ánh đèn yếu ớt hắt lên trên mặt Chiều xuống một vùng bóng râm Đột nhiên lương mặt nguyên ngẩng đầu lên Rồi cười nói với cô Đồng tiểu thư Cũng là nên để cho cô giới thiệu thôi Cơn mặt ăn xấu dưới ánh đèn Giống như là mỏ bạc Ở dưới ánh nắng mắt trời vậy Phát ra ánh sáng rực rỡ trái mắt Hồ hấp của Đông Á dường như có một chút thắng chậm lạnh Mới bất chợt giật mình phát hiện ra Hình như cô đã tha sãi Nhìn anh chằm chằm Đến mức mất hồn rồi Anh làm như biết Lại làm như không biết Cứ như vậy ôn hòa nhìn cô Khóe miệng mỉm cười Và ánh sáng trong mắt Khiến cho Đông Á liên tiếp mất hồn Ngày hôm nay Cô làm sao vậy chứ Chẳng lẽ là thật sự động lòng Cùng với lương tiên sinh hay sao Đông Á miễn cưỡng Mà nở ra nụ cười Ở phía bên kia bình tĩnh Cô đỡ mắt mà nhìn lưng mặc nguyên thấy anh đi lấy một quyển thực đơn khác ở trên bàn lưng mặc nguyên đặt vào trong tay của cô phía trên còn lưu giữ nhiệt độ của anh dưới ánh đèn mờ nhạt hơi một chút mập mờ sau một phút kia thì toàn thân của trong á cứng ngắc nhịp tim tăng lên cô không dám ngẩng đầu và không có cách nào để mở lời được cả cô cảm thấy có một chút sợ hãi không cẩn thận phát ra âm thanh run rẩy nó dường như đã bán đứng cô đúng vậy bây giờ đây cô cảm thấy siêu cấp căng thẳng đồng á rất nhanh nắm cây bút trong lòng bàn tay hết sức mà dùng giọng điệu bình tĩnh giới thiệu mấy món ăn nổi tiếng ở đây vẫn như cũ mà không dám nhìn gương mặt của người này ánh mắt của lương mặc nhiên nhìn thấy trên lỗ tai của cô ửng hồng sáng vẻ rũ mắt vô cùng xấu hổ nhưng vẫn còn muốn làm bộ bình tĩnh Thật đúng là vô cùng đáng yêu Không nhịn được mà mỉm mỉm cười Về để cho cô giảm bớt sự căng thẳng Sau khi gọi đồ ăn xong Lương mặc nguyên đứng lên Đồng tiểu thư Cô ngồi trước tôi đi toilet Thấy anh rời đi Đồng á giống như trút được cánh nặng Mà thở ra một hơi Lấy điện thoại di động ra Đi vào giao diện quy chất Rất nhanh lại thoát ra ngoài Chuyên vào trong chuyên mục Lướt mấy cái lại lùi ra ngoài Không có nhìn vào trong nội dung Lương mặc nguyên trở lại Cũng không lâu lắm Món ăn theo thứ tự được mang lên bàn Cảm giác căng thẳng Đã được giảm bớt Sau khi anh vừa đi khỏi Ăn món ăn và nói chuyện phiếm Ngay từ đầu cảm giác mất tự nhiên kia Hoàn toàn đã bị biến mất Đông A nghĩ đến Anh đang làm hạng mục ở tinh thành thì nói đùa có phải muốn ở chỗ của chúng ta mở ra một chuyện khách sạn hay không chứ lương mặc nguyên cúi đầu nhấp một ngụm trà rồi sau đó đáp thị trường ở đinh thành rất là có triển vọng tôi dự định mở rộng giải trí sản nghiệp nhưng mà bây giờ tất cả đều vẫn còn đang ở trong dự kiến dự định của tôi đến nơi này là ở mấy ngày sau đó chọn mấy ngày nghỉ tết đoan ngọ không biết đồng tiểu thư có rảnh rỗi hay không có đồng ý tạm thời làm người dẫn đường cho tôi hay không chứ? Trong ánh mắt hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, nụ cười nhàn nhạt. Đồng Á cật đầu một cái đáp được. Cúi đầu xuống, cô cất lời giải thích. Trước thằng Mật có nói qua việc này với tôi rồi, không thành vấn đề. Lương Mặc Nguyên cầm lấy ly trà, nâng lên uống, nói lời cảm ơn. Về mặt chân thành, Đồng Á cũng cầm lấy ly trà lên bảo, không khách khí. Vốn cũng không phải là ra ngoài hẹn hò. Ăn cơm xong không có ở lâu bên ngoài. Lương Mặc Nguyên dùng xe đưa cô về nhà Đơn giản nói một câu tạm biệt Sau khi cô xuống xe Xe của anh biến mất ở cửa của chung cư Tết đàn ngọ được nghỉ dài hẳn Đông Cương về nhà Triệu Mai và Đông Tổ Văn Ít khi không có xã sao Người một nhà vui vẻ hòa thuận Ăn cơm tối Sau bữa cơm chiều Đông Cương lấy quà tặng ra phát cho mọi người Sau khi chia xong đầu dỡ vào trên vai của Đông Á xem tivi. Chị à, ngày mai chúng ta ra đường đi dạo một chút đi. Em rất lâu không có một quần áo rồi đó. Ngày mai... Đông Á đang gọt vỏ táo. Nghe thấy vậy thì ngập ngừng mà dừng tay lại. Chẳng lẽ là chị có hẹn sao? Về mặt của Đông Cương nói đến đây, thì bất giác hiện lên một tiêu hứng thú. Là có một người bạn muốn tới Đinh Thành chơi. Đông Á rời đi lực chú ý ở trên quả táo trong tay, cất giọng nói rất là lạnh nhạt. Vậy ư? Đồng thương gãi 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 rồi sau đó hỏi tới. Là nam hay là nữ vậy chứ? Đồng Á một lần nữa dừng lạnh. Sáng vẻ ra dự khiến Đồng Khương càng thêm phần hương thú. Ôm lấy cổ của Đông Á hô tao. Chị à, chẳng lẽ chị đang nói chuyện yêu đương sao? Nào có chứ. Đồng Á nhét trái táo quả xong vào trong tay cô bé. Rồi sau đó đứng lên không để ý tới em nữa, chị đi tắm đây. Đồng Khương như có điều suy nghĩ, mà nhìn theo bóng lưng của Đông Á đi vào trong phòng, chẹp chẹp mà cầm quả táo. Đúng là kỳ lạ. Lạ nữa thì sao lại khó nói? Đúng là trong lòng có quỷ. Đông Á tắm xong, thổi xong thóc đi trở về phòng. Bờ điện thoại di động lên, thì nhìn thấy tin nhắn của Lương Mặc Nguyên gửi cho cô. Nói anh đến tinh thành, vừa mới tắm xong ở khách sạn. Bình thường trong Á có thói quen sử dụng giọng nói Nhưng anh gửi tới là chữ viết Khi có giọng nói trả lời tin nhắn Anh có cảm giác là lạ, lạ Vì vậy anh cũng liền dùng chữ viết Nghe đến hành trình ngày mai Đã được sắp xếp Nếu làm người dẫn đường Khẳng định lương mặc nguyên này Đã phải ra kế hoạch đi đến chỗ nào Về đảm bảo đạt được mục đích Không khỏi hỏi nhiều một câu Kết quả đối phương gửi tới Căn bản không có quan hệ với việc này Viết chữ quá phiền toái Số điện thoại di động bao nhiêu Thuận tiện gọi điện thoại có được hay không chứ Đồng Á không đành lòng nhắc nhở anh Thật ra thì có thể gây bằng giọng nói Nhưng mà thôi Anh muốn gọi điện thoại thì gọi thôi Mã số gửi tới không bao lâu Thì điện thoại của cô nên đã vang lên Đồng Á liếc nhìn mã số Tương ứng là hạng thành Vang lên một lúc lâu thì mới nhận Lương tiên sinh sao Xin chào một tiếng xin chào này điện giật vô cùng mạnh Chấn động cách nhau bởi một tầng thật mỏng Sông như thổi hơi ở bên tai cô Dòng âm thanh bình thường Sẽ không mang đến cảm giác thân thiết Ở khoảng cách gần như vậy Vô cùng mê người Đông Á không ngờ tới Hiệu quả lại chấn động như vậy Đột nhiên không có sự phòng bị Trong lòng run lên một cái Vội vàng kể điện thoại di động ra xa một chút Đông Á nghĩ đến chuyện chính rồi tiếp theo mới hỏi tới vấn đề Ngày mai anh muốn đi nơi nào Tôi chắc chuẩn bị một chút Cô nghe được chỗ của anh Có tiếng động vang lên Giống như đang tìm đồ vật gì đó Sáng vẻ rất là phiền não Xin cho một chút Ai à, Học điều khiển tivi để ở nơi nào rồi chắc Đồng Á nhìn không được Muốn cất tiếng cười to Đã quen thuộc với việc Anh có sáng vẻ nghiêm trang Em khi gặp được lưng mặc nguyên có tinh thần thả lỏng như vậy. Không hiểu đâm vào điểm anh. Trong đầu cô cô hiện ra cảnh, anh đang ở trong phòng, mang dép đi tới đi lui, tiêm hộp điều khiển TV, đúng là đặc biệt thú vị. Tôi muốn tắt TV, quá ồn ào rồi. Lương mặc Nguyên ở bên kia lời giải thích nói. Cẩn thận nghe thì có thể nghe được. Từ trong microphone trần tới âm thanh ồn ào của TV. Đồng Á đáp lại. Không cần vội, tôi chờ anh không tìm được hộp điều khiển tivi anh đơn giản thắt nguồn điện đi thoải mái dựa vào đầu giường để mà tiếp tục nói chuyện điện thoại nói lại vấn đề mới vừa rồi của cô không cần chuẩn bị ngày mai cô đi tới là được còn nữa lương mặc nguyên dừng lại một chút giọng nói khẽ biến hóa dùng song điệu mà bình thường đông á chờ từng ngày qua đông tiểu thư ngày mai có thể phải làm phiền cô lái xe tới đón tôi Xe của tôi để cho trợ lý của tôi mượn rồi Đông Á nghe xong Cả nờ ngay còn chưa kịp phản ứng Chuyện này, chuyện này Giọng điệu của Lương Mạc Nguyên Nghe thế nào cũng đều giống như Đang làm nóng với cô vậy Cô thật sự rất là hoài nghi Vị tiền sinh đang nói chuyện điện thoại với cô Là Lương Mạc Nguyên giả hay sao Thật ra thì Đông Á không biết Tinh thần thả lỏng của Lương Mạc Nguyên nói chuyện Đúng là như thế này ngày hôm nay anh quá mệt mỏi. Tắm xong liền thoải mái nghỉ ngơi. Do đó nói chuyện cũng không nghiêm túc như vậy. Thật sự bình thường tưởng như hai người khác biệt. Thôi được rồi. Sáng sớm ngày mai mấy giờ đi khách sạn đón anh đây? Đồng Á lấy tay lau trán rồi hỏi tiếp. Bình thường mấy giờ cô rời giường? Đồng Á suy nghĩ một chút vừa định trả lời. Lên đã nghe thấy đối phương nói. Tới theo thời gian như thường ngày của cô là được. Vậy ư, như vậy là tùy ý sao Cô đã muốn đi ngủ chưa Lương Mặc Nguyên hỏi tiếp Ừ Đồng Á có một chút không hiểu được suy nghĩ của anh Lúc này tiếng gõ cửa vang lên Trên đến tiếng gọi của trong Hương. Chị à Em vào có được hay không Đồng Á đáp một tiếng Lương Mặc Nguyên hả một tiếng Đồng Á liền giải thích Là em gái của tôi Cô còn có một cô em gái sao Ừ Nhà cô có mấy đứa trẻ tôi và em nói còn chưa rất lời thì đông khương đã lên đi tới chị à đã trễ thế này chị còn đang nói chuyện điện thoại sao ai đó ai đó đông khương vướng bình đến cần ngon nghe đông á có chút lúng túng lắp mình dùng thân thể ngăn cản đông khương cũng không làm cho cô cảm thấy khó xử lương mặc nguyên liền đã cắt tiếng vậy nghỉ ngơi sớm một chút ngủ ngon sáng mai gặp cắt đứt lúc anh ngáp một cái Đồng Á có thể nghe thấy được Là anh muốn đi ngủ đi lương tiên sinh Đồng Á không tự chủ được Ở trong lòng chăm chọc Lần đầu tiên tiếp xúc với một lương tiên sinh Có chút không giống với bình thường như vậy Đồng Á cảm thấy rất là thú vị Nhưng mà bây giờ Đồng Á không có tâm trạng Để suy nghĩ tới những thứ này Đồng Cương đã nghe được trong điện thoại Trên tới giọng nói của người đàn ông Vào lúc này bay ra vẻ mặt bát quái nhìn chị gái của mình dò hỏi Chị à, chị thật sự đang nói chuyện yêu đương sao? Đông Á bình tĩnh cách điện thoại di động Không thèm để ý tới em gái của mình Đi tới tủ treo quần áo Chuẩn bị trước Quần áo để mặc vào ngày hôm sau Đồng cường ở bên người cô Vòng tới vòng nuôi cũng không chịu đi Bày ra sáng vẻ nịnh nọt nói Chị à Em giúp chị giữ bí mật không nói cho ba mẹ nhưng chị có thể đáp ứng với em một chuyện được hay không chứ? Đồng án nghe giọng nói của cô em gái rất là cẩn thận. Ngừng động tác trong tay lạnh. Cương trêu chi chi cái trắng của em gái mình một cái. Em có phải làm chuyện xấu gì hay không hả? Còn lâu mới có nha. Đồng cương cẩn thận lắc lắc tay chị. Dùng giọng điệu vô cùng ôn nhu lưng thẹn nói. Chị à, năm nay nghỉ hè em muốn gặp ba mẹ đi Paris. Chị có thể giúp em hay không cơ chứ? em muốn đi tìm cậu ta sao nụ cười trên môi của đông á biến mất đổi lấy vẻ mặt có chút nặng nề giọng nói của đông cương hạ thấp xuống em chưa muốn đi paris vui đùa một chút không có quan hệ gì với anh ta cả đông á than thở để tay trên vai của đông cương chị có thể giúp em nhưng là bây giờ em vẫn còn là một sinh viên nhóc con à, em cần phải nghĩ kỹ Đồng Khương xoay bà vai một cái, nước mắt tràn mi. Chị và ba đều giống nhau. Nhưng mọi người có suy nghĩ qua, em muốn thế nào hay không chứ? Chị à, em thật sự, thật sự rất nhớ anh ta. Chị biết mấy năm này em làm sao chịu đựng nổi. Bà mẹ không biết, chẳng lẽ chị cũng không biết sao? Em cho là chị dễ hiểu em đó. Nhưng mà chị cũng giống như bọn họ. Ngoài miệng nói quan tâm em là tốt cho em. Nhưng sau đó lại cầm sợi dây trói em lại. Không cho em tự do. Em muốn theo đuổi tình yêu Chẳng lẽ như vậy cũng sai lầm rồi sao Đông Á đau lòng Ôm lấy đầu của em gái mình Nhóc con à Em nghe chị nói Em trước tỉnh táo một chút Em phải đi tìm em ta Em cho đó là chuyện của chính mình em Nhưng em có suy nghĩ tới mẹ hay không Suy xét gia đình của chúng ta Em không thể ích kỷ như vậy Chúng ta biết Em rất yêu thích anh ta Nhưng mà anh ta thích em sao Em có nghĩ tới hay không anh ta là lấy một thái độ gì Để đối diện với tình cảm mà em dành cho anh ta chứ Chị chính là vì hiểu rõ tình cảm thầm mến này có tư vị gì Còn lâu mới hy vọng em gái của mình cũng giống như mình Em có biết hay không? Có biết hay không hải nhóc con? Mấy câu nói đó không thể nghi ngờ Lên đâm đến đáy lòng của Đông Cương Cô bé chậm rãi Sợi lơ trong lòng ngực của chị mình Hai chị em ôm đầu khóc nức nở Năm giờ trời dân sáng sáng Đồng Á ngủ không được đành phải tỉnh giấc. Rửa mặt mặc quần áo tử tế và làm xong bữa sáng. Thời dịp mặt trời còn chưa lên cao. Cô lấy tất cả quần áo của nhà đi giặt. Giặt sạch từng món rồi sau đó phơi khô. Chờ làm xong mọi việc. Đồng Tổ Văn đã cầm thành cạo áo kiếm của mình ra công viên. Để mà tập thể dục buổi sáng. Chợ Mai cũng tỉnh dậy bắt đầu ăn tiềm tâm. Đồng Khương ở đâu? Sinh viên đại học có đặc quyền được ngủ nướng. Hôm nay triệu mai không đi mua thức ăn Hai ông bà đều có bữa tiệc cả ngày Đồng Cường cũng đi liên hoan với các bạn Người một nhà Ai cũng có chuyện của mình Cho nên nhà bếp tương đối rảnh rỗi Đông Á bận rộn suốt cả một buổi sáng Không có thời gian để mà nhìn điện thoại Sau khi giặt quần áo xong Cô liền hết mắt Mà nhìn đồng hồ treo tường Thời gian dường như vẫn còn sớm Cô nghĩ ngày hôm qua lương mặt nguyên ngộ trễ như vậy chắc chắn ngày nghỉ như thế này sẽ không dậy sớm vì vậy liền vương tiềm thâm gõ cửa phòng của em gái gõ hai cái nhưng không có ai trả lời đông á liền tự mở cửa cất bước đi vào bên trong quả nhân là đông cương vẫn còn nằm ở trên giường bị đông á kêu cô mơ mơ mang mang bò dậy đông á đưa đũa và chén vào trong tay cô đông cương người được mùi thơm là mùi vị đã lâu của chị cái mình thì liền lập tức cảm thấy thèm ăn mở một mắt ra nhìn là bánh mì hấp mà cô thích nhất còn có cả cháo ngô vừa ăn vừa vui mừng mà nhau mắt lạnh chị vẫn là chị tốt nhất đồng á nghe vậy thì giờ đầu của em gái dùng những lời nhỏ nhẹ cưỡng chế con sâu mê ngủ của cô em nhớ ăn nhiều vào một chút ăn xong thì lại ngủ tiếp dạ vâng ạ à đồng cương cặp một miếng bánh mì thật lớn nói hầm hồ không rõ chị à hôm nay chị chi chơi ở đâu lúc nào thì dẫn bạn trai về cho em biết mặt bạn trai cái gì cơ chứ đông á cười nói lát nữa có muốn là chị đưa đi không đồng cương nghiêng đầu suy nghĩ một nói mấy giờ chị mới đi chứ đông á tự nhiên nhớ tới cái gì đừng lên đi ra bên ngoài cô lấy điện thoại ra xem Điện thoại bị cô đặt ở đầu giường Có một cuộc gọi của Lương Mạc Nguyên Từ 15 phút trước Xem ra là anh ấy đã dậy rồi Đồng Á đưa mắt nhìn thời gian Đã 8 giờ phải gọi lại thôi Trường treo chưa được mấy tiếng Thì Lương Mạc Nguyên đã nghe máy Giọng nói lời biếng say lòng người vào tối ngày hôm qua Đã thay đổi bằng chất giọng ngày thường Đồng Á có thể tưởng tượng ra bộ dáng Anh mang giày tây đứng ở phía trước mặt Đồng Khương ăn tiềm tâm xong thì ngồi tiếp. Đồng Á cầm chén đũa đi ra sạch. Chuẩn bị sơ qua rồi đi ra cửa. Khoảng 8 giờ là một ngày mới bắt đầu. Trên đường rất là bận rộn. Đó là một khung cảnh tươi đẹp vòn hoa. Còn chưa đi được bao xa thì đã bị mắc kẹt. Lúc này cô hận chết xe của mình. Không thể mọc thêm đôi cánh. Bay qua từng lớp vòng vây. Đồng Á nghĩ như vậy. Nhưng thực tế cô vẫn phải kẹt ở đây. Xe không mọc cánh. Chỉ có thể chấp nhận sự thật. Đông Á gửi một tin nhắn cho Lương Mạc Nguyên. Thật ngại quá Lương Tiên Sinh, ở trên đường bị kẹt xe, có thể sẽ đến trễ. Không đợi quá lâu thì đối phương liền đã gửi lại. Không sao cả. Đông Á nhìn dòng xe đang di chuyển. Đề điện thoại xuống xoay từ từ đạp cần ga rút ngắn khoảng cách. Mười phút lộ trên kéo thành nửa tiếng. Đến khách sạn cũng gần 9 giờ. Lương Mặc Nguyên ngồi trên sofa ngoài đại sảnh. tờ xa đã thấy Đông Á đang tiến vào cửa của khách sạn. Cầm điện thoại định gọi đi. Cơ hồ cùng lúc đó thì điện thoại của anh cũng vang lên. Lương Mặc Nguyên không một chút do so dự, lên đã bắt máy. Nghe được giọng nói êm ái của cô. Lương tiên sinh, tôi đã đến rồi. Anh đã xuống chưa? Anh mím môi sợ lưng vào ghế sofa. Cứ nhàn nhã mà nhìn cô. Lại nói vào trong điện thoại. Cô quay đầu thử xem. Khi anh vừa vâng mới dứt lời, thì bóng lưng của cô dừng một chút. Khi xoay người lại, ánh mắt tìm kiếm. Một giây kế tiếp cô liền đã nhìn thấy anh. Còn người từ sáng sáng lên. Khói miệng cũng đã cong dần theo. Cô không đi tới mà chỉ đứng ở đó mà bật cười. Lương mặc nguyên cũng không nhúc nhích. Anh vẫn dùng một tư thế thản nhiên đó mà dựa vào ghế. Chân dài bắt chéo lẳng lặng, lặng mà nhìn người đang cách mình hai ba mét gần như vậy nhưng john lại cảm thấy xa xôi như thế kia có một chút không rõ lại cần trong căng thức lương mạc nguyên không biết ở trong lòng của đông á đang có cảm xúc gì nhưng tại đây ngay khoảnh khắc này trong đầu của anh đã thoáng qua một số ý nghĩ trước nay chưa từng có cũng tuyệt đối chưa từng tồn tại một suy nghĩ có một chút điên cuồng đó chính là anh muốn kết hôn đối với người con gái này. Quả thật có một chút xúc động không thể nào dẫn tả, nhưng nó bỗng nhiên lao tới, giống như là một kẻ xâm nhập. Chính xác mà nói, đó là kẻ xâm nhập, khiến cho anh vui vẻ chịu đựng. Ánh mắt của anh nhìn cô, khoái miệng chỉ nhẹ cười. Đông Á thấy anh đang đối diện, mà đi về phía của mình, thì có một chút lạ hơi cẩn trọng. Lương tiên sinh, cô gọi anh một tiếng, liên tục giữ vững nụ cười. Lúng đồng tiền bên khóe miệng cổ cô rất đẹp, làm cho người ta cảm thấy ngọt ngào. Lương Mặc Nguyên khẽ gật đầu với cô, chỉ là mấy giây đến trước mặt cúi đầu nhìn qua cô một cái. Trên người cổ cô rất thơm, không phải là mùi vị của nước hoa, mà là một loại hương thơm ngọt ngào, thơm ngắt. Cũng không biết là sợ tắm lại gì. Đi thôi. Anh xài một bước lớn đi tới phía sau cô hướng về phía cổng khách sạn đông á liền vội vàng tuổi theo ngay đi tới cửa có mấy chiếc xe đang đậu ở đó lương mạc nguyên dừng lại đợi cô đi tới thì cất tiếng hỏi có đậu xe ở đây hay không đông á chỉ chức ở gần nhất lương mạc nguyên nhắc mắt nhìn tới đông á mở khóa xe anh dừng lại ở bên cửa nhìn muốn tự lái ư đông á sững sờ không hiểu ý của anh lương mặc nguyên đi vòng qua chỗ ngồi của tài xế. đến trước mặt của đông á, thân hình của anh vốn cao lớn lại càng đặc biệt là cao lớn hơn. cô không thể không ngẩng đầu nhìn anh. trong ánh mắt đều hiện lên tất cả là sự nghi vấn. lương mặc nguyên nhìn cô. rút chìa khóa xe trong tay của cô. trong lúc vô tình ngón tay anh chạm vào lòng bàn tay mềm mại của cô. đông á cúi đầu nhìn lại nằm ngón tay than dài cầm treo khóa kẽ chạm vào tay cô cởi nói trường đua ngựa hơi xa để tôi lái cho đồng á nghe vậy thì cảm thấy có một chút mụ mị anh có thể biết đường sao không phải nói cô là người dẫn đường hay sao thế nhưng xuất phát từ sự lễ phép cô cũng không hay gì cả mà cơ thể ngoan ngoãn ngồi ở tay lái phụ lương mạc nguyên nói đến trường đua đó nó nằm ở phía ngoại ô đã từng là trường đua lớn nhất thành phố. Nhưng bởi vì ông chủ đánh bạc thiếu nợ một món tiền khổng lồ, không thể không bán đi, bao gồm cả trường đua này và các cô nghỉ mát trong tay của ông ta. Quả thật là đi có một chút xa. Đồng Á chỉ nghe qua chứ chưa từng đến đó. Đường đi cũng không quá mức quen thuộc. Ngược lại hình như lương mặc nguyên lại rất quen thuộc. Hiển nhiên đây sẽ không phải là lần đầu tiên anh đi đến đó thành phố nam xanh nước biếc cô nghỉ mát được xây dựng ở trên hồ nước nhân tạo lớn nhất thành phố nằm ở phía trên cùng của ngọn núi hoàn cảnh tuyệt đẹp bầu không khí mát lạnh tuy phải đi qua một đoạn đường uốn khúc nhưng mặt đường bằng phẳng trống trải đơn giá tốt nghe nói năm đó bị tạo dựng con đường này ba chính phủ phải đầu tư xây dựng mất rất là nhiều tiền cô nghi mắt này có thể nói là rất phát triển nhưng bây giờ sắp gặp phải tình hình thay đổi. Hiện tại, nó đang ở trong tình trạng đóng cửa khép kín với bên ngoài. Ngày xưa rất là náo nhiệt, xe đến không ngừng, nhưng hiện tại không thấy bóng người, vắng lạnh không thôi. Tất nhiên Đông Á không biết những chuyện này, chỉ là một chút tin tức về hè mà thôi. Ông chủ ương tự mình kiếm đắt bọn họ, còn có giám đốc hàng. lớp giới thiệu Đông Á, Lương mặt nguyên chỉ nhẹ nhàng ôm cô nói Đây là đồng tiểu thư Không có bất cứ chức vị Hàm xúc lạnh mơ mịt Người sáng suốt vừa nhìn Thì liên đã biết là có ý gì Bởi vì không có khách Cho nên tất cả cửa hàng đều đóng cửa Bốn người ngồi ở bàn dài trước ban công gỗ Uống trà mà nói chuyện phiếm Từ nơi này nhìn ra bên ngoài Bên ngoài là một bõi cỏ xanh tươi rất lớn Trong lúc bọn họ nói chuyện Đông Á đã nghe được một chuyện lương mặc nguyên muốn thu mua cô nghỉ mát này một chỗ như vậy nghe nói ban đầu đầu tư không ít mấy năm nay thua vào cũng sớm đã bị những nhà đầu tư bỏ vào túi riêng ông chủ uông cũng tự mình thừa nhận nếu như không phải là gặp nguy cơ ông ấy cũng sẽ không bị buộc phải bán đi nơi này tất nhiên cũng không ít người đỏ mắt lúc này phải xem xét nhân mạch nguồn lực và tiền bạc ở trong tay mỗi một điều kiện lương mặc nguyên đều là chiếm ưu thế ông chủ ương thẳng thắn nói mấy ngày trước ông chủ dương cũng tới hỏi tôi bởi vì mảnh đất này ông ấy muốn tôi ra giá là gấp 10 lần nhưng năm trước tôi đã ký hợp đồng với cậu ở trên quận làm người thì cần phải thành thật tôi cũng không thể nào mà làm trái với lương tâm của tôi cậu nói vậy có đúng hay không cơ chứ lương tâm Lương Mặc Nguyên nghe vậy thì cười cười. Hai chữ thành thật này, gắn ở trên người dân cờ bạc thật sự có ý nghĩa sâu xa, xa Ông chủ Dương trong miệng của ông ta. Lương Mặc Nguyên biết đó là ai. Dương ký hiệu một tay chơi trời ở hạng thành, làm sao anh lại có thể không biết cơ chứ? Ai cũng không phải là người ngu, thiệt béo ai lại không đỏ mặt. Lần này Lương Mặc Nguyên tới, chính là triệt để nuốt trôi miếng thịt béo này vào trong bụng. Dương ký diệu, người này vừa gian trá lại vừa âm hiểm. Không đảm bảo là sẽ không có hành động gì cả. Cuộc nói chuyện cũng gần như là đã kết thúc. Lương Mặc Nguyên quay đầu hỏi Đông Á. Có muốn ra ngoài đi dạo hay không chứ? Đông Á đang tiêu hóa thế giới. Cô vẫn chưa từng là tiếp xúc kia Nghe thế vậy thì lên ngẩng đầu. Mà cây nói với anh. Không sao đâu, anh cũng không cần phải để ý đến tôi đâu Thế nhưng mà anh đã đứng lên Rồi sau đó Lên nói với ông chủ ương Nghe nói đồ bếp riêng của ông chủ ương Làm được món hồ nam chính gốc Không biết ngày hôm nay Chúng tôi có lộc để mà ăn nó hay không cơ chứ Ông chủ ương nghe thấy vậy Thì lên bật cười hà hà nói Được 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 Chỉ cần là một câu nói của lương tổng Tôi cũng sẽ lập tức Là cho người chuẩn bị ngay Thờ dịp đầu bếp Cần đi chuẩn bị nấu ăn Lương Mạc Nguyên đề nghị cùng Đông Á Ra ngoài đi dạo Đột nhiên tay anh nhẹ nhàng Mà nắm lấy vai của cô Hình như là theo bản năng Nhưng lại rất nhanh mà liền rút về Cơ thể dọa cho Đông Á giật mình Quay đầu mà nhìn lại Lương Mạc Nguyên đã đi trước mặt Bọn họ đi theo cầu khăn gỗ Bước vào con đường Đang trải đầy đá quậy Ánh nắng mặt trời rất là trái mắt ở trên núi cũng có gió lớn Trên đường lại còn có cả bóng cây Những tia nắng lấp lánh Lên qua những làn cây Bốn phía đều yên lặng Những ngọn núi nhỏ trải dài Bóng cây loang lộ Lại còn có cả tiếng gió Cả khu nghỉ không có ai Giờ đây chỉ còn có hai người bọn họ Cảm giác này giống như Là đã đặt bao hết vậy Cách đó không xa là trường đua ngựa Không có một con ngựa nào cả Ánh nắng mặt trời chiếu vào những hạt cát, ánh lên những ánh sáng trắng. Lương mặt nguyên bất chợt sầm lạnh, rồi sau đó nghiêng đầu cất tiếng hỏi cô. Có muốn đi xem ngựa hay không chứ? Ở đâu? Đông Á vô cúc mà cất tiếng hỏi lạnh. Chờ ngựa, có muốn đi không? Đi, cô cất đầu. Đông Á suy nghĩ một chút rồi sau đó lại hỏi. Vậy lát nữa tôi có thể cưỡi chúng không? Tất nhiên. Chẳng biết lúc nào Lương mặt Nguyên lại chậm bước chân Hình như còn đang cố gắng đợi cô đi lên Cô xem qua rồi chọn là được Anh nhìn cô nói Khóe miệng hơi có một chút ý tứ cương chiều Đồng Á đột nhiên cảm thấy mặt của mình thật là nóng Là do ánh nắng mặt trời quá lớn đi Cô tự nghĩ như vậy Mặt đường rộng lớn sạch sẽ Trông thấy cả làn nước chuyển động giữa đáy sông trong vắt Giữa ngọn núi nhỏ tạo thành vách ngăn kết thành từng chùm hoa hồng cũng không biết tên. Hai người một trước một sau đi tới. Ước chừng khoảng 5 phút, Đông Á đã có thể thấy được chạy ngựa, làm ba cổ, mang theo phong cách cổ kính. Lương mặc nguyên quẹo vào chỗ rẽ, dừng lại trước cánh cửa gỗ với hương vị thô sơ của miền Tây nước Mỹ. Chờ đến khi Đông Á đến gần, dội tay rồi sau đó chỉ chỉ. Ở bên trong, một tay của anh chống ở bên hông, quần áo thoải mái, hai chân thẳng thấp, dáng đứng tùy ý. Đôi mắt nhìn cô hơi nhau lại, nhờ bị ánh nắng chiếu vào, không quá mức câu nệ. Ngay cả thân thái tự nhiên cũng thỏa đáng, giống như chỉ dẫn một người bạn đến đây để mà tham quan. Thân thiết nhưng không hề tùy tiện, vẫn giữ khoảng cách nhưng lại không quá mức hời hợt. Anh luôn giữ chừng mực, lúc ở bên cạnh lương mặc miên. Đồng á luôn có cảm giác như được chăm sóc nhưng không cố tình có đôi khi chỉ là một ánh mắt có đôi khi chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản khi anh nhìn người đối diện anh luôn dùng ánh mắt chăm chú khiến đối phương cảm thấy mình được tôn trọng điều này đủ để chứng tỏ anh là một người đàn ông tương trai. suy nghĩ lại thì sự thông minh của anh cũng đủ để xây dựng nên thương nghiệp của chính mình khi Đông Á học đại học. Mỗi tối cô thường nằm trò chuyện với nhau. Còn nhớ có một lần, nói đến hình tượng hình mẫu của mình. Có người nói thích anh chàng đẹp trai. Cũng có người nói thích kẻ có tiền. Chỉ có Đông Á là khác biệt. Cô nói cô thích người thông minh. Không phải chỉ số thông minh cao bao nhiêu. Hay thiên phố dị bầm tới cỡ nào. Mà là trí tuệ nhìn rõ việc đời. Là khiêm nhường không khô trương. Giống như là viên kim cương chỉ có dưới ánh nắng mặt trời mới có thể phát ra được ánh sáng rực rỡ mà hiện tại nhìn lưng mặc nguyên cô lại muốn nói thêm một điều luôn hiểu được tôn trọng người khác có lẽ thằng mật nói rất là đúng cô và lương mặc nguyên là thuộc về một loại người đi vào cửa lớn chính là mùi vị của văn ngựa những con ngựa được nứt cùng với nhau chỉ có một cửa sổ nhỏ ở phía bên ngoài chiếc cổ thoàn dài có thể rơi ra đông á lướt mắt nhìn một cái lên chúng con ngựa đen cao lớn ở cửa đầu tiên về sau còn có mấy con trắng sen đỏ nhưng không mấy sức sống người huấn luyện ngựa mặc đồ cao bùi trông có vẻ rất quen thuộc với lương mặc nguyên hai người cất tiếng chào hỏi nhau ánh mắt huấn luyện viên nhìn đông á cười nói mặc nguyên con ngựa mà bạn gái của cậu chọn sao bằng của cậu hay là chọn một con khác đi Đào Ma muốn giải thích Lại bị Lương Mặc Nguyên ngắt lời Cô ấy thích là được Anh nhìn phê phía cô rồi sau đó hỏi Có muốn vào trong xem không Hứng thú của cô lập tức bị gì rời đáp Bên trong vẫn còn sao Huấn luyện viên nói tiếp Không chỉ có trường này thôi đâu Nói xong thì đi vào bên trong Bên trong còn lớn hơn nữa Ngựa càng nhiều thì càng hôi Tuy rằng có người không ngừng quét dọn dối rửa suốt 24 giờ Nhưng dưới cái nắng nóng bức này Thì không thể nào ngăn chặn được mùi vị lây lan Cũng may Đông Á không ghét bỏ Cô đối với ngựa vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú Cứ thế mà xem nhẹ những mặt khác Huấn luyện viên vừa đi vừa giới thiệu cho cô biết về trại nuôi ngựa Đông Á lắng nghe vô cùng nghiêm túc Nghe nói lương mặc nguyên Thường tới nơi này cưỡng hợp Cô cũng không tự giác Lên đưa ánh mắt qua mà nhìn Anh cúi đầu Hai tay nhét vào túi đi bên cạnh cô Hình như bị phát hiện Anh ngừng đầu nhìn Đại não của Đông Á tự như ngưng lạnh Hoán luyện viên nói cái gì cũng không nghe rõ Mà cứ nhìn về phía của Lương Mạc Nguyên Nhìn thấy được sự luống cuống của cô Lương mặc Nguyên cũng không vạch trần Chỉ là đột ngột bước lên Xoay người đối diện với cô Rồi sau đó thấp giọng nói Cô chọn trước Buổi chiều hứa ra trạch và thang mật sẽ đến đây Cùng cưỡi người với họ Mấy người thang mật muốn tới đây sao Đồng Á hoàn toàn không biết chuyện này Cảm thấy thật là ngoài ý muốn Đôi tay của Lương Mạc Nguyên vẫn nhét vào túi Biểu mùi nghiêm túc ừ một tiếng Đồng Á nhìn anh Cảm thấy thực đúng là phi diệu Bộ dáng vị môi có chút kêu ngạo Chớp mắt lại biến thành lương manh manh rồi Có muốn xem ngựa của tôi không? Đột nhiên anh chen đe tay Cô gật đầu đáp được Hoàn luận viên bị vắng vẻ yên lặng Đi qua một bên giúp ngựa đuổi nước Lương mặc nguyên dẫn Đông Á Đến góc trong cùng Bên trong có một sàn nhỏ Điều kiện rất tốt Có chút giống như phòng thượng hạng vậy Đó là một con ngựa đen Lông tóc đen nhánh sáng bóng Không có một tia tạp lẫn Bốn vó rắn chắc có lực Hình thể so với con vừa nhìn ở bên ngoài lại càng thêm phần cao lớn hơn. Vừa nhìn thì liền đã biết đây là một chủng loại tốt. Con ngựa kia vừa thấy lương mặc nguyên. Liền cao hứng phát ra tiếng hí. Đằng một bước chân trước nhẹ vỗ trên mặt đất. Nghiêng đầu mà nhìn lương mặc nguyên, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Nó gọi là Hắc Mỹ Nhân. Là một cô gái rất gợi cảm. Lương mặc nguyên để tay lên sau mũi của Hắc Mỹ Nhân. Mai nhẹ nhàng vớt ve. Hắc Mỹ Nhân một cái tên thật xứng với nó Đúng là rất xen dáng Đồng Á nhìn Lương Mạc Nguyên và Hắc Mỹ Nhân Cảm thấy chỉ nhìn như vậy thôi Cũng là một loại hưởng thụ Đầu của Hắc Mỹ Nhân Nhẹ nhàng cọ qua lại Muốn nhào vào trong lòng của Lương Mạc Nguyên Nhìn ra được Lương Mạc Nguyên Rất yêu thích nó Cô đã xem qua Black Beauty chưa? Tên của nó được lấy từ quyển sách này Hắc Mỹ Nhân ư? Ừ Lương Mạc Nguyên nghiêng đầu nhìn cô là một nữ tác giả người Anh viết. Xem xong quyển sách này không lâu. Năm sinh nhật 20 tuổi, tôi nhận được nó. Đầu lúc lại là con ngựa cái. Tôi cảm thấy đây chính là một danh phận. Khi anh nói sai những ngày này, ánh mắt của anh chăm chú nhìn vào Đông Á. Đặc biệt là câu cuối cùng kia. Trong lời nói của anh, giống như cô ý còn nói với cô, lại giống như không phải. Đông Á chưa từng đọc quyển sách kia. Hiện tại, Cô muốn xem lại nó Có muốn sợ nó không? Lương Ngọc Nguyên hỏi tiếp Bà Đông Á nghe xong cảm thấy rất là kinh hỉ Nhưng vẫn có một chút sợ hãi Có thể chứ Tới đưa tay cho tôi Anh đưa tay về phía của cô Đông Á chú ý tới đôi tay này rất lớn Vẫn nhớ rõ cảm giác lần trước Đã bị anh cầm lấy tay Đông Á chần chừ đưa tay ra cho anh Cảm nhận lòng bàn tay kia đang dán sát vào tay của cô. Cảm giác an toàn, cẩn thận, lễ độ. Ngựa là loại động vật có linh tính. Lương mặc nhìn mỉm cười nhìn cô, rồi chỉ đạo. Thả lòng, rồi mở tay ra. Đúng vậy, chính là như thế. Anh chậm rãi sơ tay cô, đờ lên trán của hắc mỹ nhân. Đồng Á vẫn cảm thấy có một chút khẩn trương. Thế nhưng không ai dự đoán chính là chẳng những hắc mỹ nhân không trốn mà còn nhắm mắt lại rất là hoàng thủ cố ý hay vô tình cọ cọ vào lòng bàn tay của đông á nó rất là thích cô ánh mắt của lương mặc nguyên nghiêm túc mang theo ý cười liêu lĩnh dịu dàng khiến cho người ta say chết ở bên trong đông á lại cảm thấy khuôn mặt của mình bất giác nóng lên đôi mắt mở to ra mà nhìn truyền qua người của Học mỹ nhân cố ý để mà truyền hướng đề tài nó ở bên anh bao lâu rồi chứ? Bảy tám năm. Có thể nhìn ra được tình cảm của Lương Mặc Nguyên dành cho Hắc Mỹ Nhân rất là sâu đậm. Giống như nó chính là con của mình vậy. Không biết từ khi nào Lương Mặc Nguyên liền đã buông tay cô ra. Sơ cầm của Hắc Mỹ Nhân rồi sau đó nói với Đông Á: "Cô xem thử ở đây, nó giết thở ở đây nhé." Lời ánh mắt cô vũ của anh. Đồng á vô cùng cẩn thận đặt tay lên cằm của hắc mỹ nhân học theo bộ dáng của lương mặc nguyên mà nhẹ nhàng cãi cãi hai cái hắc mỹ nhân nháy mắt to xinh đẹp thoải mái mà vẫy vẫy đầu huấn luyện viên đuổi nước xong đi tới gặp thấy cảnh này thì kinh ngạc nói sao hôm nay hắc mỹ nhân lại ngoan như vậy cơ chứ trừ lương mặc nguyên không ai dám đến gần nó cả có lẽ đồng tiểu thư và mặc nguyên rất quen thuộc trên người cô, cô dính hương vị của cậu ấy Cho nên hắc mỹ nhân mới mượn ý Để cho cô đến gần đi Xem ra vị vấn huyện đêm này Thật sự đã đem hai người trở thành người yêu của nhau rồi Lương mặc nguyên lại không có yêu muốn giải thích Vỗ vỗ đầu của hắc mỹ nhân tạm biệt nó Cùng với đồng á xoay khỏi chạy ngược Đến nhà của ông chủ ương Để ma dùng cơm Cục đàn đi Đã sớm mang theo vài người Ngồi vào trên bàn ăn cùng với ông chủ ương nói vài chuyện vui vẻ. Lương Mặc Nguyên dẫn Đông Á đi vào. Mọi người đều đứng lên, lại cách sáo mà giới thiệu với nhau. Cùng đàn ni vẫn như những lần trước, vô cùng lịch sự kêu Đông Á là đồng tiểu thư. Đông Á cũng khách khí kêu cô ấy là khúc tiểu thư. Cô là người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Lương Mặc Nguyên thường xuyên nhất. Đông Á có ấn tượng với cô ấy rất sâu. Đầu bếp làm món ăn hồ nam rất đồ tâu trận. Thời gian một bữa cơm, lên biến thành cuộc nói chuyện làm ăn. Lường Mặc Nguyên thu phóng tự nhiên, trong lúc nói cũng không quên chú ý tới người con gái ở bên cạnh mình. Nhẹ giọng nói nhỏ, thân sắc cương chiều, thường cắp đũa bỏ vào trong chánh của người kia, ánh mắt ẩn chứa tình cảm dịu dàng. ở trong mắt người khác thì ái muội công thôi, chỉ có người trong cuộc thì lại không hay biết sau khi ăn cơm xong cô cũng đàn lì mang theo người vào hợp đồng ra về lương mặc nguyên đưa cô ấy đến bên cạnh xe đông á cũng không đi cùng cô dựa vào lan can nhìn thấy thái độ của hai người rất thân thiết xem ra tình cảm rất tốt sau khi nhìn một lát thì đông á lên đã xoay người đi vào bên trong nhiều khi cô nghĩ lương mặc nguyên đối với cô tốt như vậy khen cho cô cảm thấy rất là thoải mái nhưng có lẽ không giống như lời quả thang mặt nói rằng anh có tình cảm với cô đi khả năng là từ trước đến nay anh chính là một người ôn hòa đối với ai đều là tốt như vậy thoải mái như nhau người e quy cao vẫn thường là như thế cô tự nhủ là chính bản thân mình đừng quá mức quan tâm đã trải qua chuyện của trần tuấn ở phương diện tình cảm đặc biệt là tình cảm nam nữ cô đã trở nên thận trọng và vô cùng dè dặt đừng quá mức phỏng đoán và không quá mức mong chờ cuộc sống như thế nào thì cứ để cho nó phát triển một cách tự nhiên như vậy là giải thích hợp nhất trong trạng thái hiện tại giữa cô và lương mặc nguyên là tốt nhất cũng là thích hợp nhất còn về phần kế tiếp của chuyện này như thế nào thì sẽ là chuyện của sau này nhưng quả thật anh đã có một chút là đi vào trong lòng của cô. Đây cũng chính là điều mà bản thân cô đành phải cất tiếng thừa nhận. Ngay lúc điện thoại vang lên, Đông Á nhìn thấy thang mặt gọi tới. Buổi chiều thang mặt vào hứa xa trạch ngon tới. Hỏi cô và Lương Mặc miên sáng nay có chơi gì không? Đông Á liền cất tiếng hỏi. Khi nào cậu đến? Còn đang ở nhà, khoảng 2 tiếng nữa mới tới. Hoạt động buổi chiều đã sắp xếp tốt rồi, là cưỡi ngựa. Đông Á ưu một tiếng, thang mặt lại hỏi. Lương mặc bên đâu rồi? Anh ấy... Đông Á ngước mắt lên. Thấy anh từ ngoài cửa đi vào. Thôi được rồi, không nói nữa. Chúng tôi xuất phát. Chờ bốn chúng mình gặp nhau. Bất cứ lúc nào cũng sẽ báo cáo lộ trình cho các cậu biết gặp lại nhé. Không đợi Đông Á nói được. Thì thang mật đã hưng phấn vào cốt máy. Cô nghe thấy tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại. Không biết lưng mặc nguyên dựa như người Vào bên cạnh cờ khi nào Đang đưa mắt nhìn cô Thời gian còn sớm Nghỉ ngơi một chút đi Buổi chiều sẽ rất là mệt đó Vợ chồng hứa thị đến sớm hơn so với sợ tính là nửa giờ Tuổi lớn tối nhỏ chứa nguyên liệu nấu ăn đưa tới Sao cho phong bếp đi chuẩn bị Bây giờ chúng ta đến chuồng ngựa sao Thang mặt dường như rất là hưng phấn Hôm nay hai vợ chồng Mặc đồ thể thao tỉnh nhân có mỗi lễ trai, đúng là ngực hết cầu fa một nhóm bốn người đi đến trường ngựa tự động chia làm hai tổ Lâm mặc nguyên và hứa sa trạch đi ở phía trước thang mặt kéo tay của đông á và đi vừa trò chuyện ở phía sau khó có khi được tụ họp ở chung một chỗ với bạn tốt nên tinh thần rất là thoải mái thang mặt đã trải qua khóa học cưỡi ngựa tuy không nói là thành thạo nhưng cũng có hình có rằng giống như hứa sa trạch cùng với lương mặc nguyên ở trong này cô sẽ tự nhiên có một con ngựa trang biệt là một con bạch mã cao lớn bốn người ở trong phòng thay quần áo thay đổi cỡ ngựa chuyên dùng và nón an toàn đến bên cạnh trùng ngựa để mà sát ngựa của mình lần đầu đông A đến không hiểu rõ thuộc tính của ngựa huấn luyện viên có một chút không chú ý đến hai nữ sinh lương mặc nguyên liền cất tên nói cô cỡ ngựa của tôi đi Vậy còn cô cậu thì sao? Hứa ra trạch nói. Thằng mặt âm thầm bắt tay của anh. Một ánh mắt bay qua. Thật đúng là ngu ngốc. Đương nhiên là anh ta dắt rồi đi. Lương mặt Nguyên liếc mắt nhìn hai vợ chồng bọn họ. Ánh mắt lại nhìn qua Đông Á, rồi sau đó lại nhặt nói một câu. Hai người đi trước. Thằng mặt nghe vậy thì nhìn về phía Đông Á nói. Vậy thì chúng tôi đi trước. Cậu và nhìn về phía lương mặc nhiên biểu bị môi nói tại sao Đông Á gật đầu một cái rồi ư ừ. Khoản luận viên và hứa xa trạch đều không yên tâm chần chờ không đi mặc nguyên à như vậy không có vấn đề gì hay sao lương mặc nhiên nghe vậy thì liền mím hơi hơi gật đầu một cái rồi sau đó nói tôi dẫn theo một người không thành vấn đề nói qua vỗ vỗ bà vai của anh đi thôi còn giờ lại đông á Ba người ở bên ngoài nhìn nhau một cái Dắt ngựa đi ra ngoài Máu ngựa đạp trên xi măng sần sùi trên mặt Đặc biệt lên lành. Tiếng vó ngựa từ từ đi ra Chỉ còn lại hai người bọn họ Lương mặc nguyên kẻ vốt hắc mỹ nhân Mở cờ cất bức đi vào Gắn trang bị cưỡi ngựa Đông Á chưa tiến vào Đứng ở bên ngoài nhìn động tác của anh thần phục Mở yên ngựa rồi ban thạp. Lương mặc nguyên dắt ra ngoài lúc này đông á mới thật sự là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là người cao ngợi lớn ngợi này thật là cao thực là oai phong lương mặc nguyên coi như là cao đi đứng ở bên cạnh hắc mỹ nhân cũng không hiện ra ưu thế chiều cao đông á lấp mắt xuống vị trí lưng ngựa và bàn đạp cao như vậy sao cô có thể leo lên được đó cơ chứ cô và hắc mỹ nhân còn không có quen thuộc vào nhau một con vật khổng lồ đứng trước mặt như vậy cảm giác cần trương phát ra từ nội tâm trong trò ngựa hắc mỹ nhân lộ ra một cái đầu tới để cho cô sơ càng thêm kỹ càng lương mặc nguyên dạy cô cô chắc chào hỏi với nó cãi cảm ở đây anh làm mẫu cho đông á nhìn cô hãy thử nhìn xem mặc dù buổi sáng đã thử qua rồi nhưng bây giờ vẫn cảm thấy thực là cần trương Đông Á học theo dáng vẻ của Lương Mặc Nguyên. Cẩn thận từng ly từng tí. Em ái sợ sàng nơi đó một chút. Hắc Mỹ Nhân giật móng trước. Đông Á cứng hắc, lập tức rút tay về, mặt khẩn trương mà nhìn Lương Mặc Nguyên. Nó tức giận sao? Lương Mặc Nguyên bị cô chọc cười, còn một chút nghĩ ngợi kéo tay của cô. Nó tức giận sẽ không có dáng vẻ như vậy rồi. Cô không cần phải sợ nó, cũng đừng quá mức cẩn trương. Cô khẩn trương nó cũng sẽ khẩn trương Lần này lương mặc nguyên Không tiếp tục băng tay đồng á Cầm theo tay của cô Từ dưới căng của ngựa Theo một đường sơ tới cái trắng của ngựa Rồi trở lại vốt về cổ của ngựa Hắc bị nhân bị sờ vô cùng thoải mái Nhắm mắt lại vô cùng hương thủ Đồng á cảm giác giống như trên người lương mặc nguyên Có một luồng lực lượng Kéo dài và hữu hiệu Ôn hòa giống như một dòng nước suối mắt lạnh làm cho cô từ trong khẩn trương lo lắng dần sân, sân bình tĩnh ở chỗ này hắc bị nhân sợ sẫm vào anh mà cô cũng vậy bọn họ đi dọc trường ngựa có đoạn đường trăng mặt chỉ có phó ngựa hắc bị nhân chăm chậm đạp trên mặt đường ổn định lại quy luật trước kia còn có cưới người qua không lương mặc nguyên đánh vợ yên lặng đông á đang quấy đồ nghe được anh cất tiếng hỏi thì từ từ nghiêng đầu sang không có cô lắc đầu đáp ngày mai cô sẽ không đi được đường đông lương mặc nguyên cuối cùng giữ vững mỉm cười vô cùng có tầng thác qua lại đây được coi như là thân thiện nhắc nhở đi đông á nghiêng đầu một chút nước mắt mà nhìn cái cổ cao quá hắc mỹ nhân hiếm thấy nghịch ngợm nhuôn vai tính tình trẻ con nói vậy thì ngày mai rồi hãy nói lương mặc nguyên nhìn cô chỉ la cười cũng không lên tiếng Đôi vợ chồng kia sớm bắt đầu làm hoạt động nóng người. Thang mặc mặc quần xa bó sát người. Đầu đội nón an toàn. Cô trên thân ngựa, sống lưng thẳng rất có tư thế. Cô nàng giơ ngón tay cái về phía của Đông Á. Vừa ra trạch sắt ngựa đi rong. Kỹ thuật tương đối thần phục. Thỉnh thoảng chơi đùa đẹp trai gì gì đó cũng không thành vấn đề. Đông Á đi theo lưng mặc nguyên. Về phía trường trương ngựa bên kia. Lưng mặc nguyên vỗ vỗ hắc mỹ nhân một người một ngựa đều ngưng lại. anh chân an tuần mã màu đen một chút, ôm lấy cổ của nó, lại nhẹ nhàng vuốt về lên xuống, lại kiểm tra yên ngựa một lần. tất cả đã sẵn sàng. ý bảo đông á đi tới sấm bàn đạp bên cạnh. anh vỗ vỗ tay, viện bên trên yên ngựa, nắm ở chỗ này, chân trái đạp này này, mỗi chân đi vào một phần ba. một lát cô cần dùng lực của mình, dùng lực để mà bước lên. Đồng Á làm theo lời của anh nói, Cầm được tay vịn, thời điểm đạp bàn đạp hơi cảm thấy khó khăn. Có một chút quá cao, cụ máy tính giả dài của cô không thể. Chân trái nâng cao lần đạp, nhưng vẫn có cảm giác không chắc chắn, hoang mang và rối loạn. Lương Mặc Nguyên nhìn ra, trong lòng của cô đang lo lắng. Đừng sợ, cô chỉ để ý đi lên. Chân trái dùng sức đạp xuống. Vừa mới nói xong, anh giúp cô điều chỉnh vị trí chân trái Nếu lợi như có rớt xuống Thì tôi sẽ đỡ Một câu cuối cùng này Giống như là đang nói sẵn Nhưng cuối cùng vẫn giảm bớt tâm trạng khẩn trương của Đông Á Đông Á im lặng Mà nở nụ cười Đông Á hít vào một cái thật sâu Kéo yên ngựa Chân trái dùng lực Vừa muốn nhảy lên Vó ngựa động Trọng tâm lệch khỏi quỹ đạo. Đông Á có cảm giác không ổn Chân phải rơi xuống đất lần nữa điều chỉnh vị trí chân trái để cho mình thích ứng tốt biến hóa mới này lương mặc nguyên cáo dây cương không chế ngựa khích lệ cô thử lại thêm một lần nữa anh nói tin tưởng tôi cũng tin tưởng chính mình đông á gật đầu một cái rồi vô cùng nghiêm túc mà nhìn anh tôi tin tưởng anh lương mặc nguyên rũ mắt xuống nhàm chắn về cương ngợn trong tay khi ngựa di chuyển đều chỉnh trọng tâm thật tốt lượng đông á nghe vậy thì cắt đầu đồng ý chuẩn bị thêm một lần nữa mới vừa rồi chỉ là thử nước vào cỏ sắt lần này mới là thật đông á cắn răng một cái dùng sức ma kéo yên ngựa vững vàng dạng chân đi lên cô quấy đầu cười với lương mạc nguyên lên rồi hiện tại hai người hoàn toàn đã đổi vị trí thời điểm ở dưới cô luôn ngước đầu lên mới có thể nhìn thấy ánh mắt của anh mà giờ các ngày lại trái ngược từ trên xuống dưới từ trên cao nhìn anh cảm giác cũng thực lọc không tồi không biết vì sao cô rất ưa thích mà nhìn ánh mắt của lương mặc miên cặp mắt kia giống như cất dấu một vùng trời sao mà kể ban ngày hay là ban đêm bệnh viễn tỏa sáng lấp lánh đặc biệt là có hồn giống như giờ phút này khi anh ngang đầu nhìn sáng vẻ của cô lương mặc miên nắm lấy dây cương bắt lấy nó đừng buông tay Nghe cho kỹ, một lát tôi dẫn cô đi xuống, eo nhô lên, cỡ ngựa toàn phải dựa vào lực và động tác ở eo. Chân được cài ở bên trong, kẹp lại bụng của ngựa, bởi vì nó điên thì cô cũng phải điên. Cô chỉ có thể để mình ổn định, mới sẽ không bị nó điên. Đồng á nghe vậy thì gật đầu mà làm theo. Lương mặc nguyên bắt đầu mang theo đồng á, để mà sát ngựa đi rong, dọc vòng thao trường đưa ngựa vừa đi vừa cho kiên nhẫn giảng giải tỉ mỉ những nội dung cơ bản của cưỡi ngựa và nuôi ngựa cho cô. Đồng Á chưa bao giờ biết rằng lương mặc nguyên lại hiểu nhiều như vậy. Đến đây thì hướng thú, hỏi khi nào anh bắt đầu học cưỡi ngựa. Lương Mặc Nguyên suy nghĩ một chút rồi sau đó trả lời. 15 tuổi đã bắt đầu học. Đây vốn là yêu thích của ba tôi. Thời điểm anh còn nhỏ đến Mông Cổ. Ở nơi đó học xong. Sinh hoạt cùng với dân du mục sau khi trở về anh vẫn luôn muốn làm một chồng đua ngựa chia lọc không như mong muốn qua nhiều năm như vậy vẫn không có đạt được ước muốn đông á nghĩ đến không biết nghe lời ai nói qua ba của lương mặc nghiên, bị bệnh nặng cho nên anh mới phải xin trở về nước đề tài này cũng nên dừng lại ở nơi này đông á giống như bị quỳ thần suy khiến liền lên tiếng hỏi nghe nói ba của anh bị ngã bệnh lương mặc nguyên hình như cũng không ngoài dự tính cô làm sao có thể biết được đông á và thăng mật có tình cảm tốt như vậy cũng không có gì là khó hiểu hết anh không nói gì cả ở trước mặt sắp ngựa để cho đông á nghĩ là anh muốn im lặng để kết thúc đề tài này thì đúng lúc này bất chợt lương mặc nguyên mơ miệng nói ông anh đã vậy trước để muốn ở đinh thành này mở rộng phát triển phần lớn mục đích chính là bởi vì trường đua ngựa này hoàn thành mơ ước nhiều năm của ông. Công ty cũng có rất nhiều người không tán thành, thế nhưng vẫn ký hợp đồng. Nhưng không ngờ thế nhưng ông ấy lại bị ngã bệnh. Cho nên anh liền hoàn thành ước mơ của ông ấy sao? Đông Á nói tiếp. Bà anh sẽ vì có một người con trai như anh, mà cảm thấy kiêu ngạo cùng với vui mừng. Anh tự bỏ việc học trở lại, chính là vì thay ông ấy hoàn thành mơ ước đi. Lương Mạc Nguyên cũng không nói gì cả, và cũng không phủ nhận. Thậm chí cũng không có quay đầu nhìn cô. Vẫn chỉ lặng lặng, mà trơ mắt nhìn về phía trước. Cô ngồi lên lưng ngựa, y phong lẫm liệt Lương mặc nguyên dắt ngựa đi ở phía trước. Ánh nắng mặt trời rất nóng. Cô nhìn rõ ràng thấy mồ hôi sau lưng anh thấm ướt dính vào áo. Nhìn sống lưng của người đàn ông cao lớn rộng rãi. Đồng A à nghĩ, đây chính là thói quen mà anh cưỡi ngựa lâu dài để lại. Lương tiên sinh, Gần đây tôi có nghe một chuyện xưa rất là cảm động. Cô cuối người, rồi nhẹ nhàng ké vào bên lỗ tai anh nói Thang mặt chạy một phòng, chạy rất nhiều mồ hôi. Không chạy, hai vợ chồng ngồi trong ô che nắng, nhìn hai người kia ở trường đường ngựa. Anh xem, khoan hãy nói hai người bọn họ ở trong một chỗ, thì tốt chưa sao? Thang mặt cầm lấy nước suối ở trong tay của hứa xa trạch uống một hớp. Ánh mắt trước sau mà nhìn chằm chằm về phía bên kia giống như là đang xem diễn trò vậy. Hứa ra trạch ra về, vợ mình nói cái gì cũng đều là đúng cả. Ném anh đào vào trong miệng, vôn hạch nhân vào trong thùng rác bên cạnh. Em nói hai người bọn họ như vậy, đã có tình cảm còn không nói yêu thương, thì thật đúng là chuyện lạ rồi đi. Thang mật thì thầm ở trong miệng, hứa ra trạch chân tâm, ăn tất cả những thức ăn ở trên bàn, xoa xoa bụng hỏi. Khi nào chúng ta bắt đầu món nối? bụng anh đã bắt đầu kêu đói rồi đó thằng mật tự như không hề nghe thấy kêu thay thọc hứa ra trạch một cái này lão hứa anh và em nói chuyện nghiêm chỉnh anh có thời gian thì tìm cách nói chuyện cùng với lương mạc nguyên đi rốt cuộc là anh ta có muốn theo đuổi con gái nhà người ta hay không phải chứ hứa ra trạch nở ra một nụ cười xấu xa nhìn về phía kia rồi sau đó bĩu môi nói chính là theo đuổi chưa sao Thang mặt nghe vậy thì thuận mắt nhìn sang. Đồng á cưỡi trên thân ngựa, đang quấy đầu nói điều gì đó với lương mặc nguyên. Lương mặc nguyên quay đầu, ngựa hình như là sân lạnh. Cách cự ly rộng rãi thế kia, cũng có thể cảm nhận được vô không khí vô cùng ngọt ngào. Thang mặt chập chập hai tiếng, thuận tay cầm lên điện thoại di động ngắm nhìn. Tách một tiếng, hình ảnh lên đã xuất hiện. Thang mặt dựa vào thanh ghế, tay đưa ảnh chụp xong trong điện thoại di động cho chồng của mình. Nếu không cho hai người bọn họ tự xem, đây là có bao nhiêu ngọt ngào cơ chứ? Thôi đi, mặc Nguyên vốn có tính toán riêng của chính mình, chúng ta vẫn là nên chờ đợi đi. Hứa ra trạch nghiêm túc nhìn một hồi. Thang mặt vừa nghe, cảm thấy chồng mình nói có đạo lý cực kỳ. Vậy thì hình này em sẽ giữ. Đến khi nào hai người bọn họ xác định với nhau, thì sẽ đưa ra. Anh cảm thấy thế nào? đặc biệt là kỷ niệm có giá trị chứ. Cô ấy bất chợt từ trên cây tường lên, rồi kéo lấy hứa xa trạch. Đi, chạy thêm hai vòng nữa. Hứa xa trạch nắm vài quả anh đào trong tay, vội vàng ném toàn bộ vào trong miệng, sau đó rời đi theo vợ của mình. Lương Mạc Nguyên bắt đầu mang theo Đông Á chạy vòng vòng sau khi anh nói xong những điều cần thiết. Không giống như đi thông thả. Lúc này, ngựa chạy hết sức lợi hại cần liên tiếp vài ngồi thẳng ở trên lưng ngựa sức lực của chân và eo hết sức quan trọng luyện tập khoảng hai mươi phút trong thời gian nghỉ ngơi mấy phút hai người đều đã chảy mồ hôi đầm đìa lưng mặt nguyên kêu dừng ngựa nhìn thấy hứa ra trạch xa xa cưỡi ngựa mà đến dừng lại trước mặt của bọn họ vùng cơ ngựa nhảy xuống không còn sớm để đi nướng đồ ăn bộ tôi đói thảm rồi hai người chẳng lẽ không đói hay sao cơ chứ lương mặc nguyên cũng không hề có đáp lời lại nhà mắt mà ngửa đầu nhìn đông á đang ở trên lưng ngựa mồ hôi theo gương mặt của cô trượt xuống có một loại cợi cảm rất khác biệt khiến cho anh bất giác mà bị hấp dẫn hôm nay đến nơi này trước tôi sẽ đưa cô đến đó bên kia là lối đi ra ngoài đông á liếc mắt mà nhìn theo hướng anh đã chỉ rồi sau đó gật đầu vừa xa trạch sắt ngựa đi theo lưng mặc nguyên thằng Mật đi ra ngoài từ một cánh cửa khác sắt ngựa đứng ở bên dưới bóng cây đem mà chờ đợi bọn họ từ trường đưa ngựa đi ra ngoài lương mặc nguyên cũng không có gọi đông a xuống đi bằng ngựa vẫn là tiết kiệm sức lực hơn đi bằng chân hứa ra trạch đi mệt thì nhảy lên ngựa tôi đi trước hai người cứ từ từ đi một tiếng thét vang lên đuổi thao đến trước mặt của thằng mật quyết định để hai người này ở lại phía sau từ trường đua ngựa đến trường ngựa dài cả một đoạn đường đồng á rất là băn khoăn lương tiên sinh anh cắt tiếng gọi tôi đi xuống cùng với anh anh dựng ngựa nhìn cô Một mệt rồi sao đồng á muốn nói là không phải nhưng chính cô cũng không biết đây rốt cuộc là nguyên nhân gì trong lòng cảm thấy có một chút phức tạp cô mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy khó có thể mở miệng cũng không thể làm gì khác hơn là mơ hồ ư một tiếng Lương mặc nguyên nhìn cô rời sau đó đắt được vậy thì bây giờ đi xuống đây đi giống như khi lên ngựa kéo ở nơi này sợ rằng cô quên anh tóm lấy tay vịn ở trên yên ngựa chân phải từ trên lưng ngựa để tới đây cẩn thận không cần đá phải nó đông áng nghe lời mà làm theo động tác này đối với cô mà nói cũng không phải là quá khó khăn so với khi lên ngựa mà nói thì đơn giản hơn rất là nhiều. Lúc xuống, chân phải chĩa xuống đất dẫm hụt một cái. Lương mặc nguyên giơ tay dìu cô. Hai người có một chút hồi hộp, không có khống chế được sức lực. Hoàn toàn cô ngã vào trong lòng của anh. Là một cái ôm vào ngực cứng rắn, nhưng cũng không mất đi sự ấm áp. Kích thích nam tính mãnh liệt, giống như an toàn dịu dàng, vững vàng chốt chặt cô. Thời gian một giây, hai giây như vậy, hai người cũng không có nhúc nhích cũng không có nói thời gian dường như dừng lại vào giờ khắc này kể cả sự vật xung quanh cũng giống như là bị bốc hơi vậy rất nhanh lương mặc nguyên lên đã buông cô ra đồng á liền nhỏ nhẹ mà quý đầu xuống nhẹ nhàng nói ra một câu cảm ơn lương mặc nguyên đại khái cũng cảm thấy có chút cần trương trong khoảng thời gian ngắn đã quên nói tiếp bốn bề vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng của gió nhẹ nhàng thời qua và ánh nắng mặt trời. Một đoạn đường đi yên lắng không nói gì. Đồng Á luôn muốn nói gì đó để mà phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. Trong lòng vẫn còn nhớ về cái ôm kia. Nghĩ đến không lâu nữa, mình sẽ xuống vùng nông thôn dậy. Lập tức cảm thấy có một chút mất mát. Cô phát hiện, mỗi lần nhìn thấy Lương Mạc Nguyên, ở chung với anh trong mọi giây mỗi phút, trong lòng cô đều rất phấn khởi lại phấn khởi và vui vẻ này đã lâu không thể nào lừa được lòng người cô nhớ rõ trước kia mỗi lần nói với đường tuấn thì trong lòng cô cũng sẽ có cảm giác này đã là rất lâu rồi cô cho là lòng của cô sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì hay bất luận người nào mà nổi lên dậy sóng lương mặc nguyên nói không sai sau khi cưỡi ngựa xong thật sẽ không thể nào đi đường được Chỗ nướng thức ăn nằm trong cái ô che nắng ánh mặt trời trái trăng. Hai cái ghế nằm, phía trước là nước trong veo chảy và bóng cây. Đồng Á thật sự mệt đến mức không thể nào nhúc nhích được. Cô và Thang Mật, hai người nằm ở trên ghế dựa để nói chuyện tiếng. Nhìn hai người đàn ông bên kia, xử lý nguyên liệu, đồ ăn, đầu vào đáy này. Giống như các cô. Bọn họ cũng là nói nói, cười cười, bàn về chuyện kinh doanh đã thấy rõ được tình cảm với sự an ý. Ánh mắt của hai người phụ nữ dừng ở trên hai người đàn ông một lát, thang mặt mở miệng. Này thân ái, tớ giống như không có nói với cậu. Tớ và lão hứa làm sao quê rũ ở chung với nhau một chỗ. Quyến rũ ư? Đông Á lướt mắt nhìn sang thang mặt. Từ ngữ này dùng ở đây thật sự rất tốt sao? Chỉ là so với chuyện này, cô còn có hứng thú nghe chuyện xưa của thang mặt từ trước đến nay không có nghe thang mật nói qua chuyện của cô ấy và hứa Gia trạch chỉ biết là bọn họ là bạn thời trung học với nhau gia đình thang mật giống như hứa Gia trạch hai cha mẹ đều là thương nhân giàu có hai bên có nghiệp vụ lôi tới ngay từ lúc tiểu học thì hai người đã quen biết gọi là chân chính thay mai trúc mã thế nhưng thật sự nói chuyện yêu đương xác định quan hệ cũng là lúc nghỉ hè năm lớp 10. Cụ thể chuyện gì xảy ra Đưa đến hai người tự bạn bè Chân thành tình nhân Đây là lần đầu tiên Thang mặt chủ động nhắc tới Cậu biết ba mẹ tớ và ba mẹ anh ấy Có quan hệ rất tốt Chúng tớ từ nhỏ đã quen biết Khi còn bé cho đến sơ trung Tớ không cảm thấy anh ấy đặc biệt tốt Trong ấn tượng chính là một đứa trẻ Rất là ngây thơ Cha mẹ hai nhà có lúc cũng nói chuyện cưới Nói muốn hai chúng tớ có thể yêu thích lẫn nhau Tớ chỉ nghĩ người ngây thơ như vậy làm sao sống với tớ. Sau đó mãi cho đến khi trung học. Tớ nhớ là mình sắp lên lớp 11. Mùa hè năm lớp người kia. Lúc tớ ở cửa tiệm nhờ anh ấy ra ngoài mua đồ. Ví tiền liền đặt ở trong tay tớ. Lại không có để ý bị người ta đặt. Nghe được tớ kêu. Anh ấy ném đổ xuống thì giúp tớ đuổi theo tên trộm kia. Không nói cạt cậu. Chính là trong ngay mắt đó tớ đã liền yêu anh ấy. Cậu còn biết lúc đó anh ấy có bao nhiêu đẹp trai đâu Lúc đó trong lòng tớ liền nghĩ Còn mẹ nó Không nhìn ra cái người ngây thơ này Lại còn có vẻ mặt đẹp trai như vậy Việc một tiếng Tớ liền trai vào bề tình nha Vẻ mặt của thang mặt ngọt ngào Đám chìm trong trí nhớ tốt đẹp Nói thật Tớ còn phải cảm ơn tên trộm kia đó Đông Á vẫn rất hâm mộ tình cảm Của thang mặt và hứa ra trạch Cũng không phải hết sức chơi dày nhất là tốt nghiệp trung học, sau thì tách ra hai trường đại học. Dài từ 4 đến 5 năm, đi qua nhiều khó khăn khô cực, chỉ có chính bạn họ mới biết. Mà dù Đông Á đừng xem, nhưng dù sao vẫn là người ngoài cuộc, không thể cảm động đây Mỗi lần ấn tượng sâu nhất là năm ấy tốt nghiệp đại học. Có một đêm cô nhận được điện thoại của Thang Mật. Thang Mật khóc với cô, nói rằng cô ấy mệt mỏi, không thể tiếp tục kiên trì được rồi, muốn nói lời chia tay. Đồng Á còn nhớ trong điện thoại Mình khuyên giải an ủi thang mật Cô so với bất cứ người nào Cũng hy vọng thấy thang mật hạnh phúc Hạnh phúc của cô ấy Chỉ có hứa ra trạch cho Đồng Á tin tưởng vững chắc không một chút nghi ngờ Cũng chỉ có một lần kia Đồng Á thiết thực cảm nhận được Thang mật lao lực tâm tư quá đủ Cô mày rốt cuộc đã qua Khô cực mệt mỏi nữa cũng đã không còn Đã từng đau đớn khó chịu Nhưng đến ngày nay đều là nhớ lại những việc tốt đẹp nhất. Nghĩ tới như vậy, lòng của Đông Á từ từ trở nên mềm mại. À à, à. thang mặt nhìn Đông Á, ánh mắt nghiêm túc thẳng thắp nói. Tôi biết làm sao nói những chuyện này cho cậu nghe không? Tôi chính là muốn nói cho cậu biết. Có lúc chính là như vậy. Anh ta mang lại ấm áp cho cậu. Cậu cuối cùng cũng hiểu rõ được. Cậu cậu cực tìm kiếm, có lẽ chính là giờ phút này. Người trước mắt này tự như tớ đối với lão hứa vậy một chuyện trong nháy mắt để cho tớ thay đổi cái nhìn về anh ấy nhận định về anh ấy muốn dắt tay anh ấy đi đến đoạn đường lâu dài chuyện tình cảm sợ nhất chính là kéo dài kéo một cái là kéo hai cái có thể làm nhiều việc thay đổi mâu thuẫn cũng trở nên nhiều hơn thời điểm cậu có cảm giác muốn kết hôn nhất quyết định thật nhanh không được phép do dự sau khi nói xong thang mặt ám chỉ rời tầm mắt về phía vòng lưng của lưng mặc nguyên mà chắp chép miệng đông á xem hiểu ám chỉ của cô ấy nhưng giờ phút này cô không nói nên lời lời gì cũng nói không ra tâm tình rất là phức tạp thang mặt liền nói tiếp chuyện của cậu với mặc nguyên mà chỉ có tớ cấp gáp mà anh ấy không phản ứng một chút nào sau lần đầu tiên hai người gặp mặt trong hôn lễ của tớ tớ đã dám đánh cuộc anh ta tuyệt đối sẽ không vô cảm với cậu Một lần nữa thăng mặt thâm sâu Nhìn về phía bạn gái của mình Cậu cứ nói đi À à à Trong lòng của cậu Có phải hoàn toàn vô cảm với anh ta hay không Vẫn lật bị tớ đoán trúng rồi đi Từ đầu tới cuối Đồng Á cũng không lên tiếng Trong lòng lại rất phức tạp Tự như có người đột nhiên Ném một vài viên đá xuống mặt nước yên tĩnh sau khi ăn xong đồ nướng, bốn người chơi một lúc, thương lượng nơi ăn cơm tối. Lái xe trở về thì mặt trời đã lặn phía tây, gió thật là to. Cổ sổ xe mở ra phân nửa. Một tay của Lương Mặc Nguyên đặt ở trên cửa, một tay kia đỡ tay lái. Ở trong xe vang lên bài hát, làm lại từ đầu của Lưu Hân. Tiếp theo là giọng hát nhẹ nhàng ngâm nga. Sáng vẻ thích ý của người đàn ông này rất là mê người, cũng rất là cuốn hút đông áng lấy điện thoại di động đã một ngày không có nhìn ra tin tức có rất là nhiều tại đa số đều là những loại tin tức tùy ý mà chợt nhìn tiết đoàn ngọ cô cho các bạn học sinh bài tập trở về đi theo những trường bối học quay bánh trưng hoặc là làm túi thương những hoạt động san san của tiết đoàn ngọ này rất tốt cho việc học tập và hiểu biết về văn hóa truyền thống của trẻ em một số cha mẹ bậc phụ huynh đã gửi tin nhắn riêng cho cô. Đứa bé gói bánh trưng làm rất là khéo léo. Những tấm hình đặc biệt đáng yêu. Cũng có học sinh gửi video. Mình ôm túi bánh trưng lớn, cong mắt lên cười ngọt ngào với cô. Cô đông, chúc cô gan ngọt an khang. Đứa trẻ bình thường nghịch ngợm. Vào giờ khắc này đều trở nên dễ thương. Xong như kẹo bơ cứng màu trắng, ngậm trong miệng vừa ngọt vừa mềm. Đồng Á mở video ra nhìn một lúc. Nhìn rất đổi nghiêm túc, hai môi nhích lên một, một nụ cười lương mặc nguyên nghe được nghiêng đầu nước mắt mà nhìn cô là nhìn cái gì vậy chứ tâm trạng của trong áo không thể cho anh nhìn video nói là vì sao học sinh có bánh trưng đặc biệt là đáng yêu trước mặt vừa đúng có xe kẹt anh lấy qua di động mà xem Video lặp lại âm thanh có hai lần nhìn xong thì lại trả lại cho cô bật cười nói đúng là như thế thật làm sao lại muốn đi làm giáo viên chứ Về trước đỗ kín Anh đưa mắt nhìn cô Ánh mắt có chút nghiêm túc Rồi lại kêu ôn hòa khác Đồng á à ý thức được mình lại một lần nữa Rơi vào trong cảm thấy dự dàng của anh Nên liền lập tức rời đi ánh mắt của mình Nhưng vẫn là suy nghĩ tỉ mỉ một chút Nhưng cũng không có suy nghĩ đáp án vĩ đại Lại sao có triết lý Định nói lời thật Chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi trả lời cơ kỳ tự nhiên nói rõ một chút không hề có dáng vẻ kịch cỡng lương mặc nguyên nghe xong thì bật cười dáng vẻ có chút hứng thú tôi cho là cô ít nhất sẽ nói là bởi vì mình thích bọn trẻ khói miệng của đông á nghe thấy vậy thiên lên đã nhích lên hơi tươi cười đáp mới không có vĩ đại như vậy con người của tôi dường như có một chút bị động lại không có sự nhiệt tình thường thường là tiếp xúc mới có thể thích Tựa như là những đứa bé cũng là trải qua hơn một năm về sau tiếp xúc với bọn họ lâu hơn thì mới có thể từ từ thích lần này lương mặc nguyên không nói gì mà như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn cô không biết vì sao lời của thang mật vừa mới nói hiện lên trong đầu kết hôn vào thời điểm tốt nhất làm cho hôn nhân ở một khoảnh khắc tốt đẹp nhất lương tiên sinh hàng xe dài ở phía trước đã sẵn ra một chút lương mặc nguyên từ từ đạp chân ga nghe thấy tiếng gọi thì nghiêng đầu nhìn về phía cô có chuyện gì chứ bắt đầu tháng sau tôi đi tới một vùng nông thôn xa dạy học đông a nói mắt cũng không có nhìn anh mà nhìn thẳng về kính thủy tình ở phía trước buổi chiều thứ sáu đông A không có lớp xin nghỉ với sáu vụ để mà trở về nhà lúc đi tới nhờ xe của lương mặc nguyên ở bên người không có phương tiện thay đi bộ phải đến lúc xe buýt ở phía xa xa đi đến tỉnh thành về đồng sẽ sang phía tây lận quanh mới có thể về đến nhà hết sức là bất tiện họ nữa a à bơ vẫn còn ở bên cạnh lên đường lại càng khó thêm đồng á xấu hổ mỗi lần đều quấy rầy lưng mặc nhiên một ngày trước cô gọi điện thoại cho đồng tổ văn để cho ba đến chắn trên bến xe đón cô Cụ mày trần trên còn có loại phương tiện vận chuyển cũ Và truyền thống như một chiếc xe ba bánh Cô tốn 5 đồng tiền Ở cái ổ ga trên đường lên Một đường lắc lư cho tới trạm xe Cụ mày lên đường gọn gàng Gánh nặng không nặng trả tiền xuống xe Lếp mắt một cái Thấy một dãy những chiếc Audi màu đen tà sáng Đang tìm kiếm khách chờ người Đồng tổ văn cũng nhìn thấy cô Lên hạ cửa sổ xe xuống Móc mắt về phía bên này nhưng khi thấy cô dắt chó đi tới Thì rõ ràng có chút sừng sốt Tạ lâu chưa có về nhà Đồng Á có một loại cảm giác kỳ học giống như trước kia vậy Mỗi lần tan sầu học Không ở lại bên ngoài Mà một lòng chạy về nhà Giữa trưa ánh nắng mặt trời trái trăng Trên đường có một loại yên tĩnh kỳ lạ Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm thất tha xen rắn Sắt một chú chó A à bộ lông màu trắng như tuyết Vì vậy dễ dàng hấp dẫn đến không ít sự chú ý. Sau khi tài xế kéo khách vào, không hẹn mà đều ngừng nói chuyện. Ánh mắt ở trên người cô nhẹ nhàng. Ánh mắt như vậy cô thấy rất nhiều. Phạm là một người phụ nữ có sáng sắp không tệ. Thần hình không chỗ nào chê. Thời điểm đi một mình, sẽ có những ánh mắt khắc phái, tự như hình với bóng quấn quýt. Thỉnh thoảng cũng có những người đi xe máy, thôi một tiếng khuyết sáo đưa đến sự chú ý của cô. Càng là nơi hẻo lánh, Tình huống như thế càng thêm nhiều hơn Tờ thái đi bộ của cô Giống như một con khổng thức cao ngọc Cũng rất là nhiều người đã nói qua Không ít người ở phía trước mặt cô nói Cũng không có thiếu những người nghị luận ở phía sau lưng Điều này cũng được định bởi những quan hệ tốt hay xấu Mà bây giờ cô đã trưởng thành Những thứ kia xem như không có vứt ở phía sau lưng Bà đã đợi lâu chưa? Đồng ám ở cờ xe đưa chó vào chỗ ngồi ở phía sau xe. Mình thi vong trở lại, ngồi vào bên cạnh ông, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đồng tổ văn lướt mắt nhìn A Bơ ở phía sau. Còn chó này là xảy ra chuyện gì vậy chứ? Nó gọi là A Bơ, chó của bạn con. Để cho con giúp một tay thay mặt nuôi. Bà cô không nói gì, chỉ là dùng mấy phần ánh mắt cổ quái lướt nhìn cô. Nô máy xe tầm thường nói. Đã ăn cơm chưa? Mới vừa rồi lái xe đi lên Bà đi qua một cửa tiệm nhìn rất tốt Dẫn con qua nơi đó ăn nhé Đông Á lướt mắt nhìn A Bơ ở phía sau Nó rất quen thuộc với việc ngồi xe Vô cùng ngoan ngoãn Đôi mắt màu đen tròn trịa nhìn về phía cửa sổ Lỗ tai nhỏ tự như hồ ly Thỉnh thoảng khẽ động một cái Lưu lại một quả má cho Đông Á Có vài phần nhìn qua Giống tiểu vương tử Mang theo khí chất u buồn làm như ba thường quan tâm tới cuộc sống và chỗ ở của con gái. Đồng Á đáp ứng tất cả thích ứng. Thì ngược lại, hỏi tình huống ở trong nhà cũng là lấy được câu trả lời chắc chắn giống nhau. Công việc bên ngoài của con cái luôn luôn tốt khoe xấu che. Ở nhà nếu không phải xảy ra trọng đại ốm chết, lồng cả vào tỏi trong cuộc sống, không có gì đáng để mà khuếch trương. Đã lâu không thấy, con trong ba của mình giống như đã xả hơn. Sợi tóc bạc trên đầu Hình như đã nhiều thêm mấy cọng Nếp nhăn nơi khóe mắt hình như sâu hơn Đây là bình thường sống chung lâu ngày Đều không thể phát hiện ra được sự thay đổi Hình như Bà thật sự đã đến tuổi già rồi Đồng Á tràn ngập ai nấy Lại chớ đựng sự ấm áp Từ trước tới nay Luôn là người như vậy Mà kệ nơi xa nào Chỉ cần một cố điện thoại của cô Nói một câu Bà con nhớ người lắm Hoặc là bà con cũng cần giúp đỡ của người Đồng thổ văn sẽ không từ vất vả Mà chạy tới Mà kệ là bất cứ lúc nào Bờ vai của ông có thể dựa vào Càng khiến cho cô cảm thấy an tâm nhất Cô nghĩ về sau Cũng phải tìm một người đàn ông sống như ba tha thứ ôn hòa Yên tĩnh không nói Lại vĩnh viễn hiểu được lòng của cô Người như vậy hình như rất là khó gặp Nhưng là gần đây Có một người đàn ông thường xuyên chui vào trong đầu của cô lúc ăn cơm lúc đi ngủ thời điểm chơi đùa cùng với aver anh đều không hề có điểm báo trước mà xâm nhập tiến vào chỗ nào cũng nhúng tay vào ngay cả hiện tại câu hỏi của đông tổ văn cũng là gọi lương tổng đó thật ra đông á luôn một mực chờ đợi bố cô cất tiếng hỏi cô biết ông rất là tò mò trong mỗi ngày một tuần cô hồ đều gọi điện thoại cho ba mẹ không hỏi hình như ném chuyện này đi ngoài chín tầng mây. Nhưng cô đợi một chút, tự như tùy thời chờ đợi. Người bị phỏng vấn gọi đến tìm người làm việc. Cô biết một ngày nào đó, bà nhất định sẽ hỏi. Lương tổng đó, làm sao con biết anh ta chứ? Đồng tổ phân tự như lơ đãng mở miệng cất tiếng. Đồng á rõ ràng, nghe tự như thế. Chỉ là ông cố ý mê hoặc người. Để cho cô buông lòng, là gián tiếp nói cho cô biết. Làm ba cũng không thèm để ý tới cái này Nhưng tới cùng lại để ý rất nhiều Đông Á dĩ nhiên đều là hiểu Quận Duyệt muốn làm hạng mục ở Đinh Thành Phải thông qua ba của cô Ông là sợ con gái của mình thua thiệt Rồi lại không muốn làm cho con gái Có cảm giác ông quá phận tham dự vào tình cảm cá nhân của cô Người làm ba Luân dụng tâm lâu khổ Một người thông suốt như Đông Á Sao có thể không cảm nhận được ra đây đông Á cũng không muốn lừa đồng tổ văn Lên cất tiếng nói thật Chúng con quen biết trong hôn lễ của Mật Nhi Đi bất hẹn mấy lần Thường xuyên qua lại liền quen thuộc Đồng tổ văn cả nửa ngày Cũng không có lên tiếng Đông Á thì chung lo sợ Có phải ba không vui Khi cô và lương mặc nguyên qua lại Quá gần quỹ hay không Cho nên cũng không dám mở miệng Xe lái qua một chỗ mặt ở đầu đường, đường Đồng tổ văn từ trong kính chiếu hậu Lớp mắt nhìn Amber à ngoan ngoãn ở phía sau. Chó này cũng là của Lương Tổng sao? Đông Á sửng sốt không dám thở mạnh. Lần đầu tiên có loại cảm giác có thật thật mình. Sợ hãi giống như bị người khác. Nhìn thấy bí mật xấu ở chỗ tối nhất trong đáy lòng. Cô không cất tiếng phủ nhận. Đồng Tổ Vân rút cuộc lúc này lướt mắt nhìn con gái hỏi. Có phải con đang làm người yêu của anh ta không? Không có hả? cơ hồ là ngay lập tức đồng á không hề sa dự cấp lời trả lời vừa mới nói xong thì trường hợp liền trở nên lúng túng đồng á cũng biết chính mình là phản ứng vừa rồi có mút một chút quá kích thích trên mặt của đồng tổ viên viết giải thích như vậy chính là trai dấu cô cố gắng trấn tĩnh bình tĩnh lại con quả thực có tình cảm với lương tiên sinh nhưng chúng con còn không có à ba không phải làm phiền con ba chỉ hy vọng bởi vì anh ta thích con mới ở chung một chỗ với con không thể nào trộn lẫn nhân tố lợi ích khác con gái của ba không có giá rẻ như vậy con có hiểu ý của ba không đông á gật đầu một cái bà người hiểu lầm rồi con và lương tiên sinh thật không có cái gì a bơ người nói con cháu này cũng chính là bởi vì nhìn thấy anh ta thích con nên cho con mượn nuôi mấy ngày Người khác thật sự rất tốt Hơn nữa Anh ấy tuyệt đối không biết Con là con gái của ba Âm thanh của Đông Á nhẹ nhàng vang lên Trong lời nói này còn kém một câu Chính miệng cô thừa nhận Đúng vậy con chính là thích Lương Mạc Nguyên Có thể ngay cả chính cô Cũng không có ý thức Cô đang bởi vì Lương mặc Nguyên mà giải thích Cô hết sức phơi sạch quan hệ với anh Những thứ này không thể nghi ngờ gì Là chứng minh tốt nhất Đồng Tổ Văn thật lâu cũng không có mở miệng. Ông cảm thấy mình cần phải tìm một cơ hội âm thầm gặp mặt vị lương tổng kia thêm một lần nữa. Đông ai nhớ tới phải nói cho lương mặc nguyên một tiếng. Cô đã mang Amber về nhà. Mặt khác, cô cũng vô cùng lo lắng. Mẹ cô có thể đồng ý ở trong nhà nuôi chó được không? Khi còn đang suy nghĩ, thì lương mặc nguyên liền đã hồi âm một tiếng được đồng á vừa mới chuẩn bị rời khỏi cuộc nói chuyện phiếm thì lại một tin nhắn nữa tới đang đi học chờ điện thoại cho em bất cứ lúc nào người này cũng có lễ phép như vậy anh gọi điện thoại có thể quan hệ với amber thôi thời gian trôi qua thật là nhanh đồng á ngủ về một chút thì đã tới nhà rồi mẹ cô còn chưa đi làm về cô ở trong phòng khách với ba cùng với amber yên tĩnh làm ổ Đồng Tổ Văn rất là ưa thích chó. Chỉ là tình huống ở trong nhà cũng không cho phép nuôi. Cho nên vẫn chưa từng nghĩ nuôi một con. Hôm nay có sẵn. Trêu chọc vui đùa một chút cũng tốt. Không bao lâu liền đã thân quen cùng với A Bơ. Sau khi xong việc, Đồng Á đi tới bên cạnh bàn, nhìn điện thoại đặt ở trên mặt bàn. Có không ít tin tức. Đồng nghiệp tiểu học ở Đinh Thành hẹn cô ăn cơm. Còn có những người trước kia trong văn phụ huynh hỏi cô khi nào trở lại cô vẫn không có một lý do thích hợp nói cho bọn họ biết chuyện này vẫn kéo dài tiền nhắn của những phụ huynh kia đã trở thành một cay gai trong lòng cô tràn ngập sự đau lòng hết sức khổ sở còn có người bạn nhỏ gọi điện thoại cho cô muốn hỏi cô khi nào sẽ quay trở lại giọng cho bọn họ cô vừa nghe đến giọng nói mềm mại của bọn nhóc thì quả thật là đau lòng muốn chết tình yêu thương tràn ngập như vậy làm cho người ta không có cách nào buông bỏ được. Lương Mặc Nguyên vừa thông suốt có cậy nhớ, thằng thắp nằm ở nơi đó, giống như bất chợt tìm được một nguồn an ủi, có thể vứt lên trên người của cô tất cả những vết thương và đau đớn. Một lần nữa nghe được âm thanh của anh, Đông Á liền đã bình tĩnh lại, tự nói với mình, vừa rồi có bao nhiêu không khống chế được. Đề tài nói chuyện một mực đào quanh trên người của A Vương không tiến triển một chút nào. Anh nói ngày mai sẽ qua, mang thức ăn cho A Như vậy thì mỗi lần cũng không cần phải phiền toái trộn cơm cho chó. Được, vậy thì ngày mai gặp lại. Không có việc gì, vậy thì cúp máy đây. Được. Nhưng im lặng một lúc, đối phương trái lại vẫn không có phản ứng. Cô cũng không bỏ điện thoại di động xuống nhanh như vậy. Quả thực là không có đề tài để thay mà hiền huyên. Cô điền cất tiếng lần tiên sinh à anh mau đi làm việc đi tôi không vội anh đáp lại câu nói này làm cho cô không phản bác được giống như điện thoại chính là cô muốn treo vậy mối quan hệ bây giờ của bọn họ ở giữa sáng tối hình như ai cũng không muốn là đi về phía trước một bước thử thăm dò đối phương vừa hình như đối với mình không có nắm chắc muốn làm cho quan hệ này vững chắc một chút thì mới bằng lòng xe rách cái mảng giấy mỏng manh kia Tình cảm giữa nam và nữ rất là phức tạp Không có điều gì bảo vệ Ít nhất về sau Làm bạn còn có thể Nếu như xé rách thì không có chỗ tốt Lên ngay cả bạn bè cũng sẽ không làm được Giữa người tình và bạn bè Đồng Á phải đưa ra sự lựa chọn Cô thả bị Để lại một người bạn bên người Dù cô quả thật đối với anh Có một chút hào cảm cực kỳ to lớn Có lẽ là phụ nữ chỉ có thể chờ đợi đối phương tới chủ động mà thôi. Lần trước ăn tiệc nướng, những người phụ nữ ở sau lưng suy nghĩ của đàn ông, thì đàn ông cũng ở sau lưng suy nghĩ từng người phụ nữ. Hứa ra trạch từng hỏi, ấn tượng lưng mặc nguyên với Đông Á là gì? Anh nói, ngoan, an tĩnh, xinh đẹp. Không còn muốn nhiều lời nói. Hứa ra trạch cơ hồ xác định. Quay đầu lại, nói nguyên câu thoại cho thang mật. Nam chữ là đáp án cho lý tưởng tiêu chuẩn năm đó của Mạc Nguyên. Đáp án tiêu chuẩn nửa phần, không kém dùng ở trên người của Đông Á. Ý của vị này chính là như thế nào? Thì đã rõ ràng rồi, làm hại cho thăng mặt cô còn phải lo lắng một phen. Điện thoại một lát treo cũng không xong, lương Mạc Nguyên đành cắt tiếng hỏi. Em có sao không? Không có. Nếu như không có thì lên trò chuyện nhiều một chút đi. Lương Mạc Nguyên cười nói. Hình như cảm xúc của em không tốt là có chuyện gì xảy ra sao? Cô vô cùng kinh ngạc bởi vì anh rất là nhạy bén. Xác lực là có một chút chuyện phiền não. Anh đúng lúc biểu đạt sự thân thiện và hứng thú. Là chuyện gì vậy chứ? Nói nghe một chút đi. Nếu không chừng tôi có thể giúp em giải quyết phiền não. Âm thanh qua anh nghe thân cận như vậy. Hướng dẫn từng bước một. Làm cho người ta rất muốn bày tỏ. Mà cô cũng bị quyến rũ theo muốn bày tỏ toàn bộ sự phiền não của mình ra ngoài. Nghe xem một chút, anh sẽ an ủi cô như thế nào. Đồng Á, hình như là như nhìn thấy anh đang đứng trước mặt của cô. Khẽ mỉm cười nhìn cô, khắp người đều tỏ ra bình thản, Cũng từ từ trở nên an tĩnh lại, sờ sang những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu của mình. Đây thật sự là một loại lực lượng thần kỳ. Những phiền não tự như từng đóng dây tạp nhăn. Bình thường cô thể chúng lộn xộn chất thành một đống, cho rằng sẽ không tham nghĩ nữa thì có thể tránh thoát khỏi tự như là chuyện liên quan đến đường tấn đến bây giờ cô đều không có sợ sang lại cho thật rõ ràng thậm chí cô còn rất hoài nghi tình cảm chân chư của mình chưa từng tỉ mỉ suy nghĩ nhưng trong lúc này từ đầu tới cuối đã xảy ra chuyện gì cô từ từ bắt đầu đi ra trong tình cảm với đường tuấn rốt cuộc có đi ra hay không đến hiện tại cô cũng không rõ trong cuộc sống, cô đều đã thua xếp lại. Mà thời điểm đối mặt với một số việc, cô đều là lộn xộn. Cũng chẳng muốn đi nhìn, lạnh lùng để cho nó trôi qua. Chuyện này ở trong lòng của cô, chính cô cũng chưa từng chân chính quan tâm tới nó. Nhưng vào giờ phút này, thời điểm khi nói chuyện cùng với Lương Mạc Nguyên, giống như lại một lần nữa, cẩn thận thăm dò. Cảm giác kia lại thay đổi một cách rõ nét. Đến cuối cùng, đều để đề cho cô phiền não. Đại đa số đều là những chuyện tình cảm. Cô nói đến lần đi dạy. Cho tới bây giờ cũng không có cho phụ huynh và bạn nhỏ có sự công bằng. Có lúc cô cho đó là chuyện của một mình cô. Không cần mình rút ra công bằng. Nhưng cho đến khi bọn nhỏ và các phụ huynh quan tâm đến cô, thì cô mới ý thức được cô cần phải cho bọn họ công bằng. Anh cảm thấy như thế nào Hà lương tiên sinh? Có phải cảm giác tôi đặc biệt là buồn cười hay không chứ? Cô cất tiếng hỏi anh. Lương mặc nguyên trầm ngâm trong giây lát, Hình như là trải qua nghiêm túc suy nghĩ. Rồi sau đó mới chậm chậm mở miệng nói. Chuyện này đặc biệt đơn giản. Chỉ là em phức tạp hóa mà thôi. Tôi hiểu biết rõ là em lo lắng. Sợ các phụ huynh sẽ suy nghĩ nhiều. Nghĩ muốn hay không là quyết định bởi bọn họ. Nhưng là em không có cho biết. Nó sẽ là vấn đề của em. Điểm này em phải rõ ràng Còn chi bọn họ có quyền biết Em gạt bọn họ không nói Chính là hành động lừa gạt Chuyện này có sẽ sẽ là nghiêm trọng Lời của anh nói Giống như là một đòn đón đầu Hoàn toàn đánh thức Đông Á Được cảm ơn Tôi biết rõ mình cần phải làm như thế nào rồi Đây là quá trình trưởng thành Cần phải đi qua Hy vọng người này có thể vẫn đi chung với cô Thời điểm mơ mịt bất lực nâng đỡ Lẫn nhau kích lệ lẫn nhau anh dùng kinh nghiệm pha trí con của mình Dẫn dắt cô quen chân cô Mà cô Nguyện ý sẽ làm quầy côn cho anh Trong đợt anh đi xuống Lần đầu tiên Đông Á xem ra suy nghĩ như vậy Giống như cô đối với lương mặc nguyên Thật không chỉ là một chút xúc động lòng mà thôi Mà nó là sự ngưỡng mộ thưởng thức Và cũng là yêu thích Đông Cương không có ở trong nhà Triệu Mai là lão đại Đông Á vào gạo Sợ tính thời gian nấu cơm lại do tan việc đón lão đại A à bơ hấp thấp đi theo phía sau Cô định mang theo nó Quay đầu lại thì thấy mẹ cô nhìn nó Bao đam nhất định sẽ giật mình Trước cứ mặc kệ cái đã Cô hạ quyết tâm muốn nuôi dưỡng nó Nên sẽ có biện pháp để cho mẹ cô đồng ý Ở trong nhà hai cha con Đông Á và Đông Tổ Vân Được cưng chiều Triệu Mai đúng lúc là ngược lại Bà lại cưng chiều con gái lớn Nếu nói loại cương chiều này và cương chiều của hai cha con thì hoàn toàn khác nhau. Bởi vì đại đa số thời điểm, tính tình của Đông Á dịu dàng ngoan ngoãn, sẽ không làm việc trái ý với trợ may. Hà muốn khống chế mạnh như trợ may, tự nhiên thích Đông Á nhiều một chút, chiều theo cô cũng nhiều. Dù có lúc Đông Á làm trái ý với trợ may, thì trợ may cũng sẽ không so đo quá nhiều. gần tới giữa năm, khắp nơi trong đơn vị đều là cảnh tượng gói ren lãnh đạo vội công chức cũng vội. Hôm nay chợ mai mở ra một cuộc họp. Buổi tối còn phải lan tăng cao một chút. Đầu óc trắng váng, chân không chạm đất. Ngày con gái về nhà cũng quên mất. Cho đến khi Đông Á gọi điện thoại tới, thì ba mới bất chợt nhau ra. Ba khéo léo từ chối ý đón của cô. Tối nay mẹ đi học, ăn cơm trong phòng ăn của đơn vị rồi. Con đã lái xe tới, ăn chung một bữa cơm đi, con mời khách ạ. Đông Á kiên trì nói. Trợ mai suy nghĩ một chút Quả thật là bà cũng muốn đi Vậy cho nên đắt được Thuận tiện còn nhắc nhở một câu Đừng đi về phía đường cũ Đang sờ đường đó Đi phía sau phần hoa dâm quang đi Đông á đáp vâng một tiếng Vòng ta lái rồi đổi hướng Đúng giờ tan việc Bởi vì buổi tối làm thêm giờ Nên đều ở trên vị dùng cân Lão đồng nghiệp Kim phường Có cửa phòng làm việc ở chợ may Đứng ở cửa bật cười canh khách chợ lãnh đạo có đi ăn không? chợ Mai ngừng đầu từ trong đống tập tài liệu. Mệt mỏi, trong giây lát thoáng qua liền đã biến mất. Lợi thành máy móc mềm cười đáp. Hôm nay con gái về nhà, nó mời ăn cơm. Là con gái nhỏ sao? Là con gái lớn. chợ Mai nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm. Thôi xếp đồ đạc đứng lên nói. Tôi phải xuống lầu đợi nói rồi, xuống chung nhé. Kim Phượng chờ ở cửa, nhìn chợ mai khóa cửa lạnh. À á à, nhà cô không phải là ở tiểu học Đinh Thành sao? Hiện tại đang ở trong trường hợp ư? Chợ Mai vào chìa khóa vào trong tươi sách. Vừa đi vừa nói với Kim Phương. Xuống nông thôn dạy một năm. Cũng thật không hiểu nổi bây giờ đứa bé này nghĩ như thế nào. Sống chết không thể không đi. Còn có cả lão già nhà tôi nữa. Giúp đỡ nói chuyện tôi đành hết cách. Chỉ có thể đồng ý để cho nó đi. Nhưng mà á à, á à, tôi yên tâm cho nó. Cũng sẽ không gây chuyện cho tôi. Không giống như con gái nhỏ nhà tôi đâu Nói đến chuyện này Thì chợ mày mặt ổ mải châu Kim Phương an ủi bà mấy câu Lên thấy Đông Á Từ đầu hành lang đi ra ngoài Đây không phải là A A sao A A kêu lên một tiếng mẹ kiên khỏe Hai bên chào hỏi xong Hình như Kim Phương không định nhắc tới A A vẫn còn chưa có đối tượng sao Gần đây giống như là người hỏi loại vấn đề này đặc biệt nhiều Đông Á lúng túng cười đáp còn chưa có ạ à? kim phượng nghe vậy thì lên nói đùa bản bình nhà mẹ cũng không tìm được hiện tại các con tuổi trẻ như vậy chính là điều kiện thật tốt quá không giống như chúng ta khi đó rau xanh cây cải một cái sọt. cuộc sống này còn không phải là làm theo sao? kết hôn hợp thành một không tin con hỏi mẹ con có phải hay không chứ đông á không có mở miệng mà nhìn mặt của trọng mày rồi tiếp tục cười gượng Kèm Phượng nói xong nhớ tới mình cho ăn cơm Thì lúc này mới tạm biệt rời đi Chợ Mai vẫn không lên tiếng Chờ đám người đi xa thì mới mở miệng Còn đi lên từ thang lầu sau Đồng Á nhìn ở phía sau bà rồi nói Lầu năm cũng không cao lắm ạ à? Lại phát hiện lực chú ý của mẹ Còn rơi vào lối thang máy Mà khi mẹ vừa mới rời đi Chợ Mai nói thêm một tiếng nữa Nhà của bà mới là rau xanh cây cải xứng một sọt tóc. Có một chút khinh thường Giọng điệu kinh miệt Đồng á rõ ràng mẹ đang ám chỉ chuyện gì Chuyện là đầu năm nay Đồng Á và con trai của Kim Phượng Bân Bân đã từng gặp mặt với nhau Khi đó Đồng Á không biết đối tượng hẹn hò Là con trai của Kim Phượng đồng nghiệp cũ của, của chợ may Trước đây Bân Bân đó cô từng gặp lúc nhỏ Sau này lên lên đường ai này đi Hình dạng thế nào đều đã quay mất Đồng nghiệp nói có một bé trai con thể cơn rắn cao cô đi xem. Từ chối không được liên hệ ở chỗ ngồi một chút. Kết quả người ta đối với cô nhất kiến như cố, ái mộ không thôi. Sao nói hỏi thăm mới biết, thì ra là bạn trời lúc nhỏ. Hai bên gia đình lại càng thêm cộng sự, trùng mộ đơn vị, bạn nối cố nhiều năm. Cậu ta cảm thấy bản thân mình tốt bụng, cộng thêm điều kiện không thể sướng với Đông Á. Người như vậy không khỏi tâm cao khí ngọc. Cậu ta cho rằng chuyện này sẽ thành. Vậy mà trong Á chỉ xem cậu ta thành bạn bè bình thường đối đãi Căn bản không có ý muốn phát triển. Trong lòng Quýnh lên, liền nói chuyện này với mẹ mình. Làm mẹ con cấp hơn cậu ta. Nguyên nhân cũng do danh tiếng của Đông Á. Trong đám bạn trợ mai không thể. Người kiêu ngạo thích cô gái, biết điều hiểu chuyện như vậy làm con dâu. Liền xoay người thông báo với trợ mai. Ý là muốn liên thủ tác hợp với trợ mai cho hai người trẻ tuổi. Dục tốc bắt đạt. Kiêm Phượng hiển nhiên nghĩ sai suy nghĩ của trợ may. Từ trước đến giờ, bà luôn để hai người con gái trên đầu môi. Có thể nói, người người chung quanh bà cũng biết hai đứa con gái của bà vừa xinh đẹp lại có năng lực. Làm sao có thể khiến hai bà cuối này tì tì tiện tiện mang cho người ta. Lại thêm nữa giữa bà và Kiêm Phượng. Ngoài mặt thật nhìn giống chị em thân thiết. Mà kỳ thực đồng nghiệp nhiều năm và chạm không ít cũng có không ít chuyện thăng chức mà chen đến mức mê đầu chảy máu án giận lẫn nhau huống chi con trai vân vân của kim phượng chợ mai căn bản không để vào mắt hai nhà kết thân kim phượng thật đúng là nằm mộng giữa ban ngày đi chợ mai không vui chính đông á cũng không có ý này lâu ngày nhà trai bên kia cũng mất đi tình cảm mãnh liệt và hứng thú việc này cũng không giải quyết được gì ngược lại rất là thần kỳ Trợ Mai và Kim Phượng không có bởi vì chuyện này Mà cây cương vui Hình như tình cảm so với trước còn tốt hơn Trong lòng Đông Á không có mạnh mẽ như cô Đồng vai mẹ Kim sẽ có một chút lúng túng Chỉ là trước lời tranh cho này của mẹ Đồng Á thật có một chút nghe không quen Nhưng bởi vì đó là mẹ cô Cũng không tiện phản bác lại Lai xe đến chỗ ăn cơm Đồng Á và chợ Mai tùy ý trò chuyện Đồng Á rõ ràng cảm giác mẹ không yên lòng Lên quan tâm mà cất tiếng nói Mẹ à Cần đây người có phải rất bận hay không Chợ Mai liền ư một tiếng Vậy người ngồi một lát Lên chỗ con sẽ gọi người Chợ Mai gật đầu Đồng Á nghiêng đầu mà nhìn bà Giống như không nghe thấy lời của cô nói Rõ ràng là có sáng vẻ tâm sự Đồng Á sợ quấy rầy bà nghĩ chuyện Cho nên cũng không có nói chuyện nữa chân tâm vào việc để mà lái xe cách một lát triệu mai lại nói à, à từ từ có liên lạc với họ tống kia hay không chứ Đồng á lờ mờ một phen lập tức cũng không biết nên trả lời như thế nào sau khi suy nghĩ một chút thì nên trả lời cái đó con cũng không rõ ràng lắm ạ còn có thời gian rảnh thì giúp mẹ tìm cách nói chuyện mẹ luôn lo lắng cậu ta chạy trở về tìm từ từ thì phải làm sao nhà chúng ta bị cậu ta làm hại vẫn còn chưa đủ thảm hay sao âm thanh của triệu mai nghe vào cực kỳ mệt mỏi lập trường lại vô cùng rõ ràng cảnh này khiến cho đông á nhớ lại chuyện của ở năm trước đứa con trai kia trước kia của nhà bọn họ còn ở trong đại viện thường thường là đến tìm em gái trong cương chơi bé trai vô cùng bắt mắt sáng vẻ lưu manh trong nhà thợ hồ rất là có ít tiền 20 tuổi đã lái một chiếc xe Harley. Phía sau chở đông cương. Ở trên đường còn chạy nhanh hơn xe hơi. Không cản được gió. Nhưng những thứ này ở trong mắt người lớn. Ít nhiều lại mang theo một chút mê thơ. Lại trở thành một dạng hấp dẫn mê hoặc đông cương. Trợ mai thở ngái đông cương. Chính là bệnh tỷ tiểu từ kia dạy hư rồi. Mà Đông Á không cảm thấy không tốt như vậy. Xeo số tuổi tăng lên. Cô càng ngày càng phát hiện ra quá khứ cô qua mức theo khuôn phép cũ so với đông cương càng giống như một cô gái ngoan ngoãn cô cảm giác về thanh xuân của mình hình như đã để lại rất nhiều tiếc nuối không có điên cuồng không có nhiệt liệt bình bình đam đạm để mà vượt qua cũng giống như phần lớn những người bình thường ngay cả thảm mến cũng là bình thản không có gì lại như vậy từ trong loại trình độ này cô rất là hâm mộ đông cương Cô cuối cùng cũng không có dũng khí giống như em gái. Có thể đi tranh thủ cho một người đàn ông nhào đến mức ẩm ý. Có lúc trong mắt người khác không tốt, thì không nhất định thật sự rất tốt. Rốt cuộc có được hay không, chính bản thân mình mới là người rõ ràng nhất. Trợ mai đối với sự xuất hiện của A-bơ thì kinh ngạc không thôi. Đồng tổ phần sống gọi điện thoại tới, làm công tác tư tưởng cho bà rồi. Chuyện công việc chuyện tình cảm của con gái với lòng cả vỏ tỏi trong sinh hoạt. Trong lòng của bà không có nhiều không gian suy nghĩ cho con chó này. Vì vậy, may mắn A à vơ cứ thế mà ở trong nhà của Đông Á. Thứ bảy con cho tới, Đông Á đoán trước nhận được điện thoại của Đường Tấn đã lâu không gọi tới. Người cũ dù sao cũng không bằng người mới. Anh ta bỏ qua tình cảm của cô và những chuyện cũ chìm người giống như một cái áo tràng ngắn cũ được lấy ra từ dưới đáy tủ tràn đầy bạo bụi lại một lần nữa đi vào cuộc sống của cô câu nói đầu tiên chính là tiểu á thật tốt cái số này em vẫn còn giữ lại lời này giống như là bỗng nhiên có một ngày tâm tình không thể muốn chuẩn bị hàn cắn với cô sau những ngày rảnh đồng á phát hiện cô đã không chịu được giọng nói của anh ta dính dính dấp dấp giống như chè ngọt đến mức phát ngắn âm thanh thì cật nhả không khỏi làm cho người ta nuôi cả da gà chơi đầy trên đất cô không nói gì cả và cũng không biết nên nói gì đây và cũng nên vào giờ khắc này đồng á phát hiện mình giống như đối với cái tên đường tuấn này cảm thấy thật là xa lạ thật giống như một lần nữa quen biết anh ta một người phụ nữ đã tự cắt đứt mình trong thời kỳ thiếu nữ cô rất rõ ràng đây là loại cảm giác gì Hoàn toàn buông xuống triệt triệt để để Cô rất rõ ràng Cô bây giờ tự nhiên hết sức mong chờ ngày mai đến Để bản thân mình có thể gặp được một người khác Đường Tuấn nói rằng muốn gặp cô Lý do anh ta đưa ra vô cùng đồng hành Là bạn bè lâu năm ôn chuyện Cô giờ đây đã không phải Là một thiếu nữ trẻ người non giả Cũng không muốn vạch trần anh ta Lên từ chối với lý do rằng Ngày mai em có hẹn rồi Theo ý của anh ta Cũng là một loại thủ đoạn muốn cự tuyệt Lại ra về mời chào Anh ta cho là cô còn giống như trước kia Thế nhưng đã không phải Đừng Tuấn đang nghĩ lầm rồi Thế ngày mốt thì sao Ngày mốt không có hẹn chứ Anh ta hỏi tới Ngày mốt xác thực là không có Cô không muốn lỡ gặt anh ta Hiện tại cô có chút sợ thấy anh ta Một khi sinh ra sợ giống nhau sinh ra lòng kháng cự. Hai người này liền muốn sinh con, có một người nhất định sinh cho một người khác. Nếu là cặp phải người không thích, nếu thật có hẹn, cô đại khái có thể nói dí dỏm ngày mai cũng có. Mà bây giờ cô cười không được, ngược lại tâm trạng rơi vào trầm trọng. Lần tấn hả à? em hiểu biết rõ lý do của anh. Anh muốn hẹn em là bởi vì anh ly hôn. Lời này nói ra Cô biết sẽ làm cho anh ta khó chịu Nhưng cô không muốn làm trái với tâm ý của mình Muốn nói ra thật là rõ ràng Không thích chính là không thích Buông xuống cũng đi bỏ đi Đừng tuấn nghe xong thật lâu không nói gì Thở hồn hển thông qua ống truyền tới Đồng á ngừng hô hấp lại một chút Rồi từ từ thở ra Âm thanh em ái sẽ nghe cũng từ từ đi theo ra ngoài Sẽ không ai ở chỗ cũ chờ anh Đừng tuấn à? em đã đi về phía trước rồi và cũng tính toán vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay đầu lại nên hy vọng anh cũng sẽ thẳng thắp đi về phía trước không nên quay đầu lại em chúc phúc anh thật lòng thật lâu sau đường Tân, Tân mới thoát ra một câu em có phải đã có người mình thích rồi không biến hóa của cô lớn như thế đây chính là loại giải thích duy nhất mà anh ta nghĩ tới đúng vậy em đã có người trong lòng rồi nói đến đây Đông Á có thể nghe thấy được tiếng tim của mình đang đập phanh phanh trong lòng ngực. Lương Mặc Nguyên ôm Đông Á ra ngoài, lướt đi ngang qua cảnh sát cũng không có ai ngăn cản. Đông Á bối rối mơ màng. Khi gặp bất lực, mọi người luôn cần có một điểm để mà dựa vào. Anh nói với mấy thầy cô trong trường anh là bạn trai cô. Đông Á không suy nghĩ nhiều, trong đầu qua thật cũng không có chỗ trống. Lê Ma nghĩ đến những thứ này Trên hành lang yên tĩnh Hoàng hôn ngày càng buông xuống Tầng tia sáng đỏ treo lên trên người của họ Những viên áo ồn ào đều bỏ lại ở phía sau lưng Lương mặc Nguyên vẫn không văng tay Bọn họ sắn vào nhau cần như vậy Chưa có khoảnh khắc nào cần như thế Có thể nghe được hô hấp của nhau Bầu không khí bây giờ rất tốt Không ai nói gì để phá vỡ phần yên lặng này đông Á tỉnh táo lại, phát hiện hô hấp của Lương Mặc Nguyên cũng có phần không ổn định, thật là dần dập, nóng này. Thậm chí còn rất là hồi hộp. Thế nhưng anh khắc chế rất tốt, chỉ khi dựa vào gần mới có thể cảm nhận được. Cô nghĩ mình nên cách xa anh một chút, sợ bản thân mình sẽ không kiểm soát được. Lương Tân Sinh còn bao lâu nữa? Lương Mặc Nguyên dừng lại quấy đầu nhìn cô. Cuối hành lang Ánh nắng chiều đã hoàn toàn mờ nhạt. Ánh mặt trời ảm đạm miêu tả sáng người cao ngất và ngũ quan thâm thúy của người đàn ông. Đồng áng ngẩng đầu không hiểu nhìn anh. Lương mặc nguyên thở dài nói tiếp. Còn phải ở đây bao lâu nữa? Một năm. Lương mặc nguyên nhìn cô. Giờ phút này vô cùng nghiêm khắc. Một năm đối với anh mà nói là quá dài. Đồng áng không hiểu ý của anh. Lương mặc nguyên không cần cô hiểu. Kéo tay cô nắm vào trong lòng bàn tay Xuống lầu trước đã Những chuyện khác anh sẽ nghĩ biện pháp Đèn pha của xe bị đập hỏng Trong trấn không có chỗ sửa chữa Phải chạy một chặng đường dài Mặt trời lặn phê phía tây Đồng á đứng bên cạnh xe Không biết phải làm sao mới tốt Lương mặc nguyên nói cứ để đó đi Ngày mai anh sẽ đưa qua Ngày mai ư Ý của anh ngày hôm nay sẽ ở lại chỗ này hay sao Nghe đến đó thì Đông Á sững sờ. Anh lại dắt tay cô ra cửa Đi ăn cơm thôi Hiện tại Lương Mạc Nguyên dắt tay cô Lại có thể tự nhiên như thế Đồng Á sàng hốc làm bộ không biết gì cả Để mặc anh lôi kéo mình Đã trải qua một cơn ác mộng Giờ đây cô chỉ muốn mau chóng cách xa chỗ này Đi ra công trường viên cảnh sát giữ trật tự ở đó Tàn ngẫu với đồng nghiệp bên cạnh Anh ta nhận ra Lương Mạc Nguyên Rồi lại nhìn về Đông Á một chút Rồi cười ha hà, hà nói bạn trai cô và rồi thúc món chết Bài là cô không có việc gì nếu không tôi đoán một lát nữa anh ấy sẽ tìm người đánh nhau mất đông á nghe đến đây thì sững sờ xác định viên cảnh sát đó đang nói chuyện với cô Vương tới đôi phương cười cười lại nhìn về phía của lương mặc nguyên trong lòng không nói ra là có mùi vị gì rất là phức tạp lúc này lương mặc nguyên không giải thích gì cả trong chắn nhỏ không có nhà hàng sang trọng đành phải tìm một tiệm mì đơn giản rồi ngồi xuống ăn. Lương Mặc Nguyên ăn không được vài đũa, thấy Đồng Á đối diện với đầu nhai kỹ nuốt chậm, giống như là một con mèo nhỏ. Chắc là cô đã đói bụng rồi. Một tô mì đầy cũng không để thừa. Ăn không ngon sao? Đồng Á nhìn mì trong tô của anh còn nhiều hơn. Ngon. Đồng Á ngẩng đầu mà nhìn Lương Mặc Nguyên. Lúc này mới nhớ tới còn cho hỏi anh. Trở về lúc nào vậy chứ? Lương Mặc Nguyên lắc mắt, nhìn chiếc điện thoại cô đang để ở trên bàn. Đồng An nhấn màn hình. Thấy tin nhắn mà anh cười đến. Còn có mấy cuộc gọi nhỡ. Xoay màn hình điện thoại. Cô cũng không biết là phải ấn vào đâu. Trong nháy mắt bầu không khí, lên bất xác mà trở nên nghiêm trọng. Lương Mặc Nguyên đứng dậy, thúc giục đi nhanh. Hai người song vai đi ra cửa tiệm. Trong không khí của buổi tối mùa hè Sàn lẫn với mùi vị dầu mỡ trôi nổi trên con phố này Bọn họ đi dọc theo hàng cây hề Con đường này thật sự rất yên tĩnh Như thể cha chắn âm thanh đến từ một thế giới khác Sau khi đi được một lát thì Đông Á cấp tiếng hỏi Tối nay anh sẽ ở đây sao? Lương Mạc Nguyên không có trả lời mà chỉ nói Ngày mai đi về nhà nghỉ ngơi mấy ngày Ở trường anh sẽ xin nghỉ đồng á vừa định nói không hay lắm thì hiếm hoi anh bảo nghe lời anh đồng á không lên tiếng đành phải quấy đầu đi bộ thời gian vẫn còn sớm đồng á phát hiện cô cũng chưa muốn về sớm như vậy nhưng lại nghĩ đến a bơ còn chưa ăn cơm trong lòng luôn nhớ tới chuyện này mà đối với đêm hôm nay trong lòng của cô rất là rối loạn hành động của lương mặc nguyên khiến cho cô cảm thấy bối rối Điều này rõ ràng đã vượt qua khoảng cách giữa bạn bè Nhưng hình như Lại không thấy độ là người yêu Cô thích Lương mặt Nguyên Điều này là không thể nghi ngờ Nhưng Lương mặc Nguyên thì sao Cuối cùng anh nghĩ như thế nào Hay giống như ba nói Anh chỉ thích cảm giác mập mờ Ở bên cạnh cô Vô số lần cô đã cảnh cáo mình Không thể hãm sâu vào Nhưng đối mặt với tình ý của anh Có mấy cô gái lại không chơi vào cơ chức phía trước có một cửa hàng nhỏ lương mặc nguyên mua hai chai nước suối rồi cho cô một chai Đồng á nhận lấy uống một thước. Lọc hồ nước đọng ở trên khóe miệng liền hắng giọng một cái rồi sau đó nói lương tiên sinh có chuyện em đã giấu xem anh rất lâu lương mặc nguyên nghe vậy thì cúi đầu nhìn cô chờ đợi còn nhớ ngay ở khách sạn anh và cốc tiểu thư gặp phải em lương mặc nguyên gật đầu ngầm cho phép cô tiếp tục nói thật ra thì lần đó em giúp ba đưa tài liệu em biết rõ mọi người cùng ăn cơm ở đó sau đó em nghe nói anh phải thực hiện một dự án Vợ khéo có một ít hoạt động nằm trong phạm vi quản lý của ba em nói tới đây không cần nghĩ đã hiểu lương mặc nguyên biết ý của cô anh ở đầu uống một hậu nước hầu kết lên xuống không nói ra được là có bao nhiêu mỹ hoặc và hấp dẫn. Sau khi uống xong, ánh mắt cũng không biết hướng tới nơi nào. Ở trong ánh mắt kia, Phan chiếu ánh sáng của ngọn đèn. Cách đó không xa, khoe môi của anh nở ra một nụ cười rất nhạt. Rất nhanh, ánh mắt lên rơi về phía của cô. Cách lấy được hạng mục anh có trong này. Nhưng Đông Á là em, thì chỉ có một người. Và anh chỉ thích một người này, cũng như em. Anh rất là quý trọng phần tình cảm này. Đông Á ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt của anh tràn đầy sự cương chiều. Đại não trong lúc nhất thời không kịp xoay chuyển. Đây, đây chính là lời tỏ tình sao. Đông Á có một chút mộ mị. Không đợi cô kịp phản ứng lại. Thì người đàn ông đã nâng mặt của cô lên. cúi đầu hôn một cái, lên trên trán của cô. Buổi tối ngủ một giấc cho khỏe. Có lời gì thì ngày mai, chúng ta sẽ nói tiếp. Một đường đưa cô trở về ký túc xá. Trước khi cô đi vào, lương mặc nguyên bắt được tay cô. Không người xuống nhìn thẳng vào trong mắt cô. Anh sẽ nói rõ ràng với ba em. Trong thời gian gần đây, anh không có ý định mập mờ với em. Anh đang theo đuổi em. Anh rất là nghiêm túc. Rốt cuộc đồng á đã bình phục tâm tình mà cật đầu. Anh đối với cô sẽ dặt căng trọng. Cô có thể cảm nhận được bởi vì quý trọng mới tỉ mỉ che chở như thế e sợ một chút tổn thương ngày mai có thể cho anh câu trả lời chắc chắn không lương mặc nguyên cười hỏi tất cả tới quá mức đột ngột cô còn đang cân nhắc suy nghĩ nhưng không kịp anh đã tỏ tình em em muốn suy nghĩ một chút đông á cuối đầu mắt không dám nhìn về phía của lương mặc nguyên ừ vậy thì anh cho em bàn tay vân ra phớt phớt đầu của cô anh đứng thẳng, không có ý định phải đi. Vẫn quấy đầu nhìn cô như cũ. Trong mắt không muốn xa rời và tình ý sâu đậm như thế. Trước kia anh có thể che giấu những cảm xúc này. Mà bây giờ vào giờ phút này lập tức anh cảm thấy không cần thiết phải che giấu nữa và cũng lười phải che giấu. Vui mừng, đồng thời lại có một chút buồn. Buổi tối khi mở điện thoại, cô nhìn thấy tin nhắn của Đường Tuấn. Tiểu Á hả? Sau em cầm nhận điện thoại Cũng không là nhắn tin cho anh điểm hoàn toàn vạch rõ giới tuyến với anh rồi sao Ngày hôm qua anh gọi điện thoại Muốn hỏi em Nếu như anh muốn theo đuổi em Em có còn chấp nhận anh không Ngón tay ở trên bàn phím Tốn rất nhiều thời gian Cuối cùng một chữ cũng không có được Đồng Á ném điện thoại lên giường Uê nó vào trong chăn Một đêm này nhất định không thể chợp mắt Sáng sớm ngày hôm sau lương mặc nguyên đến đón cô xe của đông á đã được đưa đến chỗ sửa chữa lên đường trở về đinh thành a bờ có vẻ đặc biệt tích cực thỉnh thoảng ở trong xe kêu hai tiếng có thể ngay cả nó cũng cảm nhận được không khí quái dị sợ hai người chuyện của đường tuấn khiến cô không tập trung được còn chưa giải quyết xong trận này cô không thể nào trả lời lương mặc nguyên được cả đoạn đường này hai người đều có tâm sự riêng không nói được mấy câu Đưa cô đến dưới khu nhà anh liền quay đầu đi Cô nhìn theo bóng lưng xe của anh Có phải là anh đang tức giận hay không chứ Cô thở dài một hơi Cả bước chân nặng nề đi lên trên lầu Đồng Á cho rằng ngày đó Đã nói chuyện rõ ràng cùng với Đường Tuấn rồi Nhưng thật sự là không ngờ Sáng sớm hôm sau tình ngờ Lên đã nhận được điện thoại của anh ta Anh ta đang ở dưới lầu của nhà cô Muốn gặp mặt nói chuyện với cô Trung quy ở một khía cạnh nào đó đàn ông luôn tự tin vào bản thân mình theo như đường tuấn thì đông á đã thích anh ta nhiều năm như vậy không thể nào chỉ trong mấy tuần liên có sự chuyển biến to lớn như vậy thử hỏi mười năm và mấy tuần lễ cái nào sẽ chiếm phần thắng được đây đường tuấn cho là anh ta tự mình đi gặp cô thì mọi chuyện sẽ khác anh ta tin tưởng rằng sức quyến rũ của anh ta ở trong lòng của đông á lão không gì có thể thay đổi được mùa mưa ở miền nam đã bắt đầu hai ngày trước mặt trời còn chiếu cao rực rỡ đêm qua mưa rào tí tách liên tục đông á cầm dù đi xuống dưới lầu bây giờ a bơ siêu dính lấy cô thế nào cũng cùng với cô đi xuống đông á cũng đành phải hết cách không thể làm gì khác hơn là lấy bữa sáng đã làm bỏ sẵn trong tủ lạnh hầm nắn để cho nó ăn nháy mắt tiêu niên cuốn bị mỹ thực hấp dẫn mí mắt cũng không hề ngẩng lên mà nhìn đông á hi hai hi hục chỉ lo liếm cái bát đông á gọi một tiếng thằng nhóc này lật mặt cũng thật là nhanh ai nói là chó trung thành nhất rõ ràng chính là đồ không có lương tâm nhất đi hôm nay vốn có hẹn với lương mặc nguyên ra ngoài ngồi một lát cũng đã cần đến giờ hẹn rồi bây giờ ở đông á đã có thể chắc chắn được tình cảm Của chính bản thân mình Chính vì vậy cô cũng không hy vọng Rằng Lương Mạc Nguyên Sẽ bắt gặp cô cùng với Đường Tuấn Ở bên cạnh nhau Cũng không muốn bị anh hiểu lầm như vậy Nếu như ngoài ý muốn bị bắt gặp, Cô nên giải thích với Lương Mạc Nguyên Về mối quan hệ của cô Và Đường Tuấn như thế nào đây Nói thật hay là chọn Mối quan hệ bạn cũ Dẫu dếm sự thật rằng Cô đã thầm mến anh ta suốt 10 năm dọc theo đường đi. Đông Á vẫn luôn bị vấn đề này quấy nhiễu trong lòng. Cậu cô cũng thấy hôm nay thật là khó chịu. Đông Á tự chăm chọc chính bản thân mình. Không biết có phải bắt đầu từ hôm qua. Dường như cô lại trở về thời thiếu nữ, ôm ấp tình cảm xuân thu, bị đắt hay không nữa. Đi xuống cầu thang, Đông Á từ từ dâng bước lại. Bóng dáng của đồng tuấn lờ mờ, đứng ở góc tối bên đường sau lưng là màn mưa lất phất chỉ là có một chút ánh sáng mặt trời chiếu vào nhìn qua sáng hơn bên ngoài một chút chiếc bóng của anh ta nhờ được khắc ở trên tường bước chân của đông á trở nên nặng nề cố gắng đi về phía đó từ lần hôn lễ đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau nhìn anh ta cày đi rất nhiều và cũng tiều tị hơn xương của hai gò má nhô ra sương mặt chán nản vừa gầy lại vừa dài cộng thêm đôi lông mày thô đen, thật là hợp với cảnh ngày mưa ảm đạm như thế này. Đồng Á đứng ở phía trước mặt của đường tấn, mưa bụi rơi trên cánh tay của cô. Cô bất giác cảm thấy là có một chút lạnh. Công việc có bận hay không? Anh ta tùy ý cất tiếng phản huyên Dùng cách này để cố gắng kéo gần khoảng cách với đồng Á. Cô cúi đầu lau lau mưa rơi trên cánh tay phải tóc dài rũ xuống ở phía trước bà vai. Đặng Tuấn rất tự nhiên đưa tay qua mà vén tóc cho cô. Đồng ở bất ngờ sững sờ lùi về phía sau một bước, không mang theo bất cứ một biểu lộ gì cả. giọng nói cũng nhàn nhạt. Bộ dạng cách anh ta ngàn rặn. Đặng Tuấn, anh đừng như vậy. Anh làm em không thoải mái ư? Trước kia em. Tôi nghĩ là ngày đó tôi đã nói rất rõ ràng trong điện thoại rồi. Tiểu Á. À? Anh hỏi em một câu Chúng ta vẫn còn là bạn chứ Đường Tuấn không chịu buông tha Ép tới cần cô một bước Quấy đầu nhìn cô chăm chú. Cô vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh Lòng ngực phập phồng kịch liệt Chưa có khoảnh khắc nào Trái tim này lại hoạt động mãnh liệt như thế Cô cố gắng áp chế xúc động trong lòng Không một chút sợ hãi Mà nhìn thẳng về phía của anh ta Khi anh xóa bạn bè trên WeChat. chắc Tại sao anh lại không tự hỏi mình Anh có từng coi tôi là bạn hay không Hơi ẩm xong lên khóc mất. Không biết mưa lên lên từ lúc nào Sàn lẫn vài tiếng sấm rền Sở phút này Tâm tình của Đông Á cũng giống như thời tiết bên ngoài Nỗi thất vọng buồn vã như cơn mưa lớn xâm chiếm trái tim cô Cô nhìn đường tuấn Những giọt nước mắt dần tích tụ Trong khóe mắt cô Muốn đem toàn bộ những đau khổ bất ức trong những năm tháng qua trả lại cho anh ta toàn bộ. Nhưng ngày lúc muốn mở miệng nhất, thì lại bất chợt chẳng muốn nói gì thêm nữa. Cô cần gì phải để cho anh ta biết chứ. Đường Tuấn chỉ là một người trong quá khứ của cô, không liên quan gì đến tương lai nữa. Những chuyện đã qua rồi, cần gì phải nói ra, khiến cho bản thân mình thêm phần khó chịu. Cần gì nói lỗi lầm ra, để anh ta nghĩ cô nhớ mãi không quên đây. Cần gì chứ? Nghĩ như vậy, cô cảm thấy lòng mình thật là nhẹ nhõm. Tiếng sấm rên rĩ từng trận, đồng án nở ra nụ cười rất nhạt, một nụ cười buông bỏ tất cả. Tôi đã có người mình thích, tôi và anh không thể nữa rồi. Anh không tin. Em nói em có người trong lòng, hắn ta là ai? Ở trong lòng em, ai có thể so sánh với anh? Người kia biết tôn trọng người khác hơn anh, có tấm lòng hiếu thảo lại săn sóc. Thời điểm tôi bất lực khó chịu nhất, anh ấy sẽ lau nước mắt cho tôi Anh ấy sẽ cho tôi sự an ủi Và giúp đỡ khi tôi bị thương Anh ấy sẽ từ bỏ việc học Để đáp ứng mong muốn của ba mình Anh ấy biết cưỡi ngựa Mặt trọc cũng hạng nhất Anh ấy làm việc chăm chỉ Trong ánh mắt của anh ấy Giống như cất dấu sao trời Lúc cười có thể khiến người ta say đắm Mỗi thời khắc ở bên cạnh anh ấy Tôi đều sẽ cảm thấy vui vẻ và đáng tin cậy. Anh ấy khiến tôi cảm thấy rằng mỗi ngày của cuộc sống đều thật tuyệt vời cũng bởi vì có anh ấy tôi mới biết thì ra trên thế giới này thật sự tồn tại một người đàn ông tuyệt vời đến thế một người tốt như vậy hơn anh gấp ngàn gấp vạn lần đường tuấn tôi hỏi anh nếu như anh là tôi anh sẽ không thích sao dù em nói là thật vậy hắn ta có thích em không các người có ở bên nhau không nếu không ở bên nhau thì anh vẫn còn có một cơ hội đúng chứ đường tuấn không thể không thừa nhận từ ánh mắt và lời nói của Đông Á. Quả thật có một người đàn ông như thế tồn tại. Chỉ mấy tuần ngắn ngủi anh ta kết hôn, đã có kẻ thờ dịp xem vào. Đông Á nghe vậy thì dừng rút. Quả thật bọn họ chưa chính thức bên nhau. Nhưng hôm qua Lương Mạc Nguyên đã thổ lộ với cô. Chỉ cần cô xử lý triệt để chuyện quá khứ với Đường Tuấn, cô tính sẽ cùng Lương Mạc Nguyên tiến tới một bước. Thu vẻ mặt của Đông Á vào trong mắt. Đường Tuấn quả quyết nói. Quả nhiên bị anh nói trúng. Đồng á, em mãi mãi yêu anh. Xem ra anh còn có một cơ hội. Thật xin lỗi, anh không có cơ hội. Một giọng nói sạch sẽ vang lên. Đồng á rôn người quay đầu nhìn lại. Không biết người nọ đứng trong màn mưa từ lúc nào. Ống quần bị dầm mưa ướt đẫm. Một đôi mắt đen bóng vẫn nhìn cô. Dịu dàng tới mức như muốn hòa tan cô vậy. Lương mặc nguyên ung dung, thù hồi dù. Đi tới bên cạnh cô, không đợi Đông Á kịp phản ứng. Đã đưa tay ôm cô vào lòng, ấn đầu của cô vào trong ngực. Rồi nhìn trương Tuấn nói. Đúng như anh thấy. Tôi chính là người hơn anh cấp ngàn cấp vạn lần trong lời nói của cô ấy. À á là người của tôi. Anh không có cơ hội, rõ chưa? Đường Tuấn sửng sốt. Không ngờ Đông Á nói thật. Không cho anh, đến quấy chảy cô ấy nữa. Lần sau lại bị tôi nhìn thấy, gặp một lần đánh một lần. Còn bây giờ thì cút, lương mặc nguyên hung tạ nói, đặng tuấn tự tin mất mặt, ảo não che dù biến mất trong cơn mưa to. anh ta đi rồi. Đồng á mất tự nhiên vặn vặn bả vai, ý bảo lương mặc nguyên vông tay. anh không buông. ngược lại tay anh càng thêm phần siết chặt, cúi đầu cười lướt mắt mà nhìn đông á, giống như một lão hồ ly bắt được thỏ trắng nhỏ. lời tỏ tình của em, anh nghe không sót một chữ. Đồng án nghe vậy thì thẹn thùng đau thương ca mặt Cố gắng cất lời giải thích Không phải là như vậy Em, em muốn anh ta chết tâm Cho nên Cho nên lại anh ra làm bia đỡ đạn sao Thế tại sao em lại không tìm người khác chứ Lương mặc Nguyên cười cưng chiều nói Cũng đâu phải là em đang nói anh Không phải ư ừ. Nếu như không phải anh thì là ai Là ai trong lúc em khó khăn nhất Dùng khăn tay lau nước mắt cho em là ai trong lúc em bị hoan nệ trúng Chạy đưa em đi đến bệnh viện Là ai đã dẫn em đến trường đua ngựa cưỡi ngựa Là ai trên mặt trực hạnh nhất Là ai khiến em cảm thấy vui vẻ Không phải là anh sao Đồng Á bị bắt bẻ đến mức nói không nên lời Không phải là anh Thì là ai chứ Người đàn ông mỉm cười Nâng cơ mặt cổ cô lên Ngón cái dịu dàng phút ve làn da mịn màng Thanh âm khăn khăn mê người kia Tự như thôi miên vậy Nhà mắt lại anh muốn hôn công chúa của anh rồi Đông An nín thở Trong đầu không nghĩ ra được bất cứ điều gì Mắt mở to mang theo hoảng loạn và kinh ngạc Sau lưng anh Ánh nắng dần lên Mời rời đi một chút Ánh mắt của người đàn ông say đắm Dường như đã nhiễm một làn ánh đỏ hoàng khôn Không nhúc nhích cứ nhìn cô như vậy lương mặc nguyên trai tầm mắt cô Lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông có chút ấm ức Đồng Á nhắm hai mắt lại. Anh vươn tay ra, lặng lặng mà nhìn hàng mi dài của cô. Tưởng lỗ chân lông trên người cô đều trở nên hấp dẫn chết người. Anh từ từ cúi đầu sắt lại gần, cho đến khi dán lên đôi môi mềm mại, cho đến khi hô hấp tràn vào khoang miệng cô, hòa quyện vào với nhau. À à, anh yêu em. Anh không muốn xa làm bạn trai của em. Anh muốn được xin tuyển chính thức. Bắt đầu từ hôm nay, thời gian là vô hạn. Bên ngoài, từng giọt mưa rơi tí tách không ngừng. Mùa buồn mùa hạ này. Cặp đôi nam nữ trúng hôn nhau, ở lối ra vào của hành lang thật triển miên. Đồng Á thấy ống quần của anh ướt đẫm, Chắc là anh đã đứng ở giây mưa rất lâu. Ba em không có ở nhà. Nếu không lên lầu làm khô quần của anh một chút đi. Lương mặc nguyên ôm vai cô đi lên lầu. Đồng Á mắc chìa khóa ra mở cửa. Lương Mặc Nguyên thuận tay nắm cửa kéo một cái. Cánh cửa mở ra. Quấy đầu nhìn cô. Đồng Á ngẩng đầu nhìn anh cười có chút xấu hổ. Gặp đồng Tuấn, cô đâu có khẩn trương đến vậy cơ chứ. Đông Á lấy từ trong tủ ra một đôi dép máy tanh. Cắt bỏ nhãn hiệu rồi đặt ở bên chân của Lương Mặc Nguyên. Anh mau thử xem có vừa không. Để em đi lên máy giấy cho anh. Đôi giày này mua theo sai của Đông tổ văn mẫu chuẩn cho đàn ông trưởng thành. Nhưng mang lên chân của lương mặc nguyên, lại có một chút nhỏ. Đồng Á chú ý thấy anh không mang vớ. Cô liền lên máy sấy đưa cho anh. Lương mặc nguyên cất tiếng hỏi. A Bơ đâu rồi? Ba em dặn nó đến bệnh viện thú y chích người rồi. Tháng này Aber chưa được tiêm ngừa. Ngày hôm qua đã hẹn với bệnh viện thú y tốt nhất của thành phố. Hồi sáng mưa còn cho lớn, nên đồng tổ văn đã dặn nó đi. Lương mặc Nguyên cúi đầu nhấc một chân lên Mày say hướng phía ống quần ướt của anh thổi vô Dương mắt nhìn thấy cô đang đứng ở đó mà nhìn anh Thì liền vỗ vỗ sofa ở bên cạnh nói Tới đây ngồi đi Đồng Á trần chân tới ngồi xuống Lương mặc Nguyên tắt máy Không còn tạp âm Thì ở trong phòng cũng đã khôi phục lại sự yên tĩnh Trái tim của Đồng Á nhảy lận Chia vào một cái chân khác của anh Bên này vẫn còn chưa thủy Anh nhất mấy giấy còn lưu lại nhiệt độ Vào trong tay của Đông Á Một người một bên Em giúp anh bên này có được hay không Ông cuối lại còn kéo dài Nhỏ giọng mà mị hoặc Mắt vẫn còn dán chặt về phía của cô Cảm dỗ cô gật đầu đồng ý Trong phòng yên tĩnh Ngoài cửa sổ gió lớn Trèm cửa sổ phiêu phiêu không gừng Những hạt cầm đập vào thủy tinh Phát ra tiếng vang thanh thúy hiện tại ở trong đầu đồ của đông á đều là hình sáng đôi chân thằng dài của anh Họ nữa cũng không dám nhìn loạn đi chỗ khác lương mặc nguyên ôm gối dựa người ra phía sau cứ lặng lặng nhìn mặt của cô bị biến đổi chừng chút từng chút một bắt chợt nở nụ cười giàn sát vào cô lấy lại máy xáy bị dạ sợ rồi sau đông á không văng tay cắt giọng nhằm nhặt không có em có thể lương mặc nguyên không động nhìn cô rồi sau đó lên niềm cười mà buông tay ra đồng áo à quấy đầu chọn một tư thế thoải mái ngồi tránh đi cái nhìn chăm chú của lương mặc nguyên mở mái giấy rồi nghiêm túc bắt đầu thổi gió mắt ấm ấm quần của anh ất đến đùi sợ lương mặc nguyên không thoải mái lại nghĩ quần anh mặc chất đắt cứ thổi như vậy cũng không được sau khi do dự một hồi lâu Cô đành phải hỏi ra một câu khiến cho cô thẹn thùng hết biết. Em có thể đưa tay có giúp anh chắn gió hay không? Em sẽ cố gắng không động đến da của anh. Cô khó có thể miêu tả thành lời. Hy vọng anh có thể hiểu được ý của cô. Lương mặc Nguyên nghe xong thì nhỏ giọng mà nở nụ cười. Em muốn làm gì cũng được. Thân thể anh đều là của em. Khuôn mặt của Đông Á đỏ như là tô ngực anh còn trêu trọc không chừng đầu của cô cũng sẽ bốc khói lên mắt thế mà người này còn vô cùng hưởng thụ nhìn cô dường như sẽ không có chuyện gì thú vị hơn cả Đồng á dứt khoát mặc kệ tránh những sự hiểu lầm không cần thiết hạ quyết tâm mà vân tay vào trong đỡ lớp quần gió ấm áp động tác của cô êm ái lương mặc nguyên nhìn cô mà nghĩ thầm nếu được cùng cô bên nhau cả đời vậy thì anh sẽ rất là vui nằm đi lương mặc nguyên dừng lại mà nhìn động tác ở chân tay cô sau đó cầm máy nhắn tắt đặt qua một bên được rồi đó anh bưng chân mang dép đi tới bên cạnh cửa sổ mưa đã nhỏ hơn hồi nãy rồi lúc này thì trong á mới nhớ tới ngay cả trà cũng chưa đưa cho anh một ly lương mặc nguyên gọi cô à Đông Á dừng bước quay đầu lại nhìn anh Có chuyện gì thế hả? Anh định hai ngày nữa Sẽ mời người nhà của em ăn một bữa cơm Nói chuyện của chúng ta Đông Á đứng cả nửa ngày cũng không động. Mọi việc trôi qua quá nhanh Cô vẫn còn chưa kịp bình ổn lại Chẳng lẽ em không muốn kết hôn sao? Anh có thể nhìn ra được sự so sự của cô Nhưng mà anh đã không chờ kịp được nữa rồi Muốn kết hôn muốn cùng anh ở bên nhau. Đồng Á tỉnh táo lại một chút. Cô lại nghĩ đến những lời mà thăng mặt đã nói. Người ta nên kết hôn ở thời điểm họ thấy tốt nhất. Như vậy mới không để lại tiếc nuối. Được. Lời này vừa mới nói ra. Chính bản thân cô cũng bị sợ sợ. Vậy thì quyết định như thế. Lương mặc Huyền đi thẳng về phía của cô. Không thể nào che giấu người nụ cười. Lại có một chút kích động giống như trẻ nhỏ. Cô đưa tay ôm cổ của anh kéo xuống Vậy thì chúng ta phải nói rõ Sau khi kết hôn Cần phải bao dung quyết điểm của đối phương Không thể gây khổ sẵn dối Lương tiên sinh Dù thế nào đi nữa Anh cũng là người trong lòng em Em sẽ cố gắng phối hợp với anh Bọn họ mặt đối mặt Lương mặc nguyên nhẹ nhàng Véo chốc mũi của cô Còn lương tiên sinh sau Gọi tên anh Đồng á nghe vậy khó khăn nhưng vẫn thử Lương Lương Mạc Nguyên Anh nhìn vào trong mắt cô Kiên nhẫn cắt lời chỉ bảo Lương Mạc Nguyên Vẫn cảm thấy rất là lạ Nhưng vẻ mặt của Lương Mạc Nguyên vừa lòng hưởng thụ như vậy Đồng Á đành phải chịu Sau này thay đổi là được Chia cân anh thích Lương Mạc Nguyên bắt đầu tính toán Sau khi kết hôn Anh sẽ nghĩ biện pháp Rời công việc của cô sang hạng thành nhưng cô còn phải công tác ở trên trấn một học kỳ nữa. Kết hôn rồi, mà vẫn phải yêu đương trường dày. Khiến Lương Mạc Nguyên có chút không thể chịu nổi. Lương Mạc Nguyên uyển chuyển, mà bày tỏ ý kiến của mình. Đồng Á chợt nhớ đến trên hành lang ở trường học. Anh nói thời gian một năm đối với anh quá dài. Thì ra là như vậy. Hóa ra khi đó anh đã nghĩ xa đến thế. Có động cơ, có sự mưu. Anh đã sớm bày ra bẫy rập chờ đợi con mồi đông á xa vào lòng nhưng đông á lại cảm thấy công việc của cô sau khi cưới cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ nó cũng tốt như trước khi kết hôn cô hoàn toàn không cảm nhận đến nhu cầu của người đàn ông nào đó đối mặt với sự chậm lụt của cô trong trận này lương mặc nguyên quyết định bàn bạc kỹ hơn trước mắt chuyện quan trọng nhất là nói thế nào với ba mẹ của đông á tóm lại hôm nay không được anh chưa có sự chuẩn bị gì cả Gặp mặt như vậy quá mức tùy tiện Đồng Á muốn đi siêu thị một chuyến Trên trấn không có siêu thị lớn Tiệm tạp hóa lại ít và không chất lượng mấy Mưa tại mất Cô và Lương mặc Nguyên cùng lên đường Lương mặc Nguyên không muốn mua gì Đẩy xe đi theo phía sau cô Đồng Á dừng lại ở quầy khăn giấy Cầm lấy mấy nhãn hiệu so sánh với nhau Lương Mặc Nguyên cầm một hộp đắt tiền nhất ném vào trong xe. Đồng Á lập tức lấy ra, liếc nhìn giá tiền, xem lại bao bì. Cái này tốt nhưng giá cả không phải chăng. Đàn ông mua đồ rất tùy ý, chỉ coi trọng tốc độ và hiệu suất. Đi dạo phố cũng như đèn kéo quân vậy. Nhưng phụ nữ thì khác, tính toán tỉ mỉ do so hàng xung quanh. Lương Mặc Nguyên nhìn đồ cô cầm trên tay thì dán sắt lạnh. Đồng Á chỉ cho anh nhìn, theo như em tính toán Cái này tiện nghi nhất Em muốn mua thêm mấy hộp Đồng à lấy ba hộp ném vào Như không thèm để ý giá cả Lương mặc nguyên cười không nói Nhìn cô mua đồ cũng thật là thú vị Qua đây này Đường đi vòng chính là đồ dùng riêng tư của phái nữ Đàn ông thì chẳng thế nào Heo nổi mấy cái này Nhìn cô mua đồ Ở quê này dừng một chút Cầm lấy mấy cái gì đó xem thử mua xong một đống bỏ và vào trong xe. Lương mặc nguyên lên tưởng tới sắp dự trữ lương thực mùa đông. Không khỏi cong lên khóe môi. Vật phẩm hàng ngày mua một đống. Đồ ăn lại không có bao nhiêu. Buổi sáng không có nhiều người. Hai người đang đi lang thang. Thì bất chợt có người gọi sau lưng. Cô giáo đông. Khi xoay người nhìn lại. Là lớp trọng nhỏ Lạc Y. Đứa bé này Đông Á thích nhất. Lạc Y thấy Đông Á thì vô cùng thân thiết buông tay mẹ chạy chậm đến đông á khom người xuống ôm lấy lạc y cô đông à khi nào cô mới trở lại dạy chúng con bạn học của lớp chúng ta đều rất là nhớ cô đó lạc y cất tiếng hỏi đông á hỏi một chút chuyện trong lớp lạc y tiếp tục thao thao bất tuyệt nghe nói bọn nhỏ đều tốt thì đông á yên tâm lại hẳn huyên với mẹ lạc y mấy câu dạ dào dạ lạc y cố gắng học tập là một đứa bé ngoan hiếu thuận Lạc Y giờ nắm đắm nhỏ Cô Đông à, cô nói gì con đều nhớ nha Rồi cô bé ngẩng đầu Nhìn lương mặc nguyên đứng bên cạnh Ké vào tay của Đông Á nhẹ nhàng nói Cô Đông à Con hỏi cô một chuyện nhé Chuyện gì chứ Cô đã kết hôn rồi sao Đông Á mím môi Cười lời nói vô tư cô trai nhỏ Không có Vậy anh trai này nhất định là bạn trai của cô rồi đi Lạc im nheo nhau, nhau mắt Rồi che miệng cười Cô Đông à, anh ấy thật là cao quá đi đông á xoa đầu của lạc y cười bé thật là lanh lợi sau khi tạm biệt lạc y đông á vẫn trao lên nụ cười con rất được thật sự cô rất thích cô bé này lương mặc nguyên nhìn thấy thì hỏi là học sinh của em sao ừ là lớp trăng nhỏ của em Ở trường em cũng hay nói chuyện với học sinh như vậy ư đông á quay đầu mà nhìn lương mặc nguyên Đôi mắt của anh nhau lại Mang theo hứng thú nhìn cô Bị anh nhìn chăm chăm kia lại như vậy Cô làm bộ ven tóc Quay đầu đi chỗ khác Thì lại nghe thấy anh nói Anh thích con gái, còn em thì sao Đồng á không khỏi nghĩ đến Đợt câu giá ở bờ sông hôm bữa Anh và thăng mặt nói chuyện Đề tài ngồi nhữ sinh ra con trai thì sao Lúc đó anh nhìn cô nói vậy Cũng không có cách nào Mặt của cô hơi nóng lên Quả thật cô cũng giống anh thích con gái hơn. Đã từng tưởng tượng, nếu chỉ có thể sinh một đứa, vậy cô chỉ muốn một cô con gái. Nếu nhiều có thể sinh hay, vậy thì một năm một nữ. Anh trai chăm sóc em gái, tóm lại là nhất định phải có bé gái. Không biết Lương mặc Nguyên có nghĩ giống cô hay không? Một đống đồ đầy hai túi lớn, xuống lầu một ném vào xe đẩy. Lương mặc Nguyên xách mỗi túi một tay, Đồng Á bấm điện thoại thang sau, phịch một tiếng. Thật ứng với một câu vui quá hóa buồn. Dẫm một bậc thang tay xuống, nhân tiện đau chân một chút. Đồng Á cầm chặt di động, duy trì tín ngưỡng. Tài chất cũng không để điện thoại ra đi. Nên đầu gối nặng nề chạm đất. Hôm nay cô mặc quần trắc xin, mà dưới đất là xi măng. Hai đầu gối chuyển đến con đau thấu tận tâm can. Đồng Á nhịn đau đứng dậy, cúi đầu sen xét. Lách ra dính bẩn, chảy máu vết thương không nhỏ. Đôi chân trắng nhỏ thon dài, càng làm thêm phần nổi bật hai vết thương sẽ thấy. Xong rồi, xong rồi. Vậy là không thể mặc váy và quần cột nữa rồi. Lương mặc quần nghe tiếng động thì lập tức xoay người. Thấy đồng áng ngã xuống dưới nền xi măng, thì bước nhanh trở lại, buông hai tuổi lớn trong tay xuống. Anh không người đứng trước mặt cô, mày bắt sắc nhíu lạnh. Ngón tay nhẹ nhàng ấn vào vùng da bên cạnh vết thương. Không sao, em có thể tự mình đi Đồng Á thở dơ chân lên Nhỏ đến mức ruột chân về Không phải là đau đớn bình thường đâu Lương mặc nguyên đứng lên Cởi áo khoác ngoài trải trên bậc thang Không bị mưa dính ướt Rồi đỡ cô ngồi xuống Ngồi ở đây để anh đi lái xe đến Anh xách hai chiếc túi ra xe Đồng Á ngồi chờ Cô gác đôi chân thẳng thấp của mình lên bậc thang Chỗ cấp xăng bị thương Khẽ cong thì liền đau đớn Đi bộ chỉ có thể nhấc thẳng hai chân Chứ không thể cong Bộ dạng giống như chim cánh của vậy Ở trong đầu trong á hiện lên hình ảnh đó Thì cảm thấy cực kỳ buồn cười Lương mặc nguyên đi có hơi lâu Đông á chờ đến mức nhằm chán Tiếp tục xem điện thoại Lướt một lượt tin tức Nghe động tĩnh cô ngẩng đầu lên Lương mặc nguyên đã dừng xe cách bạch thang mấy bước Anh xuống xe đi tới Trong tay giơ lên một cái túi đến gần đó thì thấy rõ tôi to có dấu hiệu thuốc cô vừa mới nhìn hình như là gần đây có một hiệu thuốc rất lớn lương mặc nguyên mười nửa người xuống trước mặt cô tháo chai nước khoáng có một chút thấy đau nhẫn nhịn một chút đông á gật đầu một chút vết thương như vậy cô cũng không để ở trong lòng chỉ thật là đau lòng khi không thể mặc váy còn đau hay không thì không hề gì bởi tối lương mặc nguyên mời khách ở khách sạn đứng đầu đinh thành mẹ của lương mặc nguyên là bà Trương linh nghi người rất ít lộ diện cùng với bác cả lớn nhất nhà anh đại diện cho bà lương đang bệnh trên giường bữa tiệc này Để gặp hôn sự của lương mặc nguyên và đông á hai nhà hòa thuận mỹ mãn không khí hòa hợp trước đây lương mặc nguyên đã dẫn đông á đi gặp mẹ mình luận về gia thế hay phẩm đức và sáng đẹp của đông á đều khiến cho trương linh nghi hài lòng Bà luôn luôn cho là ánh mắt con trai công thể Mà nay nó mang cô con sâu về Quả thật không làm bà thất vọng Người đàn ông Hoàng Kim Luôn có ý định cả đời độc thân Cuối cùng cũng đã có một ngày thông suốt Người mẹ như bà cảm thấy vô cùng vui mừng Giả sử bọn nhỏ làm xong hôn sự Nói không chừng bệnh tình của ba lương Cũng sẽ chuyển biến tốt Một bữa cơm Hai nhà bày tỏ với nhau Hai bên cũng tìm hiểu sâu hơn Đồng Tổ Văn hoàn toàn yên tâm, đáp ứng hôn sự của hai người. Chỉ là thời gian cơ hành hôn lễ, Lương Mạc Nguyên và Đông Á đã bí mật thương lượng với nhau. Hai người đều cho rằng, chờ đến khi bà Lương hết bệnh rồi sẽ làm. Lương Mạc Nguyên nói rõ với cha mẹ hai bên, đều là người thông tin đặc lý, bày tỏ hiểu rõ. Đăng ký trước, còn lễ chờ bà Lương hết bệnh rồi bổ sung sau. Qua vài ngày, hai người họ chọn một ngày lành tháng tốt đến cục dân chính đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp. Lấp dạy nhảy bên chỗ bạn cô cũng đã bắt đầu khai rằng, chạy tới chạy lui thật sự bất tiện, nên Đồng Á vẫn ở nhà của mình. Vừa vặn mấy ngày đó, Lương mặc Nguyên đi công tác, hơn một tuần lễ không được gặp nhau. Theo như phong tục, trước khi kết hôn phải mở một bữa tiệc nhỏ, tục xưng là rượu đến hôn. Lương mặc Nguyên vừa mới trở về, là bắt tay vào việc này ngay. Nếu đã nói đến rượu thì tất nhiên là rượu trọng tâm rồi. Động phải đám quỷ thích quậy bên nhà mẹ đẻ của chợ may. Không khiến lương mặc nguyên say khất thì không chịu tan cuộc. Nhất là anh họ trợ bảo của cô. Hòa trong đoàn người. Nhưng anh chẳng dính chút rượu. Lại dài dụ dỗ người ta uống. Nhưng đến cuối cùng lương mặc nguyên cũng là tay lão luyện. 365 ngày thì ít nhất 300 ngày ngồi trên bàn rượu. Có trường hợp nào mà không thấy qua. Không chỉ là tiểu lượng ngay cả khả năng xấu rượu cũng chuyên nghiệp Mấy trò đùa này Anh nhắm mắt lại cũng có thể tha Hoặc là đồ đi Cấp độ này chỉ có anh khiến người ta say Hôm nay trợ bảo trộm phải anh Cũng coi như là đáng đời rơi dẻo mấy đầu Đông Á còn cảm thấy lo lắng Vụ trộm bảo anh đừng có quá sức Không uống nổi cũng không sao cả Có cô bảo vệ Lương mặc nguyên nói cô cứ yên tâm Đông Á không biết uống rượu Ngược lại anh bảo vệ cô đó chứ Kết quả là đi tới chỗ nào Lương mặc Nguyên cũng liền kéo tay cô Nói một câu Tiểu lượng của vợ tôi rất kém Tôi thay cô ấy Đến mấy phần nhà mẹ của triệu may Mừng vui nhộn nhịp Đồng Á nhìn không được Bao che cho Lương mặc Nguyên như con mình vậy Mấy chú bác nói đùa Vẫn còn chưa xuất giá đâu Á à, lại khẩn trương như thế sao được vợ cương chiều Lương mặc Nguyên có chút đắc chí Trên bàn rượu Mấy anh họ bảo Đông Á kéo Lương Mạc Nguyên vào đám dụ dỗ anh Nhà chúng tôi có một quy củ Người mới đến đều phải phát bao lì gì Số tiền càng lớn càng có phúc Nếu không tin thì có hỏi A Á Hôm nay là ngày vui vẻ Toàn tình của Lương mặc Nguyên rất tốt liền đồng ý Được, vậy thì trở về phát Sau khi uống xong một vòng Thêm với việc anh cản trợ cho Đông Á ít nhiều cũng có chút chóng mặt cụ mày tiệc rượu sắp thành cuộc rồi mấy thân thích tới đây chúc phúc chúc mừng tạm biệt về nhà còn giữ lại mấy người ở trong nhà đông á ngồi nghỉ chân trên ghế lương mặc miên nhiều người đứng trước mặt cô một tay viện ở mép bàn bên cạnh một tay nắm lưng ghế nói chuyện với cô chợ mai đông tổ văn và trang linh nghi vừa nói chuyện vừa đi về phía bên này theo sau là đông khương bọn họ chuẩn bị đi về đến trước mặt đôi tân nhân thì chợ mai hỏi đông á à tôi này có về nhà không đông á lướt mắt mà nhìn lương mặc nguyên cô cũng đang nói chuyện này với anh lương mặc nguyên muốn tôi nay cô đi với anh lương mặc nguyên đứng thẳng người nhìn đám người triệu mai lúc này đã đuổi dương vô đáp ba mẹ tôi nay à à theo con về tạm biệt người nhà hai người xuống lầu lấy xe để giảm mấy thân thích nhà đông á phải bòn ba nên bữa tiệc ngày hôm nay đặt ở Tinh thành buổi tối bọn họ phải về hạn thành kể lần tới tới trước đó đây là lần đầu tiên đông á dùng thân phận nữ chủ nhân vào cửa a bơ để lại ở nhà của Tinh thành cũng không mang về đây thêm nữa sự kiện trước đã khiến cho lương mặc nguyên ám ảnh trong nhà ít đi a bơ không cần lo lắng nó lại đột nhiên chạy tới quấy rầy hăng hái xe dừng vào gara tầng ngầm đông Á xuống xe chờ đợi lương mặc nguyên ra ngoài bốn phía chỉ lẻ tẻ mấy cây đèn mờ ảo giống như che đậy một tầng sương mù vậy theo một tiếng phanh đóng cửa lương mặc nguyên từ trên xe bước xuống bóng sáng kia đến bên cạnh rất nhanh đông á và định mở miệng thì đã bị người khác ôm eo còn chưa kịp hô hấp cũng đã bị người ta chặn đứng sông lưng sợ vào mặt tường lạnh lẽo nhưng tâm lại cực kỳ nóng rực trong miệng của lưng mặc nguyên đều toàn là mùi rượu rượu đỏ rượu trắng bia hỗn tạp đáng chắc mang theo mỗi vị cay kích thích thần kinh anh cúi đầu nhìn cũng không rõ ánh sáng sau lưng nhưng đôi mắt kia mê hoặc lòng người Sán vào mặt cô thử tuyên bố tối nay em đừng mong chạy bàn tay rời về phía dưới hơi quấy người ôm eo đông á rồi hướng thẳng về phía thang máy. Cửa thang máy khép lại. Anh cúi đầu cắn môi người ở trong lòng. Môi của cô đỏ thắm ấm áp, mềm mại như đáo hoa. Lương mặc nguyên không nỡ buông ra. Khẽ liếm hàm răng của cô, quần lấy đầu lưỡi, liều chết xa xa. Đồng Á ôm cổ anh. Cuối cùng ôm lấy đầu anh, đôi môi kẽ mở. Cảm thấy không thể nào hô hấp được. Lương mặt nguyên há miệng cắn. Độ khí cho cô, Cô lừa mạng hô hấp, chém đạn không khí trong miệng của anh. Đồng Á chóng mặt, bị lương mặc nguyên mang vào trong nhà. Cô hồ la vơ mới bước qua cửa. Anh liền trở tay đặt cô lên trên ván cửa. Đồng Á thét lớn một tiếng. Đầu vô lực áp vào trong ngực anh. Theo bản năng vô viếu cắt cao, sông lưng rộng lớn của người đàn ông. Sáng ngày hôm sau dậy trễ một chút. Lần mặc nguyên chở Đông Á ra ngoài ăn sáng. Sau khi ăn xong, Lâm Mặc Nguyên phải về công ty. Cô trở về tinh thành dạy nhảy chỗ bạn cô. Vì tiết kiệm thời gian, cô lấy xe của anh đi. Còn anh thì gọi xe về công ty. Bạn cô thấy xe lái xe đến thì liền cất tiếng hỏi. Vừa mới mua ư? Đồng A ăn khóa cửa cùng bạn lên lầu trả lời. Mượn đó. Mượn mà có thể mượn được loại xe sang trọng này à? Là bạn nào? Nếu không giới thiệu cho tớ làm canh với. Bạn cô nói đùa. Đồng Á nghe vậy thì cười cười. Buổi sáng học hai tiết, tổng cộng một tiếng rưỡi. Bạn cô còn đang bận. Đồng Á cũng không quấy rầy cô ấy. Cuối tháng đội ngũ điều dưỡng do trường tổ chức đã trở về. Đồng Á hẹn bạn Linh hoan ở Tinh Thành. Thời tiết rất nóng, cảm xúc lại dâng cao. Ăn mấy thứ linh tinh trò chuyện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi giải tán xong, Đồng Á gọi cho ba mẹ. Không ngoài ý muốn cả hai đều không ở nhà Đồng Á nghĩ đến gọi Đông Cương ra ngoài ăn cơm Lại nghe tin Đông Cương đang tham gia cùng bạn học Cô rớt thoát về hạng thành Hẹn địa điểm ăn cơm tối với Lương mặc Nguyên. Trong lúc nghỉ hè Đông Á cũng không có việc gì để mà làm cả Vậy cho nên ở bên ngoài lại nóng Chỗ tốt nhất chính là ở nhà Cũng may cô yêu thích sự yên tĩnh Mở điều hòa ăn kem Một người một chó ôm xem TV. Cũng có khi trải giấy thiên thành để viết một tờ tâm kinh. Amber vô cùng ngoan ngoãn, nằm ở bên chân cô, các một chân lên chân cô. Một thiếu niên an tĩnh. Gần tối thì lương mặc nguyên trở lại. Tự vào cờ thư phòng lặng lặng nhìn cô. Cô cũng không hề phát hiện ra một chút nào cả. Anh cất bước rắn rén đi tới. Từ phía sau lưng vòng tay qua ôm cô. Cằm đặt ở trên đầu vai hơi thở ấm áp mập mờ bên tai kích động. Em có biết bộ sáng của em bây giờ là có bao nhiêu người hay không chứ? Bàn tay mạnh khanh đang cầm bút. Lưng mặc nguyên đùa say, cầm đỉnh đầu của bút. Cô và hạ bút viết ra một nét thầy. Lúc này đành phải dần tay lại. Chép chép miệng mà nhìn anh nói. Chữ chỉ viết một nửa. Chính là con thông thuận chữ. Chữ này em không thể viết xong rồi. Nếu vậy thì để anh. Đồng Á sao bút vào trong tay anh. Hoài nghi, anh cũng biết viết hai sao cơ chứ. Chỉ thấy tư thế của anh cầm bút, rất là thành thạo. Ban đầu sáng vẻ có một chút buông thả. Ngay khi cầm bút viết, lại giống như đã trở thành một người khác. Bút trong tay anh giống như giống này. Nghe theo lệnh của anh, nét ngang là ngang, phẩy là phẩy, tự do phóng khoáng. Lại không giống như nét cứng nhắc khi cô viết. Triệu mạnh phủ chữ của ông ấy rất đẹp lường mặc nguyên hạ bút rời sau đó nói thể chữ của ông ấy xinh đẹp thanh tú rất là mềm mỏng không có kỹ thuật cao chỉ tạo được hình thức nếu bởi vì kết cấu thể chữ của ông ấy đơn giản nên em học thì cũng được thôi chẳng qua anh đề nghị em không cần phải luyện tập quá nhiều Đông áng nghe vậy thì vô cùng tò mò làm sao anh lại biết được điều này chứ lường mặc nguyên cười cười Rời sau đó nói khi còn bé mỗi ngày Anh đều bị ba bắt phải là luyện chữ Rồi sau đó cũng tạo thành một thói quen yêu thích Nghe đến đây thì Đông Á nghĩ thầm Có cái gì anh không biết hay không chứ? Cũng có cái anh không biết Có muốn biết hay không? Lần Nguyên kéo ghế mà ngồi xuống ở bên cạnh Đông Á nghe vậy thì cảm thấy vô cùng tò mò Thật ư, là cái gì vậy? Lương Mặc Nguyên phố vỗ đùi của mình rồi nói Ngồi lên, anh sẽ nói cho em biết. Không đợi bên kia phản ứng. Anh đã kéo cô qua, ngồi ở trên đùi của mình. Quấy đầu cắn môi của cô. Giọng nói bất giác căng trở nên khăn khăn. Em nói cho anh biết trước. Nguyên nhân gì em khiến anh thần hồn điên đảo chứ? Đồng Á bị thiếu dưỡng khí. Nhất thời không thể nào hiểu được. Những lời nói trong ý của anh. Cầm đã bị anh nắm chặt. Ra sức để mà chiếm đoạt. Lương Mạc Nguyên Nợ ôm người vào trong phòng ngủ a bơ hấp thấp đi theo phía sau bị chủ nhân nhẫn tâm quăng ở phía ngoài cửa ở bên ngoài trời đã sáng rõ thời gian cũng đã cần cần trở nên 6 giờ rồi hai người nằm ở trên giường đông á thì dựa vào anh ngón tay vô thức cầu ngón út quả anh buổi tối phải ăn gì đây để anh suy nghĩ một chút nào lương mặc nguyên lật người lạnh Mắt thấy mới là một đợt sóng lại muốn đánh tiếp Thì Đông Á lên đã đẩy anh ra Anh lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy Em đói bụng rồi đó Lương mặc nên veo mũi rồi cười ra tiếng Em cho rằng Là anh muốn làm gì cơ chứ Bất quá chỉ muốn ôm em một cái thôi mà Thật đúng là mất thể diện Đông Á cho mặt thật sâu vào trong lòng của anh Cũng không dám ló ra ngoài nữa Sau khi tắm xong Ném quần áo vào trong máy giặt hai người tiền đi ra cửa. Ở dưới lầu liền đụng phải Cúc Dani. Cô ấy đang ôm một trong tài liệu chuẩn bị lên lầu. Nhìn thấy Lương Mặc Nguyên và Đông Á đi xuống, thì liền Thắng ngẩn người ra. Em đang muốn đưa cái này lên cho anh. Lương Mặc Nguyên quấy đầu nhìn qua một lượt rồi gật đầu. Đưa đây cho tôi. Cúc Đan ni sao cho anh? Đông Á đứng bên cạnh cất tiếng hỏi. Cô đã ăn cơm chưa? Chúng tôi đang muốn đi ăn cơm. Nếu không thì đi cùng với nhau đi Không được, bạn tôi vẫn còn đang chờ tôi Khúc đang đi cười đáp Ánh mắt của Khúc đang đi Dường như có chút né tránh Đồng Á cũng không kịp nghĩ Chỉ cho là vì bạn cô ấy đuổi Cho nên cô ấy mới có chút vội vã như vậy Sau đó Thấy Khúc đang đi tiến vào trong một chiếc xe Nhưng không phải là chiếc xe màu đỏ bắt mắt của cô ấy Là bạn của Khúc đang đi sao? Đồng Á thu hồi ánh mắt mà hỏi Lương Mặc Nguyên. Lương Mặc Nguyên khởi động xe, giọng nói rất nhạt, nghe không ra cảm xúc gì cả. Không biết. Đồng Á sững sốt một chút. Trước tiên phát hiện hình như Lương Mặc Nguyên có điểm lạ. Anh sao thế? Tâm trạng hình như không được tốt. Một hồi lâu sau, Lương Mặc Nguyên cũng không đáp lời. Đồng Á đang nghĩ là anh sẽ không trả lời. Xe rời khỏi gara quẹo phải, Lương Mặc Nguyên đột nhiên nói Anh đang tính chọn một thời điểm thích hợp Để nói chuyện với Dani Giọng điệu nói chuyện của anh Khiến cho cô cảm thấy không ổn Anh ngừng một chút rồi sau đó nói tiếp Em có biết bây giờ Cô ấy đang qua lại với ai hay không Là đối thủ cạnh tranh của công ty chúng ta Chỉ là vẫn chưa làm rõ sự tình Ý định của anh là gặp mặt Nói chuyện với cô ấy trước Nghe cô ấy giải thích như thế nào Cần đây anh cảm thấy cô ấy cố ý hay vô tình né tránh anh. Đồng áng nghe vậy thì cũng cảm thấy không được yên lòng. Lại nghĩ vừa rồi gặp Danny hình như có chút khác thường. Tóm lại là khác xa so với trước kia. Theo lý thức thì việc thuyền chuyển nhân sự Phải từ cấp huyện lên thành phố trở phi có quan hệ rất lớn ví dụ như cục trưởng của bộ giáo dục là cha của bạn mới có khả năng nếu không thì bạn phải trầu hết tài năng quả kỳ thi viết phỏng vấn cam go Tuy nhiên vẫn còn có một khả năng Đó là có tiền có thể bắt quỷ sẽ đẩy cối say Lương Mạc Nguyên mời cục trường ăn một bữa cơm Nhiều quan hệ chuyển nhân sự cho Đông Á chỉ trong vài phút Bắt đầu năm học kế tiếp Đông Á làm việc tại trường Tiểu học thực nghiệm tại Hạng Thành Chuyện này vừa mới ra quyết định Không biết vị nhân viên nào lại tiết lộ ra ngoài Không qua mấy ngày đã truyền khắp bạn bè xung quanh cô rồi trong mấy thầy cô, cô có nghe người nói đến. Trực tiếp tắt cô hỏi việc này có đúng hay không? Không có gì phải giấu giếm cả. Trước kia bọn họ không hỏi nên cô cũng không nói. Nếu đã hỏi đến thì đành phải kể cho rõ mọi chuyện. Mấy thầy cô trợn mắt háo hốc mồm. Hành động của Đông Á cũng quá là nhanh đi. Mới nghỉ hè chưa được bao lâu. Đã kết đôi cùng với một thanh niên tài tấn. Tên càng dẫn nam và nữ thần kỳ thế đó có thể trong mắt của người khác chỉ là một cái chớp mắt nhưng trên thực tế sớm đã sinh ra phản ứng hóa học khi tiếp xúc với chuyện này cũng chỉ có lãnh đạo của trường biết không ai biết ở tiểu học ninh thành đã buông chuyện xuyên phá tầng cửa sổ này theo lệ thường đông á sẽ gửi bao lì gì nhỏ cho mọi người cảm ơn lãnh đạo và đồng nghiệp đã quan tâm cô trong suốt hai năm qua mọi người cũng gửi đến những lời chúc phúc cho cô. Chuyện này cứ thế mà hạ màn kết thúc. Đông Á tính khi làm hôn lễ, không thể không mời lãnh đạo và đồng nghiệp ở Đinh Thành. Dĩ nhiên không thể thiếu bao lì gì được. Đông Á chuyển công tác về Hạng Thành, cũng khiến cho nhiều phụ huynh tiếc nuối. Bọn họ vẫn mong Đông Á có thể là tiếp tục đi theo lớp. Có mấy vị phụ huynh bày tỏ ý nghĩ, sau đó mới biết Đông Á phải theo chồng trần công tác cho nên bọn họ đều rất là mất mát nhưng cũng không có cách nào khác cả có hai học sinh gọi chào đông á bày tỏ là rất nhiều cô có thể đến thăm cô không dù sao cũng dạy mấy đứa nhỏ này hết một năm tất nhiên sẽ có tình cảm mà tình cảm là thứ khó rất bảo nhất thật ra thì đông á cũng rất là nhớ chúng vì vậy định thương lượng với ba mẹ mấy bé dẫn hai bé đi ăn cây fc Bé đầu tiên ở trong lớp Khôn kéo lại hiểu chuyện Bà mẹ dạy dỗ nghiêm khắc Cây FC là nơi Bàn những đồ ăn không có lợi cho sức khỏe Nên rất hiếm khi dẫn bé ra đó Điều này trong áo cũng biết Nhưng lần này là ngoại lệ Rất có thể sau này Cô không còn dịp gặp lại được mấy đứa nhỏ Đáng yêu này nữa Phương Chi thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao Mấy phụ huynh cũng bày tỏ hiểu ý Dĩ nhiên bọn nhỏ cũng rất vui mừng bởi vì có thể gặp cô giáo đông đã lâu không thấy Cũng bởi vì có thể ăn Mấy món ăn ba mẹ cầm ăn Đứa con đến trước cửa cây fc Phụ huynh tàn ngẫu với đồng á mấy câu Rồi lần lượt rời đi Đến 2 giờ chiều Cây fc thưa thất người cũng không tính là nhiều Đồng Á dẫn bọn nhỏ lựa chọn vị trí ngủy, sẵn chúng ngoan ngoãn đợi cô quay lại. Cô cũng không gọi nhiều món lắm, tận lục không chọn đồ có nhiều dầu mỡ. Khoai tây, bắp, khoai tây bùn, đuổi gà, cánh gà, nước đá bào. Gọi hết đều lên trên bàn. Phần cho mỗi bé một khay. Xe rốt cà chua trắng khoai tây ăn. Bắt đầu ăn. Đồng Á cũng không thích đồ ăn nhiều dầu mỡ. Toàn bộ hạnh trình. Chị vừa nhìn chung ăn, vừa chụp hình lưu lạnh. Bé trai thấy Đông Á cho ăn. Hiểu chuyện dương lại, đưa miếng đuổi gà đến gần miệng cô. Cô à, cô cũng ăn cùng với bọn em đi đồng á đứng lên cầm lấy khăn giấy lau chóc mũi của thằng bé mèo nhỏ à ăn cũng dính muối luôn rồi đây này các con ăn đi cô không đói bụng lúc này bé trai mới nhai kỹ nước chậm ăn xong một cái đùi gà cẩn thận cặm miếng xương thật là sạch sẽ lật qua lật lại kiểm tra không còn gì nữa thì mới dừng lại ánh mắt lanh lợi đào quanh khay đưa tay cầm lấy một cái túi giấy trống rồi sau đó cẩn thận mà bỏ miếng xương vào. Chi tiết này khiến Đông Á rất ngạc nhiên. Cô đã từng thấy rất nhiều đứa nhỏ ăn xong ném xương lại ở trên bàn. Vốn tưởng rằng thằng bé cũng như vậy. Không ngờ bé con cẩn thận mà gói đồ lại. Dù đây là phòng ăn, có nhân viên phục vụ, phụ sẽ đi lấy đồ ăn thừa. Bé gói thức ăn thừa lại, không tăng thêm cho người ta phiền tái. Đây quả thực là một phẩm chất tốt có lúc hành động của đứa nhỏ đại biểu sau lưng chính là sự nuôi dưỡng của ba mẹ và gia đình không liên quan đến giàu nghèo theo như cô biết gia cảnh của thằng bé cũng chỉ ở bậc trung ba mẹ đều là công nhân từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh bà nội bà nội cũng không có học cao gì nhưng yêu cầu đối với bé rất nghiêm khắc không nói chất lý gì cao siêu mà thông qua ngôn từ hành động một năm ăn cơm bên ngoài cũng rất ít Nghe nói đây là lần thứ hai Bé được ăn cây FG Lần đầu tiên là chú bé đến thăm Dẫn bé đi ăn Đứa nhỏ như vậy thật sự khiến cho người ta yêu thích Gia đình và bà nội ở phía sau Cũng khiến cho người ta thấy tôn trọng Chuyện này cũng không liên quan Đến vật chất phú quý Mà là linh hồn cao thượng hay không Đồng Á bất giác cảm thấy Là cô họng trở nên ê ẩm Ngày ngày tiếp xúc với bọn trẻ thường cảm thấy những đứa trẻ này tự như một tấm cương sáng không một chút che giấu phản ứng bản tính trời quen tốt xấu dần dần bạn nhỏ lớn lên dù là ở phía bên ngoài trường học cô đều chú trọng cử chỉ và lời nói của mình chỉ cần sơ ý một chút thì sẽ làm ra tấm cương xấu cũng từ công việc này khiến cô cảm nhận được tầm quan trọng của giáo dục từ gia đình không cần giàu có chỉ mong có đức hạnh và tấm lòng biết ơn. Bé gái thì rất là thích ăn khoai tây. Bộ dạng kia ăn giống như là một con chuột nhỏ. Khuét thóc vậy. Hai cái móng vuốt cầm lấy khoai tây. Đôi mắt phong má, mắt to rỗ xuống. Ăn rất là chậm nhưng cũng rất là chân tâm. Ở trong mắt cô bé, con hiện hẳn hai cọng khoai tây. Thể hiện rằng con bé đang rất vui. Đào má gửi video cho Lương Mạc Nguyên hỏi Có đáng yêu không? Anh biết ngày hôm nay Cô dẫn mấy đứa bé đi ăn cây FC Bản thân anh cũng thích con gái Thấy video này Thì cũng không nhịn được mà mình cười Đáng yêu Chúng ta cũng xin một đứa đi Bé trai ăn no Ngồi yên lặng chờ đợi Hình như bé gái cũng đã ăn no Nhưng ánh mắt lại dán về phía khoai tây Đồng áo buồn cười nói Còn muốn ăn khoai tây không Bé gái gật đầu một cái Đông Á liền đưa toàn bộ khoai tây cho cô bé. Cô bé cầm lấy cái hộp, đôi mắt lên đã sáng rực lên. Thần thái kia quả thật giống như động vật nhỏ, đáng yêu hết biết. Lòng của Đông Á giống như bị đào nhẹ, cảm giác như gãi vào trong tim. Mấy đứa nhỏ chỉ thích những món ăn vặt đơn giản như vậy mà thôi. Hai đứa trẻ ăn cái gì cũng đều thong thạo ung dung. Đồng Á yêu chết bộ dạng không nhanh không chậm của chúng. Giống như là tiểu thân sĩ Và tiểu thuốc nữ Cô nghĩ đây chính là gia giáo Mấy bé mới mấy, mấy tuổi Mà đã giống như tiểu đại nhân Người lớn cũng không có nghĩa là trưởng thành Về mặt tư tưởng Và nhiều phải phản ánh được cách cơ sở Bọn trẻ có được những điểm tốt Thì đôi khi người lớn Cũng có thể học được nhiều điều Cô thích bọn chúng Thậm chí là có lòng yêu thương Bọn chúng giống như con của cô vậy Yêu thương bất kể phải trả giá Đông Á cũng ăn một chút. Chân cá rất dễ rơi xuống. Cô trải một miếng khăn giấy lên bàn. Ăn xong thì bỏ xương vào túi rắc của bé trai. Bé gái thấy thế thì cũng làm theo. Học theo Đồng Á trải khăn lên bàn. Ăn xong thì bỏ đồ thưa vào trong túi. Đồng Á không giáo dục bằng lời nói. Mà dùng hành động nói cho chúng biết. Làm như vậy thì sẽ tốt hơn. Sẽ không làm dơ bàn ăn. Ăn xong còn dư lại hai chiếc cánh gà. Đồng Á à vẫn chưa muốn đi Muốn nói chuyện với bọn nhỏ thêm một chút nữa Nên đã nói đùa Ăn nhiều như vậy có bụng nhỏ không? Cô bé Sơ sơ bụng của mình rơi sau đó nói Cô à, ăn ngon quá trời ạ à? Bé trai khẽ mỉm cười Không lên tiếng Có chút cỏ bó Nhưng bé trai giấu rất tốt. Đồng Á à cố ý tìm chuyện nói với bé Tàn ngẫu một chút đua lý thú Làm sống đậu bầu không khí hơn Đồng Á lại tiếp tục nói "Ăn no như thế này Đợi lát nữa mẹ mấy nhóc nói đều là tại cô đông Dẫn mấy nhóc đi ăn cây FG Hay rồi, cầm tối cũng không ăn được Bà gái do dự một chút rồi sau đó nói Mẹ không nói đâu Nhưng chị con sẽ nói Con chỉ lo ăn một mình Đồng Á nhìn hai chiếc cánh cả còn lại Vốn định cho bọn nhỏ mang về Vì vậy đang nói Sau này con dẫn chị đi ăn Chị sẽ không nói con nữa rồi cô lại nhìn về phía của bé trai Còn con thì sao Có muốn mang về cho chị hay không Bé trai mìm mím mì môi Sáng vẻ ngọt ngùng sau so dự một lúc lâu mới quanh co nói Con cũng muốn cho chị nếm thử một chút ạ Nghe thấy lời này Thì Đông Á cảm thấy có chút cảm động Vậy thì đúng Chúng ta mang hai chiếc cánh gà này về Cho chị nếm thử có được hay không Nhân viên cây FC vạn tròn nên Đông Á liền yêu cầu Một cái túi và bao tay Rồi sau đó tự mình phân chia Cho hai đứa Chờ đợi ba mẹ tới đón về Để đáp lễ Phụ huynh của hai đứa cũng liền gửi lại cho cô không ít thứ Cô ngại không nhận Sau khi hẳn huyên một số câu Bọn họ đành đặt đồ lại xe Rồi sau đó về nhà Sau khi lên xe Mới nhìn thấy tiền nhắn mà Lương mặc Nguyên gửi tới Cô mỉm cười nhìn Gửi lại được thôi Bắt đầu từ tối ngày hôm nay Có thể chuẩn bị mang thai rồi Kỳ thật theo từng độ công việc Trong mấy năm nay của Lương Mạc Nguyên Thì không thích hợp để cho có con Nhưng sau khi anh nhìn thấy Hai chữ được đó kia Lại nghĩ đến đôi lông má Đồng tiền xinh đẹp của cô Giọng điệu ngoan ngoãn Lương Mạc Nguyên cầm điện thoại Gọi cho trợ lý khúc Alo Dania à. Bữa tiệc của viên tổng hôm nay Cô đi thay tôi đi Tôi ư tôi làm cái gì á tôi về nhà với vự cúc nanny ở đầu dây bên kia bị lý do của anh đánh bại anh mở hòm thư ra có thấy thư mời tham gia một bữa tiệc tọa đàm tại một trường đại học ở hồng kông lương mặc nguyên nhìn thời gian trên đó rồi sau đó yên lặng cầm điện thoại gọi cho thư ký Để buổi tọa đàm kia cho tôi bao lâu ư hai tuần sau không được để đến tháng sau đi sau khi xử lấy xong tất cả Anh cầm điện thoại Gọi cho Cúc Đan Nhi Đối phương vừa nhận điện Thì đã cả kìa anh Này Lương Tổng Anh rời một phần ba lịch trình sang tháng sau rồi Thời gian còn lại anh định nghỉ phép đó hả Là Hưởng Tuần trang mật Lương Mạc Nguyên mỉm cười nói Thôi được rồi Anh là ông chủ Mọi chuyện đều do anh định đoạt hết Anh có vợ anh lại hay Muốn lời biếng Không thèm suy nghĩ luôn lý do trong lòng cô khúc năn liên tục khả kẻ anh Nhưng vẫn mỉm cười nói Vậy thì được rồi Chúc ông chủ đi chơi vui vẻ Vào ngày hôn lễ Đông Á thật sự rất đẹp Vô dĩ nhân sắc cơ bản của cô đã không tuổi Lại cộng thêm bộ vai cưới hàng trăm vạn Trang sức trăm vạn Và khí chất của cô rất hợp để mặc váy cưới Trông vừa quên rũ lại vừa nhã nhận Cả ngày Ánh mắt của Lương mặc nghiêm không hề xoay khoai người vợ của mình. Trong đàn phù dâu, có một người chụp được ảnh của Đông Á đang nghiêm túc rót rượu. Còn chú rể đang bị người khác kéo lại nói chuyện, thì luôn nhìn về phía cô dâu. Bức ảnh được phát lên Weibo với tiêu đề Chú rể của chúng ta yêu cô dâu như thế nào? Đây là ánh mắt anh luôn nhìn theo bóng hình của em trong truyền thuyết đó sao? Thật đúng là mưu cầu độc thân mà. Sau đó lại nghe nói bức ảnh này, vừa đẹp mắt vừa chứa đựng câu chuyện trong đó nên bức ảnh được mọi người điên cuồng chia sẻ thang mật mang thai đông á cảm thấy vui vẻ thay cô ấy từ tận đáy lòng so với việc bản thân mình mang thai còn cảm thấy vui vẻ nhiều hơn sau khi tổ chức hôn lễ hai vợ chồng cũng đi hưởng tuần trăng mật xong đông á nhanh chóng tới thăm thang mật kết quả bị thang mật hỏi đã chuẩn bị tốt cho việc mang thai chưa ít nhất sau khi hưởng tuần trăng mọc xong Lúc về sẽ có tin tức tức Thằng mặt biết hai cái con ngày này Lính chứng xong đã ở chung rồi Đã hai tháng rồi Mà cô ấy thấy Đồng Á vẫn làm như chưa có việc gì Thì cũng lo lắng thay Que thử thay rồi sao Thằng mặt làm bộ dáng người từng chạy hỏi Đồng Á lắc đầu Vậy cậu đi xét nghiệm máu đi Có khi dùng que thử thai cũng không xác nhận được đâu Đồng Á có một chút buồn lại nhìn lương mặc nguyên và hứa xa trạch đang cười nói ở bên cạnh không hề chú ý đến sự lo lắng của các cô mật nhi à cậu nói có phải tớ vô sinh rồi không chứ tớ rất là sợ phi 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 cái miệng quả đen của cậu tôi và lão hứa kết hôn rất lâu mới có chuyện con cái này cũng dựa vào vận khí giống như là bốc thăm trúng thường vậy dù chuyện này để so sánh đúng là rất chính xác thang mặt lại tiếp tục hỏi lương mặc Nguyên giống như rất thích con cái Đông Á cắt đầu Anh ấy cảm thấy đều không sao hết Có lẽ là anh ấy muốn Ở trong thế giới của hai người thêm mấy năm nữa đi Đông Á nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên Sao cậu biết chứ Lần trước lúc nói chuyện Lương Mặc Nguyên nói rất tuyên truyền Nhưng mà cũng chính là ý này Đàn ông ấy à Đều cùng một dạng mà thôi Vị kia nhà tớ cũng chính là như vậy đó Thang mặt vừa vâng nói Vừa vâng nhìn cái bụng nhỏ của mình Khi mới kết hôn anh ấy giống như ngày nào cũng không được ăn no vậy Cậu xem từ khi tớ mang thai Người khó chịu nhất chính là anh ấy Đàn ông của cậu chắc cũng sẽ không khác biệt lắm đâu Đông Á cẩn thận suy nghĩ lại Cảm thấy thang mật nói có đạo lý Sau đó lại suy nghĩ đến nhu cầu của người đàn ông Đều là như vậy Thì Đông Á lại sợ ngây người Khẩu vị của Lương Mạc Nguyên đúng là hơi lớn rồi Cô cũng không dám nói thật với thang mật Sợ phá vỡ hình tượng đó mà kỳ nghỉ còn chưa kết thúc. Đồng Khương đã sắp xếp thời gian. Đi gặp độc học, thuận đường đến nhà chị gái ăn một bữa cơm. Chiều nay anh rể không ở đây, nên Đồng Á lái xe đưa cô ấy đi mua sắm. Ở cùng một chỗ với chị gái nhà mình, Đồng Khương cảm thấy vô cùng tự tại. Kết quả đến chỗ tối, anh rể gọi điện đến hỏi đang ở đâu. Đồng Á nói một vài câu, đành phải cúp điện thoại rồi quay sang nói với Đồng Khương. Tiểu từ, từ à, anh trẻ em nói muốn qua đây ăn cơm với chúng ta Trong lòng của Đông Cương khơi xoay chuyển Ở chung và anh trẻ này Vẫn làm cho cô ấy cảm thấy không quá thoải mái Đông Á ở hạng thành một tháng Lương Mạc Nguyên đã đưa cô đi xung quanh thành phố Nên nó không hề có chút xa lạ nào đối với cô cả Cô vừa đến một nhà hàng có tiếng tăm Vừa nhắn địa chỉ cho Lương Mạc Nguyên để anh đến đây Đông Á gọi phục vụ rồi đưa menu cho Đông Khương Gọi món trước Đông Khương luôn không cách khí Lại có một chút do so dự Vẫn nên chờ anh rể đến rồi gọi lại thôi Đông Á cười nói Không sao đâu Em muốn ăn gì thì cứ gọi đi Bữa ăn này anh rể của em mời khách Vậy nên không cần phải lo lắng đâu Đông Khương không tin được Mà nhìn chị gái của mình thật ra thì Đông Khương có một chút khát nước Cô ấy muốn uống trà sữa Liên thuận miệng nói ra Vậy mà Đông Á gọi điện bảo Lương Mặc Biên Đến đó để mua lại đây Đồng Khương bị sốc phá nặng Hóa ra anh rể còn có công dụng này Lúc đến thì quả nhiên Lương Mặc Biên Mang theo hai ly trà sợ tới Sau đó ngồi xuống bên cạnh Đông Á Thân thể sợ vào thanh ghế Thuận tay ôm vai vợ của mình Đồng Khương bỗng nhiên cảm thấy Bản thân giống như bị thồn cầu Lương vào miệng vậy Cuối cùng cô nàng chạy đến đây Đêm mà làm bóng đèn hay sao? Lương mặc nguyên nhìn Đông Cương rồi sau đó hỏi Tiểu tử đã gọi món chưa? Đông Cương cất cất đầu, dùng giọng điệu khắc hẳn lúc nói chuyện với chị mình cẩn thận đáp Đã gọi rồi ạ à. Lương mặc nguyên nhìn qua một chút rồi sau đó nói đùa Các em gọi nhiều như vậy Không sợ ăn hết tiền của anh hay sao? Sau khi nói xong câu này Anh bắt giác nghiêng đầu mà nhìn Đông Á giọng nói bất giác mềm mại hơn. Đôi mắt của anh dường như vì sao lấp lánh vậy. Đông Á cười cười rồi sau đó đáp lại. Anh cũng mà gọi may mắn đi. Lương mặc nguyên quấy đầu nhìn qua, hỏi ý kiến của Đông Khương, rồi sau đó mới gọi may mắn. Sau khi ăn xong bữa cơm này, Đông Khương không hiểu cảm giác lúc này của mình là gì. Giống như bị nhét cả đống cầu lương vào bụng. Cô ấy thề, sau này sẽ không đi ăn riêng với chị gái và anh rể nữa. Buổi tối, lương mặc nguyên đưa đông cương về nhà. Không có đông á ở đây, lương mặc nguyên lại càng ít nói. Trong cảm giác của đông cương, thì lương mặc nguyên giống như một vị khách không mời mà đến vậy. Cô ấy không hiểu vì sao chị gái mình lại có thể kết hôn một cách vội vàng đến vậy. Trong mắt của cô ấy, chỉ có những người yêu nhau thật lâu mới có thể kết hôn. Mà lương mặc nguyên và đông á hiển nhiên không có tình cảm sâu đậm đến vậy vì bọn họ gặp nhau còn chưa được bao lâu đồng cương cảm thấy hôn nhân của chị gái thật là quá qua loa có lẽ là giống như những gì người khác nói vậy đến quầy tết hôn thì phải tự gả mình ra ngoài trong mắt của cô ấy chị gái tốt của cô ấy sao có thể kinh sách đến thế chị ấy phải tìm được một người yêu chị ấy thật lòng cho nên cô ấy luôn ôm thao tâm trạng buồn bực khó hiểu khi hai người họ kết hôn Lúc chỉ có mình cô ấy và lương mặc Nguyên Cô ấy liền cắt tiếng hỏi Anh rể Anh có yêu chị ấy không Lương mặc Nguyên không trả lời câu hỏi Của Đông Khương Sau một khoảng thời gian dài im lặng Đông Khương hận không thể tự cắn đứt đầu lưỡi của mình Cô ấy nghĩ sao Mình lại có thể hỏi một câu ngu dần như vậy cơ chứ Vào lúc Đông Khương đang suy nghĩ miên man, Thì người đàn ông ngồi ở bên kế Mới cắt tiếng hỏi lại cô ấy vì sao lại hỏi như vậy? Đồng Cương bị anh hỏi như vậy thì nhẹ nơi. Chị gái em đây anh sẽ không phải chịu ấm ức một chút nào. Bà anh cũng không đành lòng để cô ấy phải chịu ấm ức. Anh nói câu này bằng giọng điệu nghiêm cẩn, thăng thắn và thành khẩn. Đồng Cương hơi sờ rút. Cô ấy cảm thấy không phải. Hỏi lại nữa vì đây chính là đáp án tốt nhất rồi. Anh trẻ à? Anh phải đối xử thật tốt với chị gái em. Chị ấy là một cô gái vô cùng thiện lương Anh biết Cảm ơn Lương Mạc Nguyên nhìn trong cương qua kênh chiếu hậu Rồi sau đó mỉm cười nói Nói cảm ơn gì chứ Anh chăm sóc vợ của anh là chuyện đương nhiên Em còn cảm ơn cái gì nữa chứ Nói như vậy cũng đúng Qua lần này trong cương yên tâm rồi Cô ấy đã hoàn toàn buông xuống Sự cảnh giác đối với Lương Mạc Nguyên Mấy ngày gần đây Đông Á và khúc Đan sống chung rất quen thuộc. Hai người thường xuyên hẹn nhau đi dạo phố. Nhưng mấy ngày gần đây, khúc Đan không hề ra cửa. Khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh. Khúc Đan bắt đầu kể khổ với Đông Á, rồi chăm chọc lương mặc minh. Chồng cô từ lúc kết hôn quá mức tùy hướng rồi đó. Những buổi xã giao gần đây toàn đầy cho tôi với phó tổng. Tôi hỏi anh ấy lý do. Anh ấy nói muốn ở nhà với cô. Anh ấy nói xem, anh ấy có xấu xa hay không cơ chứ Ai không biết chuyện Chắc lại nghĩ cô rất dính đến anh ấy Không có anh ấy là không chịu được Đồng Á nghe xong thì suy nghĩ cẩn thận Sắc thật dạo cần đây Lương Mạc Nguyên có hơi đổi tính Sau này anh đặc biệt cho phê sớm Mỗi lần cô truy hỏi anh Anh lại dùng cái phương thức kia để cho qua Hóa ra lấy cô để làm cái cớ Lúc về cô hỏi Lương Mạc Nguyên Là có chuyện này hay không Cuối cùng cái tên đó lại cắn ngược một cái Còn đặc biệt là không biết xấu hổ Nói sợ cô phải độc thủ khuê phòng Chuyện công việc của anh Cô chưa từng hỏi đến Nhưng khi nghe Danny nói Cô sợ anh chậm trễ công tác Nên mới muốn nói chuyện với anh Thì người ấy làm chuyện xấu xong Ôm cô ngủ đến sáng Sáng hôm sau tỉnh lại Không thấy người đâu Sau đó cả ngày cũng không thấy mặt luôn Gần đây Đông Á phát hiện cúp ngực phát triển lớn hơn một vòng. Nên cô phải đổi mới toàn bộ áo ngực. Cuối cùng Lương Mặc Nguyên cũng phát hiện ra những chiếc áo đó. Sau khi tắm rửa xong, anh nhìn thấy bộ quần áo của cô chuẩn bị cho ngày mai. Anh liếc mắt một cái, đã thấy chiếc bra kia. Anh lôi về cầm lên nhìn thoáng qua hỏi. Mới mua xong. Đông Á ưm một tiếng. Cô đang quấy người sơ soạn lại dương đệm không biết Lương mặc Nguyên đã đến sau cô từ bao giờ. Anh ôm lấy cô từ phía sau, rồi chạm sải vuốt ve eo cô. Sau đó chạm sải hướng lên trên, với vào trong vạt áo ngủ của Đông Á, mà cười áo ngực của cô. Không có trái buộc, rất dễ hành động. Anh không nhịn được. Kẻ sát vào bên tay cô, nói bằng giọng sẵn khẳng khẳng. Đúng là lạ lân lên không ít. Đông Á mẫn cảm rụt người lại. cái quần áo bắt lấy bàn tay đang làm loạn của anh em đang bận anh đừng có mà nháo không đợi cô nói xong chân cô đã rời khỏi mặt đất chiếc xếp đi trên chân cũng rơi rớt ở trên sàn nhà lương mặc nguyên bế đông á lên quỳ một chân trên chiếc giường mềm mại còn chưa xong hả anh không đợi được đâu anh muốn ăn trước ăn ăn cái gì cơ chứ ăn em đó đồ ngốc ạ à? đông á và em gái trong cương đi du lịch chín giờ rưỡi sáng ngày hôm đó Cô và Đông khương ra mặt xong Hai người đang định đi ra ngoài Thì tiếng chuông cửa lên đã vang lên Sau khi mở cửa ra Hai cô nghe người mà đứng im một chỗ Lương mặc nguyên đứng ở cửa Bật cười khanh khách mà nhìn Đông Á Anh tới đón các em về nhà Không hiểu sao mấy ngày nay Tinh thần của cô không quá tốt Vừa buồn ngủ Cả người lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi Lúc đầu cô cũng không nghĩ đến trường hợp kia Nhưng mà bà dì của cô đến muộn hai tuần rồi Nên cô cảm thấy có một chút sợ Hôm sau cô đến hiệu thuốc mua que thử thai Kết quả thở ra là cô đã mang thai rồi Đồng Á ngây ngốc Đồng Khương thì vô cùng vui vẻ liên tục chúc mừng chị gái Cô ấy sắp có cháu trai rồi Phải nhanh chóng gọi điện thoại cho anh rể Báo cho anh ấy biết mới được Sáng sớm hôm sau cũng chính là buổi sáng ngày hôm nay lương mặc nguyên đẩy toàn bộ lịch trình đích thân đón cô về nhà sau khi hai người về nhà lên nhanh chóng đi đến bệnh viện kiểm tra kết quả kiểm tra vẫn xác nhận cô đã mang thai bác sĩ còn nói mấy tháng đầu thai vị không ổn định không được vận động ảnh lúc đầu có vẻ rất khó chịu nhưng khó chịu nhẫn này thì cũng sẽ thôi qua vừa đúng lúc đến mùa hè cái thời gian mà thang mật và đông á có thời gian đi với nhau hơn hai người bạn thân các cô lại có thêm một đề tài để mà nói chuyện quá trình mang thai tuy gian khổ nhưng cũng rất thích thú cô đăng ký một chương trình học giáo dục thai nhi mỗi tuần ba tiết cũng có thu hoạch rất lớn thỉnh thoảng lương mặc nguyên có thời gian rảnh cũng đi cùng với cô lúc cô mang thai được 4 năm tháng cô đã học cách đời tả bú sữa hai vợ chồng chuẩn bị mọi thứ như những cặp cha mẹ khác tìm đi chuẩn bị để nhanh đón đứa con của bọn họ chào đời bọn họ muốn đem lại những thứ tốt nhất cho con của họ chuẩn bị thật tốt cho quá trình trưởng thành của nó học kỳ mới đã tới bởi vì đông á mang thai cho nên thời gian lên lớp của cô cũng giảm đi rất nhiều năng lực thích ứng của đông á rất tốt vào trường không lâu, lên đã quen với ba bốn đồng nghiệp trong khoa rồi. học kỳ này cô giống như là người qua đường rồi. trước đó lương mặc nguyên đã đến chào hỏi qua lãnh đạo trong trường. vậy cho nên những thứ có thể miễn thì cứ miễn. mỗi ngày cô có nhiều nhất hai tiết học đúng giờ tan tầm. đến chiều tối, nếu lương mặc nguyên có thời gian, thì sẽ đến toán cô. nếu anh không có thời gian thì anh sẽ bảo người đến đón cô. Trong mắt những thầy cô ở trường học, thì Đông Á giống như một thiếu phu nhân nhà giàu vậy. Đối với cô, thì việc đi học cũng giống như đi chơi. Có công việc này hay không cũng không quan trọng. Có người hâm mộ cô, nhưng có người lại nói và nói ra sau lưng của cô. Đông Á biết tất cả những chuyện này, nhưng cũng làm như là không biết vậy. Cô vẫn khách khí như cũ, dù bọn họ có hâm mộ hay nói ra nói vào hay không thì cuộc sống của cô cũng sẽ không thể nào trở thành cuộc sống của bọn họ được. Trong cuộc sống hôn nhân này, cô và Lương Mạc Nguyên đối xử với nhau rất đối công bằng. Đối với cô, công việc này để đảm bảo cuộc sống của cô. Có lẽ là để có được công việc này, cô đã được Lương Mạc Nguyên hỗ trợ rất nhiều. Nhưng chẳng lẽ đó không phải là sự hy sinh hay sao? Cô không thích người khác Nói cô chỉ sợ vào chồng Nhưng nếu người ta cứ cho rằng như vậy Thì cô cũng sẽ không có cách nào khác cả Ai có thể nào ngăn cản được miệng lưỡi của thiên hạ cơ chứ Người nói ra nói vào Ở khắp mọi nơi Mà bản thân cô chỉ cần sống tốt hơn bọn họ Là đã được rồi đi Tới lúc có thể xem được giới tính của bà bảo Các đồng nghiệp đều thúc giục cô đi kiểm tra giờ Đồng Á cũng không vội đi bởi vì dù là con trai hay là con gái Thì cô đều yêu thương như nhau cả Khi bà bảo còn ở trong bụng của cô Dù có là trai hay gái Thì đối với cô cũng như nhau cả thôi Có lẽ lúc mới biết bản thân có bà bảo Cô có một chút tò mò về giới tính của bà bảo Nhưng bây giờ cô chỉ cần bà bảo của cô khỏe mạnh, bình an Đến với thế giới này Chỉ cần như vậy là trời cao đã ban ân cho người mẹ tự như cô rồi. Nhưng mấy cô giáo có kinh nghiệm, thì lại khẳng định thai này của cô là con trai. Nhìn xem, bụng của em nhọn như vậy. Sau lưng cũng không hề mập ra, giống như là chưa mang thai nhé. Đông Á có một chút hơi gầy. Nếu như mùa đông cô mặc dài một chút, thì đảm bảo sẽ không ai nhận ra là cô đang mang thai cả. Đây chính là ví dụ điển hình cho câu nói. Chủ bụng ra thì không có chỗ nào là giống như một người mang thai cả rất là có nhiều người hâm mộ cô gầy thật là thốt tuổi trẻ cũng có thể tùy hướng một chút lúc cô mang thai sáu bảy tháng cô sẽ nghỉ ở nhà để mà dưỡng thai đoạn thời gian đó nếu bữa tiệc nào có thể đẩy lương mặc nguyên đều là đầy hết cố gắng dành thật nhiều thời gian để mà ở bên cạnh cô Đồng á thấy nghĩ thế mức trời đó của anh thì vội vàng chạy qua giúp đỡ Lâu tổng lại dở chủ nghĩa đàn ông ra Lần nào cũng để cô ra ngoài Mỗi lần cô đều phải ngoan ngoãn, Ngồi yên đợi hiệu lệnh của anh Đồng A nói đùa Anh không sợ sẽ nuôi em trở thành Là heo mẹ hay sao Anh vừa vội vang Cho đồ ăn vào chảo Vừa nói với cô Vậy thì càng tốt Sau này chỉ có anh cần em mà thôi Đồng Á chấp chấp mắt Rồi sau đó nói Đừng có mà sao hôn xào ngữ nếu em thật sự biến thành heo mẹ, Thì anh chính là người kết bỏ đầu tiên ấy chứ Lương Mạc Nguyên nghe thấy vậy Lên đã buông con dao đang cầm trong tay xuống Rồi sau đó Thì liền lau lau hai tay vào trong tạp dề. Anh đi đến trước mặt của cô Ngồi xuống xuống Âu ếm trước bụng nhỏ của cô Mặt của anh sắn lên bụng cô Nói chuyện cùng với con trai của bọn họ Bảo bối à sau này con nhất định phải yêu mẹ của con thật nhiều Dù sao mẹ con Có biến thành heo mẹ đi chăng nữa Con cũng phải yêu mẹ Như là cha có được hay con chứ Lúc đầu Đồng Á cảm thấy có chút cảm động Nhưng sau khi nghe xong một câu này Cô lên đánh nhẹ vào đầu của anh một cái Anh có thể đứng đắn một chút có được không hả Cô còn cho nói hết câu Thì thân hình cao lớn đang ngồi Bỗng nhiên đã đứng dậy Anh cúi đầu xuống Nhìn vào trong đôi mắt của cô Mềm cười đỡ gáy của cô lên Hôn một cái rồi to đó nói Nếu em là heo mẹ Thì anh chính là heo đực Còn có một chú heo con nữa Đầu má ngay lập tức bị anh cho cười Không giận nữa có được hay không Trong mắt của anh có ánh sáng Còn mang theo một chút sùng mình Vậy còn nghe được Tạm tha cho anh đó Sự thật chứng minh Tài nghệ đàn ông phải khen Thì mới có thể tiến bộ Đồng Á nói theo kiểu Ăn ngon thì khen tiến bộ Không thể ăn thì mỉm cười gật đầu Lần sau tiếp tục nỗ lực Chờ đến một tháng Tài nấu nướng của lương mặc nhiên Lên đã tiến bộ rất lớn hơn nữa trang trí món ăn Còn rất là đẹp Để dành được một câu khen ngợi của cô Như thế nào Anh mang đồ ăn đặt đũa vào trong tay cô Bản thân anh cũng chưa ăn một miếng nào Mà cẩn trọng nhìn về phía cô Đồng Á cắp một miếng lên cho vào trong miệng. Lương mặc nguyên hơi căng thẳng mà nhìn cô. Đồng Á cắn đầu đũa, nhờ mắt mà nhìn anh. Đôi môi đỏ mọc khẽ mở. Ăn ngon nha, anh tiến bộ rất nhiều đó. Mặc nguyên à, em cảm thấy anh có thể đi theo con đường này. Rất là có tiền đồ nha. Lương mặc nguyên nha vậy thì cười cười. Đồng Á ngấp ở trong nhà có hơi nhàm chán. Vậy cho nên cô bắt đầu học đàn áo len. Tiếng nhạc dịu dàng vang lên trong phòng khách. Lương Mặc Nguyên ngồi trên ghế sofa. Ở trong phòng khách, cách chỗ của đồng áo không xa. Anh đặt laptop ở trên đùi ngồi xem số liệu. Hai cánh tay áo nhỏ nhỏ đã được đan xong. Cô muốn cho anh nhìn thử một chút. Khi cô ngừng đầu lên, thì phát hiện ra anh đang chăm chú làm việc. Quyết định cũng không làm phiền anh nữa. Cô vừa định thu hồi ánh mắt của mình lại. Thì anh quay đầu Khoảnh khắc đôi mắt của hai người chạm vào nhau Cô nhìn thấy trong mắt của anh Dường như có ý cười Cô giờ chiếc tay áo nhỏ lên cho anh xem Anh thấy như thế nào Lương mặc nguyên lấy lắp tóc ra Ngồi dậy Đến bên cạnh cô nhìn thật kỹ cánh tay áo kia Rồi sau đó nói bằng một chất giọng Còn hơi thủy thân Con gái của anh còn hạnh phúc hơn anh nhiều Nghe thế vậy thì đồng á Cảm thấy có một chút dường như là hơi khó hiểu anh không hạnh phúc ở chỗ nào chứ Anh cũng muốn mặt áo len do em đăng Đông Á nghe đến đây Thì cảm thấy rất đỡ là buồn cười Đúng là quỷ âu trĩ Làm cho anh là được chứ gì Anh muốn mặc bao nhiêu thì có bấy nhiêu Anh không kết bỏ nó Là đã tốt rồi đi Chiều tối nào đó Cần đến ngày dự sinh Lương mặc nguyên đi tàn bộ với đồng á Người lớn trong nhà nói rằng Trước khi sinh đi bộ nhiều một chút Lúc sinh sẽ không vất vả Hơn nữa sinh tự nhiên tốt cho mình và cả bà bảo Cho nên cô vẫn muốn là sinh tự nhiên hơn Dương liễu là lướt Hai người bọn họ nắm tay nhau Đi ở ven bờ hồ Bỏ lại ánh nắng mặt trời đỏ rực Cao bơi treo ta về phía sau lưng Đồng Á dỡ đầu vào vai anh Nhìn khung cảnh hợp lòng người như vậy Cô dâu rất chờ mong tương lai của bọn họ Lương mặc nguyên cầm lấy đôi tay mềm mại không xương của cô rời sau đó nói anh đã nghĩ ra nhũ xanh cho con của chúng ta rồi đông á nghe vậy thì tò mò hỏi gọi là gì vậy nếu như con gái thì gọi là điềm 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 tự đắc điểm nếu là con trai thì gọi là điền điền Làm điền trùng ngọc điền đông á nghe xong thì bật cười làm điền trùng ngọc ngục ý này của chồng không tồi nhá nhưng mà vì sao phải gọi là cha chan mà không thể là gọi cái tên khác chứ." Lương Mặc Nguyên mỉm cười Rơi sau đó nói, "Anh không nói cho em biết đâu, em đoán thử xem." Đồng á không thể nào, đoán được tâm tư của Lương Mặc Nguyên. Cô nghĩ vài ngày cũng không hiểu được, cho đến khi cô được đẩy vào trong phòng xem Ba một tiếng trong lúc hỗn loạn, cô nghe thấy bác sĩ nói là một đứa bé trai. Lương Mặc Nguyên hôn lên chắn cô, Vợ em vất vả rồi." Cô mệt tới mức không muốn nghĩ đến cái gì nữa Hóa ra Ngộ ý của Nam Điền trùng học chính là cái này Điền điền Nhưng mà giấc mộng có con cái của Lương Tổng Đã bị phá nát rồi Đồng Cương được nghỉ học Nghe nói chị gái đã sinh cho một đứa cháu trai cho mình Mắt to mới cao Vâng trắng đầy đặn Khi uống sữa bàn tay nhỏ của bà bảo nắm chặt Trắng trắng mềm mềm Đang yêu muốn chết Đồng Cương yêu thích không muốn vâng tay Cô ấy không quá thích trẻ con Nhưng lại phá lệ yêu thích đứa bé này Anh trẻ, chị Hai người đã lấy tên cho cháu trai chưa? Đông Á Nhìn lương mặc nguyên rồi sau đó cười nói Gọi là Điền Điền Đông Cương nghe vậy thì dừng rút Cái gì Điền chứ? Điền viên phong cảnh Điền À Đông Cương nhìn cục bọng nhỏ ở trong ngực Thầm nghĩ có phải là có chút hơi quê mùa không? Bành hỏi tiếp Là có ngụ ý gì sao? Đồng Á nhìn về phía Lương Mặc Nguyên một cái Cái này thì hỏi Anh rể của em đó Tên là do anh ấy đặt Đồng Cương nghe vậy thì dùng ánh mắt Mà hỏi Lương Mặc Nguyên Lương Mặc Nguyên lần này Cũng không đánh đô nữa nói Vần thứ nhất trong họ của chị gái em Ghép với phần phía sau trong họ của anh Điền Thật sự chính là Điền Lương tiền Điền Đồng Cương đọc lại thêm một lần nữa Thật đúng là ngoại tao có cần phải buồn nôn như vậy hay không cơ chứ? Đúng là lãng mạn chết mất mà. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã chú ý, lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe like kênh truyện để đón nghe thêm nhiều truyện nguồn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.